cũng sẽ không là Lưu Kim Nam. Lưu Kim Nam là đại quản gia tỉnh ủy, nói chính xác là con chó trông nhà cho Trần Hạo Thiên, không phải của hắn. Lưu Kim Nam rất khách khí, nhưng bố trí văn phòng hắn thì một việc nhỏ như vậy không đáng kinh động đến một ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Như vậy chỉ có thể là Lâm Khang Tân hoặc là Đường Thiên Vân. Nhưng mặc kệ là ai, Hạ Tưởng đều hiểu, đối phương rất cẩn thận tới mức ngay cả các việc nhỏ nhặt mà trước kia hắn ở Tần Đường, tại vị trí phó giám đốc sở và giám đốc sở đều rõ như lòng bàn tay, nếu không phải anh ta từng bỏ công sức nghiên cứu thì cây hải đường sẽ không xuất hiện bên trong văn phòng của hắn. Hạ Tưởng ánh mắt liền thâm trầm không ít, vừa đến Lĩnh Nam, đầu tiên là Bentley mở đường, hiện tại lại đưa tặng cây hải đường. Có người thật sự là rất tò mò đối với hắn. Buổi chiều công việc không nhiều lắm, chỉ có làm quen với vài ủy viên thường vụ, cùng Lâm Khang Tân, Đường Thiên Vân, đơn giản nói chuyện đàm phán công việc và đi ăn cơm. Xe của Hứa Quan Hoa đúng giờ chạy đến trụ sở tỉnh ủy. Quân khu Dương Thành và tỉnh ủy tuy rằng cùng nằm trong thành phố Dương Thành, nhưng cũng không lệ thuộc, mà Trần Hạo Thiên là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư tỉnh ủy, lại kiêm nhiệm bí thư đảng ủy quân khu Lĩnh Nam. Không có quan hệ gì với quân khu Dương Thành. Hứa Quan Hoa cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lái chiếc xe mang biển số của quân khu Dương Thành, một mạch lái tới phía dưới tòa nhà tỉnh ủy. Hạ Tưởng thoải mái bước xuống lầu, những người cộng sự ở tỉnh ủy quen hay không quen hắn đều nhiệt tình chào hỏi, so với lúc hắn mới tới tỉnh Tề nhậm chức, các đồng chí ở tỉnh ủy Lĩnh Nam nhiệt tình hơn. Ít nhất ở mặt ngoài là như thế. Cái cảnh Hạ Tưởng xuống lầu, sau đó ngồi lên ô tô quân khu Dương Thành, đã đọng ở trong mắt rất nhiều người bên trong tỉnh ủy. Thời gian tan tầm, nhân viên lui tới công tác, xe đưa đón lãnh đạo lớn nhỏ, cảnh tượng náo nhiệt, đó là một khắc trong ngày có sức sống nhất ở trụ sở tỉnh ủy. Chẳng qua trong cuộc sống thật, cũng có những nốt nhạc không tốt đẹp lắm. Ô tô của Hứa Quan Hoa dừng ở làn đường chuyên dụng, Hạ Tưởng vừa xuống lầu, là có thể trực tiếp lên xe, vô cùng thuận tiện. Đây là làn đường chuyên dụng dành cho ô tô lãnh đạo tỉnh ủy. Những người khác còn phải đi bộ đến bãi đỗ xe phía sau lên xe. Làn đường ô tô này chỉ có thể thông hành một chiếc ô tô Hứa Quan Hoa dừng ở cửa chính, Hạ Tưởng bắt tay Hứa Quan Hoa xong liền cùng Hứa Quan Hoa lên xe, chuẩn bị rời vị trí, để xe phía sau tiếp tục vào. Giờ cao điểm tan tầm, không thể chiếm dụng làn đường này quá lâu. Vừa mới lên xe, phía sau liền có một chiếc ô tô đến, rất không kiên nhẫn nhấn còi. Ấn còi còn chưa tính, còn chớp đèn. Hạ Tưởng còn chưa nói gì, Hứa Quan Hoa đã nổi giận, bảo lái xe. Khoan đi, để cho nó thúc giục. Hạ Tưởng và Hứa Quan Hoa ngồi song song ở ghế sau, phía trước có lái xe và cảnh vệ. Hạ Tưởng cũng có thể đoán được nguyên nhân Hứa Quan Hoa căm tức, ai đều có vài phần nóng giận. Chính mình đã không muốn mất thời gian, xe sau rất không biết điều lại thúc giục. Mặc kệ là xe chuyên dụng của ai, đều đã là coi khinh xe chuyên dụng của Hứa Quan Hoa. Chẳng lẽ biển số xe quân khu Dương Thành của Hứa Quan Hoa, ở trụ sở tỉnh ủy lại không có trọng lượng ư, hoặc là nói, không được hoan nghênh. Hứa Quan Hoa so với lần gặp mặt trước gầy đi một chút, thân sắc hơi có vẻ mỏi mệt, có thể thấy được vừa đến quân khu Dương Thành, phỏng chừng mọi chuyện cũng khó khăn, cục diện không dễ mở ra, khó tránh khỏi bực tức trong lòng. Hạ Tưởng cũng sẽ không khuyên Hứa Quan Hoa, cũng không bảo gì lái xe, liền cùng Hứa Quan Hoa vừa nói vừa cười, cố ý kéo dài thời gian. Xe sau càng mất kiên nhẫn, liên tục nhấn còi, chớp đèn ba lượt, gặp xe trước chẳng những không nhường đường, mà còn đỗ lại không đi, xe sau cũng phát hỏa, một người bước xuống, đi đến xe trước, gõ vào cửa kính bên phải phía sau xe. Không khéo, Hạ Tưởng vừa lúc ngồi ở ghế phía sau bên phải. Hạ Tưởng ấn cửa sổ xuống, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Có việc gì vậy? Người tới là một thanh niên, bạch diện thư sinh, nhìn qua rất có kiềm chế. Nhưng lời nói ra và hình tượng của gã ta lại khác nhau một trời một vực. Có việc gì? Đương nhiên có việc, xe của mày sao lại dừng lung tung vậy? Mau tránh ra, bí thư Mưu đang cần dùng xe gấp. Hạ Tưởng thấy thái độ mãnh liệt của đối phương, giọng điệu cứng rắn, mạnh mẽ, liền cố ý nói. Bí thư Mưu dùng xe, liên quan gì với tôi? Khi nói chuyện tốt nhất anh nên khách khí một chút, nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng. Đối phương sắc mặt đại biến. Hừ, sao mày lại không hiểu đạo lý? Xe quân khu Dương Thành của mày đỗ ở làn đường của lãnh đạo tỉnh ủy, vốn đã không đúng, còn già mồm cãi lại, tố chất gì vậy? Tao nói cho mày biết, lập tức tránh ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hứa Quan Hoa nổi giận,
y hiểu rằng không phải đối phương ức hiếp Hạ Tưởng, đương nhiên đối phương không biết Hạ Tưởng là ai, đối phương ức hiếp chính là y liền xuống xe, hướng đối phương quát. Làm gì vậy, khinh thường xe quân khu Dương Thành sao? Tôi ngay cả quyền dừng xe một chút cũng không có à? Tôi sẽ chờ Bí Thư Mưu đến đây, nói chuyện rõ ràng với Bí Thư Mưu. Bí Thư Mưu là Mưu Nguyên Hải, Bí Thư Chính ủy tỉnh, Giám đốc Sở Công an tỉnh. Hạ Tưởng vốn không muốn làm to chuyện, một chút việc nhỏ không đến mức nâng cao quan điểm, nhưng nghĩ lại thì Mưu Nguyên Hải tuy rằng xếp hạng trong tỉnh ủy không cao, nhưng là nhân vật thực quyền, mấu chốt là, thư ký của gã ta rất coi thường xe của quân khu Dương Thành, đã nói lên vấn đề gì đó. Ai muốn nói chuyện với tôi? Giọng nói cố ý kéo dài ra vang lên, theo sau lại là một tiếng hừ lạnh. Ai cũng biết rằng, tôi là một người không nói lý. Mưu Nguyên Hải năm nay 53 tuổi, hơi béo, lưng hơi gù, dáng đi hình hai hàng, đối với Hạ Tưởng mà nói, trong mắt hắn Mưu Nguyên Hải là người có tướng mạo hung ác nhất trong ban lãnh đạo tỉnh Lĩnh Nam. Trong số các lãnh đạo tỉnh ủy Lĩnh Nam thì người phía Nam Trường Giang chiếm đa số, cán bộ gốc Lĩnh Nam có 3 người. Ở trong đại hội toàn thể, Hạ Tưởng đã gặp qua một lượt tất cả lãnh đạo tỉnh ủy, để cho hắn ấn tượng bước đầu là, phần lớn đều trắng nõn, nho nhã, tướng mạo ôn hòa. Chỉ có Mưu Nguyên Hải, tướng mạo có chút uy nghiêm không hề giận mà lại tự uy. Nói chung, Bí Thư Chính ủy tỉnh ủy kiêm Giám đốc Sở Công an tỉnh là một vị trí rất quan trọng, ở trong các ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bình thường đều xếp hạng trong 6 người đầu. Nhưng ủy viên thường vụ tỉnh ủy Lĩnh Nam xếp hạng khá kỳ quái, Mưu Nguyên Hải xếp thứ 10. Còn có một điểm, cũng khiến Hạ Tưởng cảm thấy thú vị chính là, thông thường thành phố trực thuộc tỉnh phân lượng khá quan trọng, bình thường thì sẽ lớn hơn cấp thành thị khác cùng tỉnh, nhưng Bí Thư Thành ủy Dương Thành lại xếp hạng cuối cùng, mà Bí Thư Thành ủy Bằng Thành lại xếp hạng thứ 6. Nguyên nhân trong đó, đương nhiên không có liên quan đến chức vụ, mà là liên quan đến kinh nghiệm lý lịch cá nhân, nhưng gián tiếp cho thấy, xếp hạng tỉnh Lĩnh Nam có sự khác nhau rất lớn so với những tỉnh khác, bố trí ở bộ máy nhân sự tỉnh ủy lại có thâm ý sâu sắc. Hạ Tưởng ngồi ở đấy không có xuống xe, thấy Mưu Nguyên Hải người chưa đến nhưng giọng đã tới trước, hơn nữa còn là 10 phần khí thế hơn người, liền càng hứng thú. Hứa Quan Hoa tiến lên trước, lập tức đến trước mặt Mưu Nguyên Hải, nói với giọng không nóng không lạnh. Bí thư Mưu, tôi đến tỉnh ủy đón người, thư ký của ngài lại không ngừng thúc giục, lẽ nào dừng xe ở cửa cũng phải thông qua phê chuẩn của ngài mới được. Mưu Nguyên Hải ánh mắt cũng chưa ngẩng lên, thái độ vô cùng kiêu căng. Nếu ở quân khu Dương Thành, anh muốn dừng bao lâu cũng được, nhưng hiện tại là ở tỉnh ủy, chính ủy Hứa không biết chiếm dụng làn đường chuyên dụng của lãnh đạo tỉnh ủy là hành vi rất không lễ phép ư. Tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, anh chặn đường như vậy, chính là cản trở trị an lâu dài của tỉnh Lĩnh Nam. Cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh, lát nữa Bí Thư Trần cũng muốn xuống dưới, nếu xe của anh chọc Bí Thư Trần mất hứng, anh xem rồi tự xử. Đang nói thì có một người đã đi tới. Vừa thấy xe Hứa Quan Hoa chắn ngang đường, không khỏi giận dữ nói. Xe ai còn chưa tránh ra, Phó Chủ tịch tỉnh Khang sắp xuống tới. Đừng đứng đấy nữa, khẩn trương mở đường. Phó Chủ tịch tỉnh Khang là ủy viên thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh Khang Hiếu, ở tỉnh ủy xếp hạng thứ 4 gần với Hạ Tưởng. Mưu Nguyên Hải nghiêng người một bên, nói với người vừa tới. Thư ký Mã, Phó Chủ tịch tỉnh Khang cũng có việc gấp sao? Cũng không đúng dịp. Chính ủy Hứa ở quân khu Dương Thành sẽ không nhường đường. Hạ Tưởng cười lạnh, Mưu Nguyên Hải cũng có ý tứ, tốt xấu gì cũng là bí thư chính ủy, không ngờ lại châm ngòi ly gián, khiến hắn mở rộng tầm mắt. Đang muốn xuống xe ra mặt giải quyết một chút, ngồi xem nãy giờ cũng đủ rồi, chuyển biến tốt thì thôi không nên làm lớn chuyện hạ thấp người, chỉ thấy lại một bóng người xuất hiện, không khỏi khiến hắn sửng sốt, là Mễ Kỷ Hỏa. Càng khéo léo chính là, phía sau Mễ Kỷ Hỏa, là Khang Hiếu. Tốt thôi, một việc nhỏ mà đều kinh động đến chủ tịch tỉnh và thường vụ phó chủ tịch tỉnh, xe Hứa Quan Hoa, dừng thật sự là vừa đúng chỗ. Khang Hiếu đã lớn tuổi, thân là thường vụ phó chủ tịch tỉnh, ông ta ở bên trong tỉnh ủy xếp hạng rất cao, quyền lực rất lớn, Lĩnh Nam là tỉnh có nền kinh tế lớn, bộ máy ủy ban nhân dân tỉnh rất được coi trọng. Dựa theo điều chỉnh bình thường, chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam có lẽ là từ Khang Hiếu tiến dần lên. Nhưng Mễ Kỷ Hỏa từ trên trời rơi xuống chắn phía trước, cho nên đừng nhìn Khang Hiếu và Mễ Kỷ Hỏa cùng nhau xuống lầu, còn vừa nói vừa cười, nhưng nếu nói Khang Hiếu sau lưng không có bất mãn và căm thù đối với Mễ Kỷ Hỏa, chắc ai cũng sẽ không tin tưởng.
Khang Hiếu vừa ra khỏi cửa liền phát hiện vấn đề, lập tức vẻ mặt tức giận. Sao lại thế này nhỉ? Ai chắn đường ở trong này? Chủ tịch tỉnh Mễ sắp phải dùng xe, chặn đường sao được? Khẩn trương tránh ra. Khang Hiếu tuổi không nhỏ, nhưng thân hình vẫn vậy, gầy mà tinh thần, tướng mạo so với Ngưu Nguyên Hải còn nhã nhặn hơn, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, giọng điệu nghiêm khắc, so với Ngưu Nguyên Hải chỉ có hơn chớ không kém. Hạ Tưởng hiểu, Khang Hiếu hiển nhiên thấy rõ biển số xe ô tô của Hứa Quan Hoa, cũng thấy được sự tồn tại của Hứa Quan Hoa, lão ta thân là thường vụ phó chủ tịch tỉnh, biểu hiện bức thiết như thế, cũng không phải là thật tâm vì Mễ Kỳ Hỏa mở đường, mà là vì để lạnh nhạt với Hứa Quan Hoa. Tuy nhiên là dùng danh nghĩa Mễ Kỳ Hỏa để xé ra hổ làm văn thôi. Hạ Tưởng phó bí thư Hạ từ nhỏ đã không cận thị, chẳng những không cận thị, mà ánh mắt còn đặc biệt tốt, trước khi Khang Hiếu mở miệng nói chuyện, hắn liền nhạy bén bắt được ánh mắt giao lưu giữa Khang Hiếu và Ngưu Nguyên Hải. Hạ Tưởng làm người không tệ, bình thường không chủ động hại người khác, nhưng đề phòng người khác cũng không thừa, trong nháy mắt hắn liền hiểu điều gì đó, Khang Hiếu và Ngưu Nguyên Hải muốn diễn kịch. Muốn mượn quyền uy Mễ Kỳ Hỏa đến đẻ Hứa Quan Hoa một lần, từ đó đạt tới mục đích không thể cho ai biết. Kỳ thật dựa theo lẽ thường, đứng chắn xe là việc nhỏ, có Ngưu Nguyên Hải ra mặt, các lãnh đạo tỉnh ủy khác cho dù bắt gặp, cũng sẽ không nói thêm gì. Rốt cuộc là việc nhỏ, thân là lãnh đạo tỉnh ủy nếu tính toán chi li, sẽ có phần nhỏ mọn. Ngưu Nguyên Hải dây dưa với Hứa Quan Hoa về chuyện dừng xe, khẳng định có nội tình khác, mà Khang Hiếu cũng muốn nhúng tay vào, lại càng có ý khác. Mễ Kỳ Hỏa giống như chiếc cờ lớn bị Khang Hiếu mượn dùng, trong lòng không vui, Hứa Quan Hoa và ông ta quan hệ không tồi, ông ta sẽ không bởi vì một vấn đề dừng xe mà có ý kiến với Hứa Quan Hoa. Nói giỡn, cho dù ông ta không biết Hứa Quan Hoa, thì cũng sẽ không bị Khang Hiếu dùng thủ đoạn âm thầm châm ngòi lừa gạt, liền nói. Đều là tới đón người, đừng so đo nhiều như vậy. Tôi cũng muốn đi bộ vài bước, có thể rèn luyện thân thể. Khang Hiếu giơ tay ngăn Mễ Kỳ Hỏa. Sao thế được, sao có thể để chủ tịch Mễ đi bộ chứ? Ông ta cũng không thèm nhìn tới Hứa Quan Hoa, mà nói với Ngưu Nguyên Hải. Bí thư Ngưu, rốt cuộc sao lại thế này nhỉ? Quân khu Dương Thành đứng ở tỉnh ủy, còn chiếm làn đường chuyên dụng của lãnh đạo tỉnh ủy, sao ông cũng không duy trì trật tự một chút? Không phải đã khiến chủ tịch Mễ khó chịu ư? Lại đem Mễ Kỳ Hỏa treo bên miệng, lấy Mễ Kỳ Hỏa nói, rất rõ ràng. Không phải Hứa Quan Hoa dừng xe khiến Mễ Kỳ Hỏa khó chịu nổi, mà là Khang Hiếu và Ngưu Nguyên Hải kẻ sướng người họa, mượn việc Hứa Quan Hoa dừng xe, bọn họ muốn cho Mễ Kỳ Hỏa khó chịu. Ngưu Nguyên Hải vừa nghe Khang Hiếu nói, cũng không đợi Mễ Kỳ Hỏa chỉ bảo, tiến đến trước Hứa Quan Hoa, hướng lái xe quát. Lập tức rời đi, nếu không xử lý nghiêm khắc. Hứa Quan Hoa sắc mặt thay đổi. Mễ Kỳ Hỏa sắc mặt cũng thay đổi. Được thôi. Hai người anh một lời tôi một lời, không xem Hứa Quan Hoa ra gì còn chưa tính, lại xem quyền uy của chủ tịch tỉnh Mễ Kỳ Hỏa như không có gì, muốn như thế nào liền như thế ấy, rõ ràng là lấy ý đuổi Hứa Quan Hoa, nhưng kỳ thật vẫn là sỉ nhục Mễ Kỳ Hỏa. Bí thư Ngưu, Quan Hoa tới đón tôi ở trên xe nhận cuộc điện thoại, sao sự tình lại náo thành cái dạng này? Tại sao vậy, dừng xe một lát ở dưới lầu tỉnh ủy lại muốn nghiêm túc xử lý? Tốt lắm! Tôi sẽ tiếp nhận để bí thư Ngưu nghiêm túc xử lý. Hạ Tưởng đẩy mở cửa xe, cười nhẹ nhàng, từ một bên xe đặt một chân xuống đất. Không biết là cố ý hay là vô ý, Hạ Tưởng dưới chân truyền đến một tiếng cốp, trong trẻo. Mễ Kỳ Hỏa sửng sốt, lập tức âm thầm cười. Khang Hiếu lập tức giật mình, trên mặt thẹn quá thành giận, lại có chút xấu hổ. Thú vị nhất chính là Ngưu Nguyên Hải, dường như muốn kéo cửa xe, thì một tay giơ giữa không trung. Vẻ giận dữ đọng lại trên mặt, ánh mắt rơi ở vẻ mặt tươi cười ôn hòa của Hạ Tưởng, trong khoảng thời gian ngắn không ngờ trong lòng một trận kinh hoàng, không hiểu ra sao cả có cảm giác kinh hoàng thất thố. Sao lại thế này, như thế nào lại bị câu nói của Hạ Tưởng làm cho sợ, cũng không có mặt mũi gì nữa. Tuy rằng Hạ Tưởng thanh danh bên ngoài, tuy rằng những gì Hạ Tưởng làm ở tỉnh Tề đã truyền đến Lĩnh Nam, khiến mọi người trong tỉnh ủy Lĩnh Nam xôn xao. Đều nhận định Hạ Tưởng không phải một người dễ bị bắt nạt, nhưng Ngưu Nguyên Hải ở tỉnh Tề nhiều năm, lại là lão quan trường, sao có thể mới nghe đồn mà bị dọa. Chẳng lẽ bởi vì Hạ Tưởng vẫn tránh ở trong xe không ra, đợi đến thời khắc mấu chốt đánh cho ông ta trở tay không kịp, ẩn nhẫn khiến ông ta giật mình. Hạ Tưởng vừa lộ mặt, sự tình liền đột ngột chuyển tiếp.
Thân là phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, Hạ Tưởng xếp hạng cao hơn hai người Khang Hiếu và Mưu Nguyên Hải, thực quyền trong tay cũng lớn hơn rất nhiều so với hai người, quan lớn một bậc đè chết người, Khang Hiếu và Mưu Nguyên Hải kẻ sướng người họa diễn trò, một sáng một tối khiến Mễ Kỳ Hỏa khó có thể xuống đài. Hạ Tưởng thanh âm không lớn nhưng rõ ràng lộ ra ý bất mãn, vừa thốt lên xong, Khang Hiếu và Mưu Nguyên Hải cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ. So với Mễ Kỳ Hỏa ôn hòa, phó bí thư Hạ vừa ra tay liền mạnh mẽ, cứng rắn không nhượng bộ. Mưu Nguyên Hải lập tức vẻ mặt tươi cười. Hóa ra là đón phó bí thư Hạ, sao không nói sớm? Sớm biết rằng phó bí thư Hạ ở bên trong xe, tôi đã đi đường vòng. Thật là, đều do tôi không chú ý xe sau. Khang Hiếu vẻ mặt thay đổi ba lần, cũng miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Hiểu lầm, phó bí thư Hạ, chuyện này trách tôi, nếu ngài muốn phê bình, thì phê bình tôi là được rồi. Có thể nói như thế, có thể hành động như thế, vẻ mặt lại chuyển biến nhanh như vậy, Hạ Tưởng cũng âm thầm khâm phục bản lĩnh Mưu Nguyên Hải và Khang Hiếu. Tuy là khúc nhạc đệm nhẹ nhưng cũng là vấn đề lớn, sau khi lên đường, Hứa Quan Hoa còn cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua Khang Hiếu và Mưu Nguyên Hải, cười lạnh nói. Hai lão cáo già, và Thi Khải Thuận là cá mè một lứa. Như thế nào lại liên quan đến Thi Khải Thuận? Hạ Tưởng vẻ mặt nghi vấn. Hứa Quan Hoa lắc đầu cười. Nói thật, phó bí thư Hạ, anh mới đến, đối với sự tình ở tỉnh ủy tỉnh Tề, chỉ sợ không hiểu hơn tôi, hôm nay có lẽ nên nói cho anh biết một chút. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, vừa không cự tuyệt. Lại không nóng vội mãnh liệt, thản nhiên nói. Quan Hoa, lão cổ gần đây thân thể có khỏe không? Rất tốt, chỉ là hơi nhớ anh, hôm trước còn nói muốn tới Dương Thành thăm. Lão cổ rất có cảm tình với Dương Thành, rất phức tạp. Nhắc tới lão cổ, Hứa Quan Hoa vô cùng cảm động. Đúng rồi, Bentley là xe ai, anh đoán ra không? Hứa Quan Hoa tươi cười bên trong có vài phần thần bí. Hạ Tưởng lắc đầu. Tôi vừa đến Dương Thành, cuộc sống chưa quen cũng không nói làm gì, ngay cả con người cũng có quen biết ai đâu, làm sao có thể đoán được. Hơn nữa chiếc Bentley đó cũng không phải cố ý tới đón tiếp tôi. Hắn là cố ý nói như vậy. Hứa Quan Hoa cười ha hả. Phó bí thư Hạ, anh biết rõ Bentley chính là vì nghênh đón anh đại giá quang lâm, nếu không phải là anh, có người còn không nỡ dùng Bentley, tuy nhiên gã ta hiện tại khẳng định là hối hận rồi, chẳng những Bentley hỏng nặng. Còn bị bí thư Trần ra tay sửa trị. Phó bí thư Hạ, anh đến là có người gặp phải xui xẻo. Hạ Tưởng lại không cười, trong lòng suy nghĩ, hắn vừa đến Dương Thành, vai trái gánh chịu đại kế Trần Hạo Thiên, vai phải lại gánh chịu một đống phiền toái và khiêu chiến, hắn mới đến, ngày đầu tiên liền đánh vỡ sự cân bằng của lĩnh Nam. Sau khi Hạ Tưởng xuống lầu không lâu, Lâm Khang Tân lại vẻ mặt nhiệt tình đi tới phòng làm việc của Hạ Tưởng, gõ cửa đi vào. Lại phát hiện Hạ Tưởng không ở đó, liền thân thiết hỏi han. Thiên Vân, phó bí thư Hạ đi đâu vậy? Đường Thiên Vân đang cúi đầu làm việc, vội đứng lên, cung kính nói. Trưởng ban thư ký, phó bí thư Hạ đi ăn cơm. Lâm Khang Tân, ồ, một tiếng, gật gật đầu. Đi theo phó bí thư Hạ, phải hết sức tận tâm, cậu không thể lười nhác, tay chân không thể chậm, phải thật tâm thực lòng vì lãnh đạo phục vụ, lãnh đạo mới có thể tín nhiệm cậu trọng dụng cậu. Khi nói chuyện, lại bước về phía trước một bước, vỗ vỗ bả vai Đường Thiên Vân. Thiên Vân, đợi đến khi nào lãnh đạo đi ra ngoài ăn cơm cũng dẫn cậu đi theo, tới lúc đó coi như cậu và lãnh đạo đã hòa đồng. Đường Thiên Vân thái độ cung kính nói. Vâng, trưởng ban thư ký nói đúng, tôi sẽ nhớ kỹ. Tốt, cậu còn trẻ, cứ tận lực tận tâm, về sau không lo không có tiền đồ. Lâm Khang Tân thị sát xong, chắp tay sau lưng dạo qua một vòng. Thấy phòng trong cửa không đóng, liền nhìn lướt qua, còn nói. Hãy nhớ giúp phó bí thư Hạ chăm sóc tốt cây hải đường. Lâm Khang Tân sau khi ra khỏi phòng làm việc của Hạ Tưởng, Đường Thiên Vân cầm lấy bình tưới, cẩn thận tưới nước cho cây hải đường, còn nhặt đi mấy chiếc lá khô héo, cẩn thận và kiên nhẫn, nếu để Hạ Tưởng chính mắt nhìn thấy, cũng sẽ âm thầm khen ngợi. Tuy nhiên trong tính cách của Đường Thiên Vân có một chút khiến Hạ Tưởng không vui lắm, đó chính là cậu ta rất im lặng rất ít nói. Tuy rằng Hạ Tưởng cũng không thích lắm miệng giống như Ngô Thiên Thiếu, nhưng cũng không muốn bên người có một thư ký im như cái hũ nút. Chẳng qua là Trần Hạo Thiên đã tỉ mỉ chọn thư ký cho hắn, Hạ Tưởng cũng chỉ có thể thử dùng một thời gian sau đó sẽ quyết định. Hạ Tưởng không nhìn được một mặt chính là,
Sau khi Lâm Khang Tân đi rồi, Đường Thiên Vân không nói một lời, tưới xong hoa, sau đó trở lại chỗ ngồi, sửng sốt trong chốc lát, cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài. Khác với lúc bình thường trầm mặc ít lời, thì giờ miệng lưỡi lưu loát nói không ngừng, một cuộc điện thoại nói mất nửa giờ. Mà sau khi Lâm Khang Tân trở lại văn phòng của chính mình, đóng cửa lại, vẻ mặt như thoáng chút suy nghĩ, đi tới phía trước cửa sổ, trong lúc vô ý nhìn xuống dưới lầu, vừa lúc nhìn thấy một cảnh tượng Hạ Tưởng ngồi trong ô tô Hứa Quan Hoa nghênh ngang mà đi, ánh mắt y liền trừng lớn vài phần. Sau khi vừa thấy xe chuyên dụng Mễ Kỳ Hỏa rời khỏi, Khang Hiếu và Mưu Nguyên Hải cũng ngồi chung một chiếc xe mà đi, Lâm Khang Tân suy nghĩ một lát, gọi một cú điện thoại. Trưởng ban Nhâm, có chuyện muốn báo cáo ngài một chút. Ồ, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng điệu trả lời quan thức của Nhâm Sương. Vừa rồi, Phó Bí Thư Hạ và Chủ tịch tỉnh Khang, Bí Thư Mưu đã xảy ra xung đột nho nhỏ. Đem tình hình mà chính mắt y nhìn thấy thuật lại một lần, Lâm Khang Tân cuối cùng còn nói. Tôi vừa rồi có vào văn phòng Bí Thư Hạ một chuyến, cố ý giải thích Đường Thiên Vân phải chăm sóc tốt cây hải đường. Điện thoại phía bên kia trầm mặc một lát truyền đến giọng Nhâm Sương nhạt nhẽo nói một câu, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Biết rồi. Nếu để Hạ Tưởng biết được, trưởng ban thư ký đối khẩu của hắn là Lâm Khang Tân hướng ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch mặt trận Tổ quốc Nhâm Sương báo cáo công tác, hắn khẳng định sẽ giật mình không ít, bởi vì mặc kệ là xuất phát từ góc độ nào. Phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy và chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy không có công việc chung gì. Nhâm Sương nâng chén trà lên uống một ngụm trà, hơi nhíu mày, lá trà thả hơn nhiều nên hơi đắng. Đối với người thích uống trà nhạt như ông ta mà nói, lá trà nhiều hơn 10 là ông ta có thể cảm thấy vị đắng chát trong đó. Đứng dậy cầm chén trà đi thêm nước vào, uống thử một ngụm, mới cảm giác tốt hơn một ít, ánh mắt Nhâm Sương bất mãn nhìn phía bên ngoài. Đối với thư ký đương nhiệm Triệu Cảnh Xuân đã bất mãn lại càng bất mãn thêm vài phần. Gõ vào trán, ánh mắt Nhâm Sương lại dừng ở sấp ảnh trên bàn, trong bức ảnh, là chiếc Bentley đã hỏng nặng. Sắc mặt ông ta bất định, một bàn tay nhẹ nhàng gõ vào cái bàn, tay kia thì đã cầm lấy điện thoại. Điện thoại lại đột ngột reo vang, khiến Nhâm Sương đang trầm tư bị giật mình. Tuy nhiên vừa thấy điện báo, vẫn là lập tức nghe máy. Trưởng ban Nhâm. Tôi và Bí Thư Mưu ở thôn Cá Hải Đảo, vừa lúc câu được con cá mà anh thích ăn, tôi cùng Bí Thư Mưu bàn, có nên chờ anh một chút hay không? Là Khang Hiếu điện tới. Nhâm Sương hơi trầm ngâm, đáp ứng. Một sở thích nhỏ của tôi, cũng khiến Phó Chủ tịch tỉnh Khang nhớ rõ ràng như vậy, thật vinh hạnh. Tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh, 20 phút sau sẽ đến. Thu dọn mọi thứ xong, thời điểm chuẩn bị đi, Nhâm Sương lại nghĩ tới cái gì đó. Trở lại lấy sấp ảnh trên bàn. Hạ Tưởng đi theo Hứa Quan Hoa đến quán rượu Thiên Nga Trắng, Hứa Quan Hoa giới thiệu. Món ăn Quảng Đông chính thống, nhất định phải nếm thử. Hạ Tưởng cười nói. Anh đến sớm hơn tôi có vài ngày, mà giống như thể đã biết rất rõ Dương Thành này vậy. Tôi đối với hoàn cảnh địa lý Dương Thành không quen, nhưng đối với người và việc ở Dương Thành lại rất quen thuộc. Hứa Quan Hoa một lời mà hai ý nghĩa. Hiển nhiên là nói trước khi hắn ta tới Dương Thành, đối với quân khu Dương Thành thậm chí quan hệ nhân sự của tỉnh ủy Lĩnh Nam, đã sớm nghiên cứu kỹ lưỡng. Lên lầu, tới phòng đặt sẵn, trong phòng đã có mấy người chờ đã lâu. Hứa Quan Hoa giới thiệu cho Hạ Tưởng, đều là bằng hữu và đồng sự của hắn ta ở quân khu Dương Thành. Có thể khiến Hứa Quan Hoa đưa đến gặp mặt hắn, Hạ Tưởng hiểu rằng, khẳng định là người đáng tín nhiệm. Trong đó có một người không cần giới thiệu. Hạ Tưởng cũng biết, đó là Mộc Phong. Mộc Phong vừa thấy Hạ Tưởng, liền, dập, một cái, kính chào theo nghi thức tiêu chuẩn quân đội, thanh âm to rõ. Chào thủ trưởng. Hạ Tưởng ha hả cười, giơ tay bắt tay với Mộc Phong. Mộc Phong, đừng như vậy, tôi cũng không phải là thủ trưởng gì. Vâng, thủ trưởng. Mộc Phong ở trước mặt Hạ Tưởng thả không ra, có lẽ là bởi vì Hạ Tưởng uy danh rất lớn, cũng có lẽ trong mắt y rất kính nể Hạ Tưởng. Mộc Phong đến Dương Thành, là lão cổ an bài hay là ý tứ của Tổng Bí Thư? Hạ Tưởng vẫn chưa hỏi nhiều, hắn chỉ cần biết, Mộc Phong sẽ là trợ lực lớn của hắn ở Lĩnh Nam là được rồi. Hạ Tưởng ngồi ở vị trí đầu, sau khi tiệc rượu bày ra, mấy người thay phiên nhau hướng Hạ Tưởng kính rượu. Hạ Tưởng bình thường không uống rượu, nhưng hắn biết cùng quân nhân ngồi chung, lúc cần hào phóng thì nên hào phóng, phải quyết đoán, liền ai đến cũng không cự tuyệt,
không bao lâu liền uống mấy chén rượu trắng xuống bụng. Hứa Quan Hoa được Hạ Tưởng nể tình, vui như hoa nở, cũng uống vào mấy chén, rượu nhiều, không khí liền nóng lên. Hứa Quan Hoa chỉ vào một gã trung tá phía dưới nói. Phó Bí Thư Hạ, kỹ thuật lái xe của Triệu Quốc Kinh quá được, nhất là kỹ thuật lái Hammer, ai cũng không bằng, ha ha. Hạ Tưởng hiểu, nâng chén rượu lên. Quốc Kinh, tôi kính cậu một ly. Triệu Quốc Kinh thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Không dám, tôi kính Phó Bí Thư Hạ. Mộc Phong lời nói cũng nhiều lên, bưng rượu kính Hạ Tưởng. Bất kể nó là Bentley, ngay cả Rolls Royce, cũng chỉ đụng cái là nát nhừ. Ai muốn cản đường Phó Bí Thư Hạ, tôi xung phong ở phía trước. Thì Khải Thuận là người ghê gớm, chính ủy hứa, chúng ta không thể cho qua, nhất định phải trả đòn. Hạ Tưởng không nói gì, chỉ nhìn Hứa Quan Hoa cười. Hứa Quan Hoa nói, Thì Khải Thuận có lẽ phải điều tới quân khu lĩnh Nam đảm nhiệm chính ủy. Vì bổ nhiệm của Thi Khải Thuận, Ngô Hiểu Dương đã bỏ công sức rất lớn, Phó Bí Thư Hạ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thi Khải Thuận có thể sẽ trở thành đồng sự cùng với anh. Ở trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy đương nhiệm, chính ủy quân khu lĩnh Nam Thanh Thiếu Hoa đã có tuổi, ông ta ở trong ủy viên thường vụ xếp hạng vô cùng cao. Nếu Thi Khải Thuận thuận lợi đảm nhiệm chính ủy quân khu lĩnh Nam, lấy kinh nghiệm lý lịch của y được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy hẳn là lẽ đương nhiên. Sau khi ăn xong, Mộc Phong và mấy tên quân nhân cáo từ ra về, đều biết rằng giữa Hứa Quan Hoa và Hạ Tưởng còn có việc riêng cần nói với nhau. Hứa Quan Hoa tự mình lái xe đưa Hạ Tưởng đến dưới lầu tỉnh ủy, trên đường, y nói đến Tùng Phong Nhi. Phong Nhi không chịu theo tôi đến Dương Thành, nói là không thích ứng được với khí hậu bên này, tôi cũng không miễn cưỡng cô ấy. Phó Bí Thư Hạ, có phải em trai em gái cũng không muốn tới đây? Tào Thù Lê trực tiếp từ thành phố Lỗ về Bắc Kinh, có nhà ở thành phố Yến, nhưng đã không có hương vị của gia đình, Tào Thù Lê cũng không thường xuyên về thành phố Yến. Đối với Tào Thù Lê có cùng đến Dương Thành hay không, Hạ Tưởng còn chưa xác định, dựa theo suy nghĩ của hắn, có lẽ phải đợi thêm một năm rưỡi nữa. Trước nhiệm kỳ mới ở Trung ương, các nơi đều đã gió nổi mây phun, không bằng ở Bắc Kinh, sống cùng cô Tề, an toàn nhất và cũng khiến cho hắn yên tâm nhất. Tùng Phong Nhi không đến Dương Thành cũng là chuyện tốt, Hứa Quan Hoa đến Dương Thành, nói là chuyến đi mạ vàng, kỳ thật là chuyến đi nguy hiểm, Hứa Quan Hoa đơn độc mà đến mới là con đường phát triển tốt, đem theo gia đình ngược lại càng trói buộc tay chân. Hôm nay Khang Hiếu và Mưu Nguyên Hải mượn cớ gây rối, Phó Bí Thư Hạ, anh nhất định nhận ra được gì đó. Hứa Quan Hoa vì không có người ngoài ở đây, nên nhắc tới Khang Hiếu và Mưu Nguyên Hải. Khang Hiếu và Mưu Nguyên Hải trên lý lịch nhìn không có liên quan gì, đương nhiên, đối với lý lịch công khai không thể nắm bắt được vấn đề gì, nói thật, Hạ Tưởng đối với Khang Hiếu và Mưu Nguyên Hải hiểu biết vô cùng hữu hạn, chỉ có thể từ lúc hai người kẻ sướng người họa biểu diễn nhìn ra manh mối, Khang Hiếu và Mưu Nguyên Hải là người cùng một đường, Mưu Nguyên Hải đối với Hứa Quan Hoa có thành kiến không nhỏ, mà Khang Hiếu rõ ràng căm thù Mễ Kỷ Hỏa. Tôi còn chưa hiểu rõ được. Hạ Tưởng tức giận đáp, tỏ vẻ bất mãn đối với việc Hứa Quan Hoa cố làm ra vẻ huyền bí. Hứa Quan Hoa cười ha hả. Không phải tôi không nói, là tôi sợ tôi giải thích không đủ toàn diện, nói ra, ngược lại sẽ ảnh hưởng phán đoán của anh. Trước khi đến lĩnh Nam, lão cổ đã cố ý nhắc nhở tôi, không cho tôi và anh thảo luận việc tại địa phương này. Lão cổ thật đúng là tính toán chu toàn, Hạ Tưởng tâm lĩnh rồi, liền nói một câu khiến Hứa Quan Hoa cảm thấy không ngờ. Nếu lão cổ đã nói, thì hãy theo lời của ông mà xử lý. Hứa Quan Hoa há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại nuốt trở vào, y quả thật muốn ở trước mặt Hạ Tưởng khoe khoang một phen, phân tích hiện trạng tỉnh ủy lĩnh Nam, không ngờ Hạ Tưởng thật đúng là thật thà, câu nói đầu tiên ngăn chặn cái miệng của y. Thôi vậy, không nói thì đừng nói, Hứa Quan Hoa cũng sẽ không tức giận với Hạ Tưởng, đưa Hạ Tưởng đến dưới lầu ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Tôi sẽ không lên nữa, Phó Bí Thư Hạ. Nghỉ ngơi sớm một chút. Vừa mới dứt lời, điện thoại vang. Vừa thấy số hiện trên điện thoại, Hứa Quan Hoa ra hiệu cho Hạ Tưởng chờ một chút, nửa phút sau khi nghe điện thoại, vẻ mặt y vui mừng. Phó Bí Thư Hạ, Bí Thư Trần đã ra tay, chủ nhân của chiếc Bentley kia xui xẻo rồi. Trở lại chỗ ở, làm cán bộ cao cấp, Hạ Tưởng bất kể là đi đến đâu, ăn, mặc, ở, đi lại đều không cần quan tâm, phòng được bố trí tỉ mỉ, khiến hắn vô cùng vừa lòng. Vừa mới ngồi xuống ngẫm nghĩ một chút ngày đầu tiên hắn đi vào Dương Thành,
thật đúng là muôn màu muôn vẻ, thậm chí còn âm thầm phối hợp với Hứa Quan Hoa, mượn việc Bentley, tính kế khiến Trần Hạo Thiên ngang nhiên ra tay đối phó nhân vật phía sau màn, toàn bộ thế cục lĩnh Nam, ở trước mặt hắn, chậm rãi lộ ra một góc của núi băng. Bỗng nhiên, điện thoại vang, vừa thấy số gọi đến, Hạ Tưởng trong nháy mắt ngừng hô hấp, tới thật nhanh. Tống Chiêu Đô gọi đến. Tống Chiêu Đô điện thoại vào thời điểm rất nhạy cảm, khiến Hạ Tưởng lập tức đoán được điều gì đó. Trần Hạo Thiên đề xuất lĩnh Nam sẽ sắp xếp công tác triển khai, Hạ Tưởng nhạy bén ý thức được, gió xoáy sẽ càng lớn. Chẳng những Nam Cương gió nổi lên, Tây Nam mây dày đặc, ngay cả Đông Bắc, cũng sẽ phong hỏa liên thành. Sự tình chính trị, cho tới bây giờ đều là mồng 1-15. Không phải nói không thể phủ nhận trách nhiệm, nhưng mọi chuyện không thể vượt quá mức, dùng thủ đoạn chính trị đánh người khác để thiếp vàng trên mặt mình, thì đúng là quá mức cấp tiến. Nhìn chung các tỉnh thành trong nước, nhân vật đứng đầu vừa mới nhậm chức, ai có thể gióng trống khua chiêng mà đem chính sách người đảm nhiệm trước trực tiếp dẫm nát dưới chân, cũng tiện lộ rõ tài trí bản thân hơn người. Phải biết rằng, nếu anh hiện tại làm như vậy, thì lo mà chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận hậu quả sau này, vì người kế nhiệm của anh cũng sẽ đem những gì anh đã làm quét sạch không còn tí gì. Nếu trong nước vẫn là bầu không khí chính trị thế này, thì người xui xẻo nhất vẫn là dân thường. Mỗi lần có bí thư tỉnh ủy hay bí thư thành ủy mới nhậm chức, liền đem quan niệm chấp chính của người tiền nhiệm phủ bỏ, 3 năm gây nhỏ, 5 năm gây sức ép lớn, khi nào mới thống nhất. Chính trị gia thiết thực chân chính, đem sự thật làm đúng chỗ, hơn nữa không phô trương bản thân mình. Khi nào gặp qua Tống Chiêu Đô trở thành minh tinh chính trị? Khi nào thấy Cổ Thu Thật đã từng hăng hái gây sức ép? Cho dù là quan viễn khúc, liên tiếp đi tới, bước chân vẫn vững vàng hùng hổ, mà không phải hát vang ca ngợi danh sách những người nối nghiệp. Hạ Tưởng vẫn rất yêu thích người có năng lực thật, làm việc thực tế như Cổ Thu Thật, Tống Chiêu Đô. Đối với Trần Hạo Thiên, hắn đã không có thiện cảm cũng không có ác cảm, nhưng căn cứ vào quan niệm chính trị cơ bản nhất mà phụ trợ Trần Hạo Thiên, chủ yếu cũng là ở bên trong nhận thức của hắn, thái độ của Trần Hạo Thiên càng ôn hòa càng chất phác, càng được thế lực khắp nơi tán thành. Tuy Hạ Tưởng cùng hệ bình dân trải qua hàng loại phong ba ở tỉnh Tề, càng lúc càng xa, mâu thuẫn càng sâu thêm, nhưng vấn đề của Trần Hạo Thiên lại có nhu cầu chính trị cộng đồng, bởi từ trước khi Hầu Khang Khứ vào Sơn Thành, chỉ kém một bước đảm nhiệm chức phó chủ tịch, cuối cùng hệ bình dân mạnh mẽ đánh tỉa, mới thành sắp thành lại bại. Kỳ thực trước khi Hạ Tưởng tới lĩnh Nam, còn nhận được điện thoại của Diệp Thiên Nam. Điện thoại của Diệp Thiên Nam rất ngắn gọn, chính là ngỏ lời chúc mừng với Hạ Tưởng, hơn nữa còn cầu chúc cho Hạ Tưởng ở lĩnh Nam mọi việc thuận lợi, ngồi ở Nam Cương mà nhìn về phương Bắc, từ đây thế giới càng thêm rộng lớn. Diệp Thiên Nam nói một câu rất hàm ý. Phó Bí Thư Hạ, khí hậu lĩnh Nam và tỉnh Tề rất khác nhau. Sau khi anh đi, thích ứng với khí hậu ở lĩnh Nam, nói không chừng sẽ nhớ lại những năm tháng cao ở tỉnh Yến, rồi tới khi quay nhìn lại tỉnh Tương, có lẽ sẽ có nhận thức mới. Khi ở tỉnh Yến, là khoảng một thời gian mà quan hệ giữa Hạ Tưởng cùng thế lực bình dân tốt đẹp nhất, nhất là lúc nước sông Hạ Mã cuộn trào mãnh liệt, Hạ Tưởng bị sự quyết đoán của lực dân thường cảm hóa sâu sắc. Điện thoại của Diệp Thiên Nam thực ra đang ám chỉ với Hạ Tưởng, muốn bắt tay hữu nghị, muốn cùng Hạ Tưởng bắt tay làm lại từ đầu, trong việc Trần Hạo Thiên vào thường vụ, hệ dân thường nếu hai chọn một, dám chắc sẽ ủng hộ Trần Hạo Thiên. Công việc bố trí của Trần Hạo Thiên trên tư tưởng, sướng hồng ca. Trên chính trị, đánh đen trừ ác dám chắc sẽ phối hợp với kế hoạch âm thầm, lúc ấy Hạ Tưởng đã từ việc Hầu Khang từng ở tỉnh Cát Giang làm chính trị mười mấy năm mà đoán được gì đó. Mà đương nhiệm bí thư tỉnh ủy Cát Giang chính là Tống Chiêu Đô. Hạ Tưởng sở dĩ trở thành điểm tựa trung tâm, không chỉ vì hắn là người phát ngôn của thế lực gia tộc, cũng không chỉ vì hắn được Tổng Bí Thư khen ngợi, mà còn vì hắn có quan hệ mật thiết với Tống Chiêu Đô. Mà Tống Chiêu Đô rất có thể trở thành mấu chốt cực kỳ quan trọng trong việc Trần Hạo Thiên vào thường vụ. Ngay cả như vậy, Hạ Tưởng cũng không ngờ hành động của Tống Chiêu Đô lại nhanh như vậy, ngày đầu tiên hắn tới Dương Thành thì đã gọi điện đến. Hạ Tưởng nghe điện thoại. Bí thư Tống, sắp Tết rồi, Tết tới về Bắc Kinh hay về thành phố Yến? Hạ Tưởng bắt đầu hỏi đến sinh hoạt mà không nói chuyện công việc, rõ ràng là có ý. Tống Chiêu Đô bị Hạ Tưởng nói lời mỉa mai chọc cười. Làm sao vậy, muốn cùng tôi uống một ly à? Đúng vậy, thời gian qua thật nhanh, trong nháy mắt lại một năm nữa. Tết năm nay, chắc phải ở lại Bắc Kinh. Mời bí thư Tống uống rượu không vấn đề gì. Chỉ sợ rượu thì ngon, mồi khó nuốt.
Hạ Tưởng ung dung cười, liền hỏi. Bí thư Tống điện thoại, có gì chỉ thị? Lĩnh Nam và Cát Giang, khí hậu hiện tại thật là chênh lệch 10 độ, cậu là người miền Bắc chân chính, tới Dương Thành rồi, cũng không bị khí hậu ấm áp phố Dương Thành mê hoặc. Lời nói của Tống Chiêu Đô, có ám chỉ khác. Khí hậu hiện tại ở Dương Thành khá ổn, nhưng tới mùa hè thì khó chịu, cũng may giờ tới đây, có thể thích ứng. Tuy nhiên, khí hậu dễ ứng tốt, môi trường chính trị hay thay đổi, thì không dễ thích ứng. Hạ Tưởng nói tiếp lời Tống Chiêu Đô. Nguyên tưởng rằng Tống Chiêu Đô sẽ nói thẳng vào chủ đề, không ngờ Tống Chiêu Đô lại chuyển đề tài, lại nhắc tới Tống Nhất Phàm. Tiểu Phàm và Vệ Tân cùng mở công ty gì đó, nghe nói cũng không tệ lắm. Tôi đã gặp Vệ Tân một lần, là một cô gái đáng tin cậy, Tiểu Phàm đi theo cô ấy, tôi rất thực yên tâm. Tiểu Phàm hiện tại cũng lớn rồi, vẫn một mình bươn chải, cũng nên cân nhắc chung thân đại sự. Hạ Tưởng nếu anh có người trẻ tuổi thích hợp, thì thay nó lưu ý một chút. Nó không nghe lời tôi, nhưng sẽ nghe theo ý kiến của anh. Hạ Tưởng đồng ý, nghĩ lại cũng phải, cô bé Tống Nhất Phàm hoạt bát năm xưa, hiện tại thật là một thiếu nữ đã lớn, nếu không lấy chồng, thì thực sự thành bà cô già. Phải nói bên cạnh hắn, thật đúng là không có người thích hợp, Tống Nhất Phàm như là tinh linh trốn nhân gian, đàn ông bình thường, thật đúng là không xứng với cô. Để sau này hắn nói, cần bàn bạc kỹ hơn. Sau đó, Tống Chiêu Đô lại nhắc tới sự sắp xếp trong Tết, đại khái là năm sau y sẽ đến Bắc Kinh nghỉ dưỡng 2-3 ngày, hy vọng đến lúc đó được gặp Hạ Tưởng, nói chuyện phiếm, cũng thực hai người đã lâu không ngồi với nhau. Đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tống Chiêu Đô mới không chút để ý nói một câu. Đúng rồi, có một việc muốn nói với anh một tiếng, khi anh thuận tiện, có thể thay tôi chuyển lời lại cho Bí thư Trần một tiếng. Cục trưởng công an thành phố Cương Sơn bị bắt rồi. Lúc mới thấy điện thoại của Tống Chiêu Đô thì ngừng thở, mà khi Tống Chiêu Đô tung ra tin tức cuối cùng, lại khiến Hạ Tưởng khiếp sợ. Nói như vậy, phản kích oanh liệt, vậy đã bắt đầu. Quả là nhanh. Thành phố Cương Sơn một thành thị khá lớn xa tít ở tỉnh Cát Giang, vốn không nổi danh, cũng không phát đạt, dường như cùng Lĩnh Nam và Sơn Thành, không liên quan đến nhau, xa tít mù khơi, nhưng chính một câu nói như vậy, gió nổi lên, cánh bướm giang rộng, cũng sẽ dâng lên trận gió lốc. Gió lốc, đang nổi lên. Trong cuộc đời chính trị của Hầu Khang Khứ, địa phương quan trọng nhất chính là Cát Giang, y bắt đầu ở thành phố Tiểu Đoạn, thịnh ở tỉnh Cát Giang, và ở Cát Giang có được uy danh lấy đủ chiến tích. Tống Chiêu Đô đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy Cát Giang, bước đi vẫn vô cùng vững vàng, đã không phủ định đường lối của người đảm nhiệm trước, lại không đánh đen trừ ác trên thực tế, cũng như mỗi một tỉnh trong nước, tình hình trị an ở Cát Giang khá ác liệt, muốn trừ ác, có khi chỉ là cái cớ Tống Chiêu Đô đang âm thầm làm nhiều chuyện thực tế, chẳng qua không dám tuyên dương khắp nơi mà thôi. Tống Chiêu Đô vốn là một người khiêm tốn, bảo ổng đi tổ chức lực lượng tuyên dương chính mình, ổng cũng sẽ không làm. Bởi nếu quá nổi tiếng mà thực tế không xứng, sẽ thành trò cười trong lịch sử. Nhìn bên ngoài, cục trưởng công an thành phố Cương Sơn bị bắt, vẫn là không dính líu với Sơn Thành, Lĩnh Nam xa xôi, trên thực tế, cũng là một kích chí mạng một nhát ngay cổ. Hầu Khang Khứ phát hiện Trương Định đội người tài đắc lực đánh đen trừ ác ở thành phố Sơn Thành là đang đảm nhiệm chức cục trưởng công an thành phố Cương Sơn thì bị Hầu Khang Khứ phát hiện, sau đó bị Hầu Khang Khứ điều đến bên mình, bám gót mười mấy năm nay. Không phủ nhận Hầu Khang Khứ đạt được nhiều chiến tích ở Cát Giang, không đề cao đánh đen trừ ác, chỉ là nhẹ nhàng ở sau lưng mà lật đổ cục trưởng công an thành phố Cương Sơn đương nhiệm, thế là sự tích anh hùng và lịch sự dựng nghiệp của Trương Bảo đội khi đảm nhiệm chức cục trưởng công an Cương Sơn, đều có thể bất cứ lúc nào đem ra để làm văn. Bất động thanh sắc gian. Tống Chiêu Đô không ngờ đã tung ra bước quan trọng đầu tiên, hơn nữa còn là một bước lớn, nếu không thì, có lý không ở danh tiếng, người làm việc chân chính, thường lặng lẽ một kích mà chúng. Ngòi nổ đã châm, khi nào nổ, thì phải xem điểm lơi lỏng nhất khi khắp nơi đọ sức là lúc nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Tưởng ngơ người sửng sốt cả buổi, lúc này hắn mới biết được. Quả nhiên so chiêu phía sau kịch liệt hơn so với trong tưởng tượng của hắn nhiều, càng phức tạp hơn, mà mâu thuẫn nội bộ Lĩnh Nam tập trung vào đâu, lại có nhiều điều bất trắc đang chờ hắn, hắn bây giờ trước màn sương mù, nhưng tình hình bên ngoài lại càng ngày càng cấp bách, tình hình ở tỉnh Tề thì khác hẳn. Lại suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng sắp xếp lại mạch ý nghĩ, mở máy vi tính lên, chuẩn bị lên mạng với Phó Tiên Tiên, Nghiêm Tiểu thì tán gẫu vài câu,
đồng thời muốn gặp Tào Phù Lê và Liên Nhược Hạm báo bình an, thì điện thoại lại reo lên. Hạ Tưởng thật muốn tắt điện thoại di động cho yên tĩnh một chút, rồi lại không thể, bởi vì cuộc điện thoại vừa rồi chính là bí thư tỉnh ủy, hiện tại gọi điện tới, cũng là ủy viên Bộ Chính trị. Chào bí thư Cổ. Hạ Tưởng chào hỏi. Hạ Tưởng, hôm nay đến Dương Thành rồi hả? Không tôi, không tôi, cuối cùng đã bước ra một bước trọng yếu. Cổ Thu Thật trước tiên nói vài câu chuyện phiếm, đề tài vừa đổi, liền nói đến một tin tức khiến Hạ Tưởng khiếp sợ. Có một chuyện nói trước cho anh biết, có lãnh đạo Trung ương cho rằng Phó Bí Thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, không phù hợp phương hướng độc lập của Ủy ban Kỷ luật, đề nghị điều chỉnh lại chức vụ của anh, không còn là kiêm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật nữa. Ra tay thật mau, hắn mới đến Dương Thành một ngày, còn chưa bắt đầu động thủ, thì có người muốn cắt cánh của hắn rồi, quá độc. Hạ Tưởng trong lòng cười khẩy, quả thực, hắn với thân phận là Phó Bí Thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, coi như là trường hợp đặc biệt, vì sau khi chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lĩnh Nam tiền nhiệm thăng lên đến Phó Bí Thư, vì chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tạm thời có người không thích hợp thế chỗ, liền nhậm cả hai chức, sau khi hắn trao đổi vị trí, hắn liền thuận tiện có được món hời, thế là tạo nên cục diện hiện tại. Cho dù lấy đi chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh trong tay hắn là một hành động đương nhiên, Hạ Tưởng cũng sẽ không để đối phương dễ dàng đạt được. Trước khi hắn từ bỏ chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, thì trước đó phải lấy ra khí thế ở tỉnh Tương năm đó, ra tay loại bỏ vài tên tham quan rồi hắn nói. Hạ Tưởng lại nghĩ, có thể, hắn cứ kiên trì không buông tha, đối phương có thể làm gì hắn. Hạ Tưởng cũng không muốn đi lượn lại, với quan hệ giữa hắn và Cổ Thu Thật, với giao tình Cổ Thu Thật gọi điện thoại thông báo trước, hắn trực tiếp hỏi. Bí thư Cổ thấy thế nào? Tiếng cười của Cổ Thu Thật từ Bắc Kinh xa xôi truyền đến, truyền qua loa điện thoại, vẫn rất rõ ràng như ở bên tai. Vừa quản đề bạt cán bộ, lại quản xử lý cán bộ, chẳng khác nào là cà rốt trong tay trái, gậy gộc trên tay phải, nếu nghe lời, liền đưa cà rốt ra, không nghe lời, thì giáng một gậy vào đầu. Cà rốt tuy là ăn ngon, nhưng có số người vẫn là phải đánh cho tỉnh, tôi vẫn cảm thấy anh nắm cả hai thì mới khiến cho tôi yên lòng. Lời đáp trả của Cổ Thu Thật rất sinh động thú vị, lại lộ ra sự lo lắng của y dành cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền ấm lòng, lần đầu tiên đưa ra yêu cầu với Cổ Thu Thật. Bí thư Cổ, tôi trước kia chưa từng yêu cầu gì không hợp lý, hôm nay, tôi muốn đưa ra một. Lời còn chưa dứt, đã bị Cổ Thu Thật cắt ngang. Tôi biết ý anh, cho dù không giữ được vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, cũng sẽ tranh thủ đủ thời gian cho anh. Cảm ơn bí thư Cổ. Hạ Tưởng trịnh trọng nói. Không cần cảm ơn tôi, anh phải cảm ơn Trịnh Thịnh và Tưởng Tuyết Tùng. Trịnh Thịnh đề nghị Tổng Bí Thư, cần phải giữ nguyên chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật của anh. Tưởng Tuyết Tùng là người đầu tiên lên tiếng ở Bộ Chính trị, ủng hộ anh một mình giữ hai chức vụ. Trịnh Thịnh ủng hộ hắn, có thể lý giải, bởi vì hắn lúc ở tỉnh Tương với thân phận chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, vì Trịnh Thịnh đem về chiến tích lóa mắt. Mà căn cứ vào tin tức bên trong, Trịnh Thịnh vì thành tích chiến đấu chống tham nhũng xuất sắc ở tỉnh Tương, có hy vọng sau Đại hội Hội đồng Nhân dân lần thứ 18 tiến vào Bộ Chính trị. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệm kỳ mới, Trịnh Thịnh sẽ với thân phận ủy viên Bộ Chính trị Trung ương làm chủ Sơn Thành. Mà Bí thư Đảng ủy Cục Công an Sơn Thành đã im lặng đổi tướng tuy rằng Cục trưởng còn chưa thay người, nhưng liên tưởng đến bản lĩnh của Tống Chiêu Đô ở Cát Giang. Việc Cục trưởng Sơn Thành thay người cũng chỉ là chuyện sớm muộn rồi người nhậm chức Bí thư Đảng ủy Cục Công an thành phố Sơn Thành, là xuất thân đoàn hệ chính thống. Toàn bộ bố cục được miêu tả sinh động. Việc thay đổi Bí thư Đảng ủy Cục Công an, hiển nhiên là để làm tốt chạm đầu khi Trịnh Thịnh tới nhậm chức. Không đổi người khác, lại đổi lực lượng chuyên chính trước, dụng tâm trong đó vô cùng sâu xa. Tưởng Tuyết Tùng không ngờ ủng hộ hắn một mình giữ hai chức, cũng là ngoài dự kiến của Hạ Tưởng. Khiến Hạ Tưởng hơi xúc động. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng và Tưởng Tuyết Tùng cũng có giao tình, nhưng cũng không thân, chủ yếu là chưa có dịp qua lại nhiều, công tác cũng không cùng một chỗ. Tưởng Tuyết Tùng bỗng dưng tặng hắn một ân tình, Hạ Tưởng không thể thản nhiên nhận, nhất định phải đáp trả. Hạ Tưởng cũng biết rõ, Tưởng Tuyết Tùng cũng có triển vọng, lại vì quan hệ mật thiết giữa y và Cổ Thu Thật. Có thể Tưởng Tuyết Tùng không tiện trực tiếp kết giao với Cổ Thu Thật. Mượn chuyện của hắn để hắn nhớ lòng tốt, cũng để về sau khi có việc xảy ra, lại thông qua hắn, khiến Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Cổ Thu Thật nhiệm kỳ sau thích hợp phối hợp với thế lực còn lại của Tưởng Tuyết Tùng ở Bắc Kinh. Đêm đầu tiên ở Dương Thành, đêm đã khuya,
Hạ Tưởng không có chút buồn ngủ. Hai cuộc điện thoại khiến hắn thấy rõ nhiều điều sau màn sương mù, cũng làm cho cả thế cục hiện rõ một phần trước mắt hắn, tổng thể hướng đi trong nước, dần dần hình thành một hình dáng chung chung trong đầu hắn. Thân là người trong quan trường, không thấy rõ tình hình, nhất định bại trận, nhất là từ phó bộ trở lên, càng phải thận trọng với phương hướng của chính quyền trung ương, không thì, tụt lại phía sau đừng trách. Ngày hôm sau, tỉnh ủy mời mở ra hội nghị thường vụ đầu tiên khi Hạ Tưởng đến nhận chức. Các phòng họp ở tỉnh ủy đều na ná nhau, cũng không có gì đặc biệt, Hạ Tưởng ngồi ở vị trí số 3, lần đầu tiên ngồi với toàn thể thành viên ở tỉnh Lĩnh Nam, hơi có chút cảm giác là lạ. Không phải nói mỗi ủy viên thường vụ ở Lĩnh Nam đều vô cùng trắng trẻo, trong mắt Hạ Tưởng người phương Nam cũng không khác người phương Bắc mấy, đều là người trong nước, đều nói cùng một thứ tiếng, đều có cùng một tổ tiên mà lại trong ủy viên thường vụ đang ngồi đây, thiếu một vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Xếp hạng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ở các bộ máy tỉnh ủy tỉnh khác, cũng sẽ không thấp, hơn nữa còn có tính độc lập rất cao, quyền lực không nhỏ, ngoại trừ chịu sự quản lý của bí thư tỉnh ủy và điều khiển của phó bí thư tỉnh ủy ra, không ai có lực ảnh hưởng đến quyết sách của ủy ban kỷ luật tỉnh, bởi vậy Hạ Tưởng ngồi ở vị trí số 3, là lúc ánh mắt mọi người dán vào hắn, tuổi trẻ và xếp hạng của Hạ Tưởng lần nữa khiến mọi người phải nhìn thẳng vào sự thật Hạ Tưởng là người tuổi trẻ nhất trong toàn bộ máy tỉnh ủy. Là nhân vật cấp quan trọng nắm quyền lớn thậm chí thực quyền vượt qua cả Mễ Kỳ Hòa. Chuẩn xác mà nói, là nhân vật mấu chốt cấp quan trọng của tỉnh ủy Lĩnh Nam. Ánh mắt thản nhiên của Hạ Tưởng, cùng mỗi người gật đầu tỏ ý, làm người mới tới, hắn tỏ ra một mặt khiêm tốn, mặc dù hắn xếp hạng rất cao, nhưng vẫn ra vẻ tôn trọng tiền bối. Trần Hạo Thiên tự không cần phải nói, ngồi ngay chính giữa, ánh mắt bình thản, ánh mắt ôn hòa. Mễ Kỳ Hòa ngồi ở vị trí thứ hai. Có thể vẫn chưa hoàn toàn nhập vai, ngồi trước hắn, không toát ra uy quyền và khí thế mà chủ tịch của một tỉnh nên có. Sau Hạ Tưởng, chính là phó chủ tịch thường trực tỉnh Khang Hiếu. Sau Khang Hiếu, là ủy viên thường vụ phó chủ tịch Thân Gia Hậu. Thân Gia Hậu cũng ngoài 50 tuổi, người Lĩnh Nam, béo mà lương thiện, chỉ ít bộ dạng rất thật thà, rất có cảm tình. Khi ánh mắt Hạ Tưởng nhìn sang, ông liền tươi cười, vẻ tươi cười rất nhiệt tình, thậm chí còn có vài phần chân thành. Sau Thân Gia Hậu, là bí thư thành ủy Bằng Thành Trì Bình Phàm. Bằng Thành tuyến đầu Trần Địa cải cách mở cửa, phân lượng ở Lĩnh Nam thậm chí cả nước đều rất nặng, xếp hạng của bí thư thành ủy Bằng Thành, bên trong tỉnh ủy, chẳng những cao hơn bí thư thành ủy Dương Thành, xếp hạng thứ 6, thậm chí còn cao hơn trưởng ban tổ chức cán bộ và bí thư chính ủy. Không phải nói vị trí của Bằng Thành ở Lĩnh Nam quan trọng như thế, mà là vì Trì Bình Phàm không tầm thường mới khiến y xếp hạng phía trước. Trì Bình Phàm tuy rằng tên gọi Bình Phàm bình thường kỳ thực không có chút tầm thường, nay y 54 tuổi, từ lúc 46 bước vào phó bộ, đã đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tô, bí thư thành ủy thành phố Mô Đô. Mà hơn 20 năm qua, cán bộ cấp cao của địa khu Mô Đô, không hề có vấn đề tham ô mà rơi đài, Mô Đô được xưng là đặc khu liêm khiết trong nước. 46 tuổi liền trở thành cán bộ cấp cao cấp phó tỉnh, hơn nữa đảm nhiệm bí thư thành ủy Mô Đô. Có thể thấy được Trì Bình Phàm tuyệt không tầm thường, có chỗ hơn người. Đương nhiên, vầng sáng trên người y rất nhiều, như các danh hiệu điềm đạm, đẹp trai, phong độ, cán bộ học giả, cao thủ đàn violon, long, vân vân. Sau khi y đảm nhiệm bí thư thành ủy Bằng Thành, liền dần dần bị người ta quên mất, người ta chỉ nhớ rõ Trì Bình Phàm có khuôn mặt tròn chính, khí phách kinh người, có gương mặt khôi ngô thật không kém gì minh tinh điện ảnh, hơn nữa y hành sự thận trọng, tính tình chính trực. Đã từng là giáo sư tiến sĩ, khiến Trì Bình Phàm đi đến đâu đều trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Hiện nay, dưới quầng sáng lớn của Hạ Tưởng, hào quang Trì Bình Phàm vẫn luôn khiến người ta mới thấy mà ngưỡng mộ, cũng ảm đạm hơn rồi. Mặc dù bằng cấp cao, có nhiều chiến tích, cũng có tế bào văn nghệ đa tài đa nghệ, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi của Hạ Tưởng khi mới 36 tuổi đã là phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, thì tất cả đều biến mất không dấu vết. Trên quan trường, bằng cấp rất quan trọng, nhưng câu tiếp theo mới là yếu điểm mấu chốt nhất tuổi tác là điều quý báu. Ngoại trừ bằng cấp và tuổi tác ở mặt ngoài, còn có một điểm quyết định vận mệnh, là vận làm quan mà rất nhiều người đều không muốn nhắc đến rồi lại âm thầm ước ao. Thì như người có vận may sở hữu số mệnh, người làm quan, cũng có vận làm quan. Nếu không sao người xưa không tiếc lời khen tặng quan vận hanh thông, vận làm quan thông suốt. Phía sau vận làm quan. Kỳ thực chính là một đôi mắt tinh tường có thể phân rõ tình thế hỗn độn.
không có khả năng xem xét thời thế, không lanh trí phân biệt trắng đen, dù có năng lực, dù có thể làm việc thật tế, cũng giống như Trần Phong kiếp trước, cuối cùng khó tránh khỏi kết cục chịu tội thay. Hạ Tưởng là có vận làm quan, nhưng hắn cũng hoàn toàn dựa vào hai bàn tay và đôi mắt tinh tường của chính mình, từng bước nhận rõ phương hướng, cuối cùng mới có khả năng bước đầu nắm giữ vận mệnh của mình. Ánh mắt của Hạ Tưởng nhìn kỹ vào đôi mắt Chỉ Bình Phàm, Chỉ Bình Phàm gật đầu cười, tươi cười rất bình thản, vừa không niềm nở và chân thành, lại không chống lại, nhưng bên trong ánh mắt hòa nhã đó làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Sau Chỉ Bình Phàm, là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Chỉ Vĩnh Lệ. Chỉ Vĩnh Lệ là phụ nữ duy nhất trong bộ máy tỉnh ủy, ánh mắt của cô đối với Hạ Tưởng làm như không thấy, không đáp trả. Hạ Tưởng không để bụng, hắn thu hết tầm mắt vào thành viên bộ máy tỉnh ủy, không phải duyệt binh, chính là muốn gây ấn tượng mạnh mà thôi. Bởi vì hắn hiểu rõ, kế tiếp Trần Hạo Thiên sẽ tuyên bố bố trí nhiệm vụ quan trọng nhất, đến lúc đó, nói không chừng sẽ có âm thanh phản hồi. Biết người biết ta, mới có thể đi tốt bước tiếp theo. Hắn chính là phải gây được ấn tượng mạnh nhất trong đầu mỗi người. Xếp hạng phía sau Chỉ Vĩnh Lệ, là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Ti Anh. Ti Anh là người tỉnh tề, mặt chữ điền mắt to, trông rất uy lực, có đặc trưng nổi bật đàn ông tỉnh tề, nhưng có một điểm, mí mắt bao giờ cũng rủ xuống, làm cho người ta có cảm giác giống như ngạo mạn. Ánh mắt của Ti Anh đối với Hạ Tưởng giống như nhìn mà không thấy. Sau Ti Anh, chính là Mưu Nguyên Hải. Với tư cách bí thư chính ủy kiêm giám đốc công an sở, Mưu Nguyên Hải xếp hạng sau trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, rất là kỳ lạ. Thân là một trong những nhân vật thực quyền bên trong tỉnh ủy, xếp hạng lại gần cuối như vậy, tất phải ảnh hưởng đến quyền phát ngôn của Mưu Nguyên Hải trong tỉnh ủy. Cũng sẽ ảnh hưởng mức độ khống chế của y đối với hệ thống chính quyền. Sau Mưu Nguyên Hải, là tư lệnh quân khu tỉnh Ti Tiếu Hoa. Tuổi tác Ti Tiếu Hoa sắp tới giới hạn, sắp nghỉ hưu. Ông ấy tham dự hội nghị thường vụ đã không tập trung tư tưởng. Sau Ti Tiếu Hoa, là chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy Nhâm Xương. Hạ Tưởng đối với Nhâm Xương không có ấn tượng gì, bởi vì diện mạo Nhâm Xương bình thường, lại không có đặc điểm gì, hơn nữa còn công tác ở mặt trận Tổ quốc và xa hơn chỗ Hạ Tưởng một chút, rất khó khiến hắn để ý tới. Phía sau Nhâm Xương, là trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lưu Kim Nam. Người xếp hạng cuối cùng trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Là bí thư thành ủy Dương Thành Lâm Song Bồng. Lâm Song Bồng sở dĩ xếp hạng cuối cùng, cũng không phải vì trọng lượng của Dương Thành nhẹ, mà là vì Lâm Song Bồng còn trẻ tuổi. Năm nay Lâm Song Bồng 45 tuổi so với Cổ Thu Thật còn trẻ hơn 1 tuổi, trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy Lĩnh Nam trừ Hạ Tưởng ra, duy nhất chỉ một người sinh sau năm 1960. Lãnh đạo bộ máy tỉnh Lĩnh Nam bị Hạ Tưởng thu hết vào tầm mắt. Mỗi ủy viên thường vụ đều để lại ấn tượng hoặc ít hoặc nhiều trong lòng hắn, Hạ Tưởng hiểu, cho dù tình thế bên ngoài cấp bách như thế nào, hắn trước tiên phải đứng vững gót chân trong tỉnh ủy, vì bước đầu tiên làm đến nơi đến chốn. Sau đó, công khai sắp xếp công tác của Trần Hạo Thiên, Hạ Tưởng thừa cơ hội mượn lực, đánh ra quyền đầu tiên ở tỉnh Lĩnh Nam. Trần Hạo Thiên chủ trì hội nghị thường vụ tỉnh Lĩnh Nam. Trần Hạo Thiên vốn là thay mặt đại biểu tỉnh Lĩnh Nam chào đón Hạ Tưởng. Phát biểu chào đón rất nhiệt tình, chiếm dụng hết 5 phút, dốc sức biểu lộ sự coi trọng của Trần Hạo Thiên đối với Hạ Tưởng. Sau đó, Trần Hạo Thiên lại nghe báo cáo tình hình cải cách mở cửa toàn tỉnh, nghiên cứu bố trí công tác bước tiếp theo. Chỉ ra, phải đúng lúc tổng kết kinh nghiệm, thống nhất nhận biết, gia tăng thêm sự cởi mở, thúc đẩy sự phát triển của Lĩnh Nam. Trước khi Trần Hạo Thiên phát biểu, thì liếc nhìn Mễ Kỳ Hỏa trước, lại khẽ gật đầu với Hạ Tưởng, rồi mới nói. Chỉ theo đuổi tốc độ hình thức phát triển kinh tế đã không còn phù hợp với thực tế Lĩnh Nam và giai đoạn yêu cầu phát triển kinh tế, sau này, Lĩnh Nam không cùng các tỉnh khác tranh giành xếp hạng GDP nữa. Có lẽ có người muốn hỏi, không so GDP thì so cái gì, thì so gian chúng của ai giàu có hơn, có sức sáng tạo hơn. Xếp hạng GDP cũng không thể thật sự phản ánh hoàn toàn trình độ phát triển kinh tế, Hạ Tưởng đối với việc này có trải nghiệm sâu sắc. GDP của tỉnh Yến xếp hạng trung bình trong nước, trên thực tế sức mua của cư dân lại nằm dưới bậc trung bình. Mà GDP tỉnh Tề xếp thứ 3 toàn quốc, hơn nữa khoảng cách với thứ nhất và thứ hai không chênh lệch nhiều, nhưng sự thật lại là, sức mua của cư dân tỉnh Tề chỉ mạnh hơn tỉnh Yến một tí, vẫn kém xa Lĩnh Nam và tỉnh Tô. Rất nhiều khi, GDP chỉ là số liệu, vô số quan viên tranh nhau muốn đội quần sáng chiến tích này trên đầu, không quan tâm thu nhập thật sự và mức độ giàu có của dân chúng.
Tỉnh Lĩnh Nam mỗi năm thu nhập từ thuế trên 100 tỷ, tỉnh Tô trên 80 chục triệu, mà tỉnh Tề có GDP tương tự thì chỉ có 50 triệu. Hạ Tưởng âm thầm gật đầu, dưới hiện trạng phần đông quan viên trong nước vẫn không thể từ bỏ cơn sốt chỉ số GDP được người Mỹ phát minh mà còn coi như một kho báu. Trần Hạo Thiên là vị quan lớn đầu tiên trong nước đề xuất không luận GDP, thật đáng quý. Chí ít Trần Hạo Thiên thấy rõ hiện trạng trong nước, tỉnh táo nhận rõ ngày nay đang mù quáng chạy theo GDP, GDP hàng năm tăng thêm 8% hoặc 10%, uy lực chống đỡ không được một củ cải trắng tăng giá bằng 15%. Sau khi sắp xếp công tác kinh tế, Trần Hạo Thiên đổi giọng điệu, từ nghiêm túc vừa rồi trở nên nghiêm khắc, âm thanh cũng nâng cao vài phần. Dưới tình thế trước mắt, tình hình chỉ An Lĩnh Nam cũng không có vẻ lạc quan. Trước mắt là tỉnh ta nhanh chóng chuyển hình thăng cấp, thời kỳ mấu chốt của việc xây dựng hạnh phúc ở Lĩnh Nam. Nhất là năm nay, tình hình phát triển kinh tế trong ngoài nước rất phức tạp, làm cho kinh tế xã hội Lĩnh Nam phát triển dẫn đến khiêu chiến gay gắt, bởi vậy, rất cần thiết khai triển công tác 3 đả kích 2 xây dựng, đả kích bắt lấy thị trường lũng đoạn, đả kích làm giả bán giả, đả kích thương nhân hối lộ, xây dựng hệ thống tín dụng xã hội, xây dựng hệ thống giám sát quản lý thị trường làm nội dung chính, nhằm đạt được mục tiêu tối ưu hóa hoàn cảnh thị trường. Trần Hạo Thiên vừa nói ra, thường ủy đang ngồi đây đều vẻ mặt khẽ biến sắc, bởi vì trước đó đều không nghe được tin tức gì, sao vừa mới còn nói tình thế kinh tế ở Lĩnh Nam chuyển biến có triển vọng, đột nhiên liền gặp phải tình thế kinh tế trong ngoài nước phức tạp ác liệt. Hơn nữa phải triển khai công tác 3 đả kích 2 xây dựng, rõ ràng là phiên bản đánh đen trừ ác. Ủy viên thường vụ không hay biết gì ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù cố ý che giấu, nhưng vẫn để Hạ Tưởng phát hiện ra sự bất mãn trong mắt của họ. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Hạo Thiên tập kích bất thình lình. Mễ Kỳ Hỏa tiếp lấy lời của Trần Hạo Thiên, tiến thêm một bước trình bày ý nghĩa chính trị của công tác 3 đả kích 2 xây dựng, nói rằng lần hành động này phải loại bỏ tất cả chướng ngại vật, xóa sạch mạng lưới quan hệ, đám ô dù sau lưng băng đảng tội phạm, diệt trừ tận gốc địa bàn phi phạm tội, trả lại sự lam hai giờ mạnh cho thị trường. Vì nhiệm kỳ mới mở rộng cục diện công tác, vì sự thắng lợi của Đại hội lần thứ 18 và Đại hội đại biểu Đảng tỉnh lần thứ 11 tạo ra hành động hữu lực cho hoàn cảnh tốt đẹp. An bài và bố trí công việc một cách cụ thể, tỉnh ủy sẽ tiếp tục nghiên cứu, bước đầu dự định thành lập tổ lãnh đạo hành động chuyên nghiệp do đồng chí Hạ Tưởng tổng phụ trách, thành viên tổ, sắp tới tỉnh ủy và ủy ban sẽ công bố. Nếu nói khúc dạo đầu khiến mọi người chỉ giật mình, như vậy Mễ Kỳ Hỏa lại tiến thêm một bước nói rõ, lại càng khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Bởi vì nhìn thế nào thì cũng cảm thấy bí thư Trần đột nhiên tung ra sát chiêu lớn như vậy, dường như là đặc biệt bố trí cho lần nhậm chức của Hạ Tưởng. Tức là nói, là đặc biệt vì hai thân phận phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật làm ra một hành động chính trị quy mô lớn, phạm vi rộng hơn nữa còn ảnh hưởng sâu sắc. Lợi hại, thật sự là lợi hại, Hạ Tưởng rốt cuộc lai lịch thế nào, ngày thứ hai đến nhận chức, bí thư Trần liền bố trí công tác với thanh thế lớn để chào đón. Hạ Tưởng thật đúng là một thanh kiếm sắt tuốt khỏi vỏ, nhát đầu tiên, liền muốn nâng lên rồi dứt khoát giáng xuống, chém rơi đầu của ai đó. Mắt Khang Hiếu chớp động, trên mặt hiện lên một chút vẻ âm trầm cùng Mưu Nguyên Hải lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Tổ lãnh đạo hành động chuyên nghiệp, sẽ không có việc gì của y, nhưng khẳng định sẽ có sự tham dự của Mưu Nguyên Hải bí thư chính ủy. Thời gian thử thách Mưu Nguyên Hải đã đến, nếu Mưu Nguyên Hải không tích cực chủ động, thế tất sẽ khiến phó bí thư hoặc phó giám đốc công an sở thuận thế mà lên, nhanh chóng dựa vào Hạ Tưởng. Ngưu Nguyên Hải trái lại vẻ mặt rất bình tĩnh, không có gì thất lễ. Bí thư Bằng Thành chỉ bình phạm vẻ mặt bình tĩnh cũng hơi có chút biến đổi, ánh mắt của y lướt qua mấy người, dừng trên người Lâm Song Bồng. Lâm Song Bồng chú ý tới ánh mắt của chỉ bình phạm, liền đáp trả y bằng hành động gật đầu không dễ thấy. Với tư cách hai thành phố lớn cấp phó tỉnh ở Lĩnh Nam, trong hành động lần này, dám chắc đứng mũi chịu sào làm tiên phong, phải làm tấm gương giúp tỉnh ủy phân ưu, tức là nói, chỉ bình phàm, Lâm Song Bồng phải cùng Hạ Tưởng liên hệ qua lại nhiều hơn. Ánh mắt Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy Nhâm Sương nhanh chóng xẹt qua trên mặt ba người Trần Hạo Thiên, Mễ Kỳ Hỏa và Hạ Tưởng, trong mắt rõ ràng toát ra vẻ phẫn nộ và bất mãn, chẳng qua ông ấy che đậy khá tốt, chỉ chợt lướt qua, ai cũng không phát hiện ra. Sau hội nghị, Hạ Tưởng lại đi vào văn phòng của Trần Hạo Thiên. Vừa lúc Trần Kết Thiên đang nghe điện thoại, Hạ Tưởng vốn định chờ một chút, không ngờ Hạ Sinh Nam dường như e sợ Hạ Tưởng nghe được nội dung cuộc điện thoại, tự chủ trương nói. Phó Bí Thư Hạ, mời anh tránh đi một chút,
Nếu không thì, anh về văn phòng trước, chờ tôi thông báo sau được không? Hạ Tưởng ở trước mặt bất cứ bí thư nào cũng chưa từng bị người mời ra ngoài, hôm nay xem như vinh hạnh gặp được, hắn cũng không rõ Hạ Sinh Nam sao cứ lãnh đạm đối với hắn, có thể là Hạ Sinh Nam với ai giống như vậy, mặc kệ là nguyên nhân gì, Hạ Tưởng tuy là độ lượng, trong lòng cũng khó chịu. Lại cũng không kiên trì, gật đầu mỉm cười, quay người đi ra. Nhìn cảnh Hạ Tưởng đi ra, Hạ Sinh Nam nhìn ngẩn người. Một lát sau, Trần Hạo Thiên nói chuyện điện thoại xong, quay người phát hiện Hạ Tưởng đã đi ra, không khỏi ngạc nhiên. Sinh Nam, Phó Bí Thư Hạ đâu? Hạ Sinh Nam đáp. Bí Thư Trần vừa rồi bận điện thoại, Phó Bí Thư Hạ đứng một bên, tôi sợ hắn nghe được nội dung cuộc trò chuyện, nên để hắn đi về trước. Hồ đồ! Trần Hạo Thiên giận biến sắc. Lập tức mời Phó Bí Thư Hạ quay lại đây. Hạ Sinh Nam đúng là hoảng sợ, vội vàng giơ tay cầm lấy điện thoại. Tự mình đi mời, gọi điện thoại cái gì? Trần Hạo Thiên lại quát lớn lần nữa. Trần Hạo Thiên rất ít khi nổi giận, nhất là đối với người bên cạnh mình, Hạ Sinh Nam theo Trần Hạo Thiên thời gian không ngắn, đây là lần đầu tiên bị Trần Hạo Thiên của mắng đến đầu óc choáng váng. Vội vàng để điện thoại xuống, đang muốn đi ra thì, lại bị Trần Kết Thiên gọi lại. Thôi được rồi, anh khỏi đi, tôi đi. Nói xong, Trần Hạo Thiên đẩy cửa mà đi, tự mình đến văn phòng Hạ Tưởng gặp Hạ Tưởng. Ngơ ngác nhìn theo bóng Trần Hạo Thiên, Hạ Sinh Nam trong lòng lo sợ, đồng thời tức giận trong lòng, Bí Thư Trần vì một chuyện nhỏ mà giận dữ với gã, đều là vì Hạ Tưởng. Bí Thư Trần càng tín nhiệm Hạ Tưởng, càng khiến Hạ Sinh Nam trong lòng phẫn nộ, bởi vì gã cảm thấy từ khi Hạ Tưởng đến nhận chức, mức độ tín nhiệm của Trần Hạo Thiên đối với Hạ Tưởng đã vượt qua gã, mà gã năm nay cũng 36 tuổi. Tuy rằng thân đường đường là thư ký ủy viên Bộ Chính trị, so với Hạ Tưởng, cũng khác nhau một trời một vực. Hạ Sinh Nam trong lòng tức giận dần dần biến thành đố kỵ. Có người gõ cửa, Hạ Sinh Nam gạt bỏ tâm tư, mở cửa thì thấy Lâm Khang Tân, liền tức giận nói. Phó trưởng ban thư ký Lâm, có chuyện gì sao? Lâm Khang Tân vẻ mặt cười. Không có gì, không có gì, chính là vừa được dịp đi ngang qua đây. Nhân tiện xem thư ký Hạ buổi tối có thời gian rảnh không. Tôi mời thư ký Hạ đến một nhà hàng đồng quê thị sát công việc một chút, nghe nói ngoại trừ thịt rồng bay trên trời, cái gì cũng có. Hạ Sinh Nam thích ăn ngon, vừa nghe liền thèm ăn, lại không tiện lập tức đồng ý, nói úp mở. Cũng không biết tối nay lãnh đạo còn giao nhiệm vụ gì không. Vậy tôi đây cho sắp xếp gian phòng trước, chỉ cần thư ký Hạ rảnh rỗi, bất cứ lúc nào đều có thể ghé qua. Lâm Khang Tân tiếp tục tấn công. Hạ Sinh Nam phân vân. Lúc đó hắn nói đi. Lâm Khang Tân đi ra khỏi phòng làm việc của Bí Thư Tỉnh ủy, quay người nhìn thoáng Hạ Sinh Nam hơi có chút thất thần, trên mặt lộ ra một chút vẻ đắc ý. Hạ Tưởng đang ở văn phòng tiếp điện thoại, Trần Hạo Thiên ung dung bước vào, hắn không phát hiện ra, cũng không nghe Đường Thiên Vân thông báo. Nói chuyện điện thoại xong nhìn lại, Trần Hạo Thiên đang chắp tay sau lưng mỉm cười. Trần Hạo Thiên thật đúng là chu đáo, Hạ Tưởng cảm thán, đối xử trọng hậu như vậy, thì chứng tỏ sức nặng trọng trách trên người hắn, chỉ sợ so với trong tưởng tượng của hắn còn phải nặng nề hơn vài phần. Bí thư Trần, tối hôm qua tôi nhận được điện thoại của Bí thư Tống, lúc nãy là muốn báo cáo ngài. Hạ Tưởng không nhiều lời với Trần Hạo Thiên về những chuyện không đáng, chủ yếu hắn không muốn cáo trạng Hạ Sinh Nam, Trần Hạo Thiên chủ động đến đây cũng đã giải thích tất cả. Trần Hạo Thiên gật đầu mỉm cười. Triệu Đô rất lo lắng cho anh, giai đoạn trước ở Bắc Kinh tôi và ông ta đã gặp nhau một lần, ông ta luôn luôn dặn đi dặn lại tôi phải tốt với anh, ha ha. Hạ Tưởng cũng cười cười. Bí thư Tống và tôi xem như bạn vong niên, sau khi ông ấy đi Cát Giang, tuy là ít gặp nhau, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Sau khi nói vài câu ngoài đề, lại nói. Bí thư Tống có nhắc tới, cục trưởng công an thành phố Cương Sơn bị bắt rồi. Ồ, Trần Hạo Thiên chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng, dường như vẫn chưa để việc này trong lòng, lại nhắc tới thái độ thất lễ của Hạ Sinh Nam. Hạ Sinh Nam có điểm không tốt, dễ kiêu ngạo. Hạ Tưởng sao lại chấp nhận người kém hiểu biết như Hạ Nam Sinh chứ? Hơn nữa hắn cũng không rõ quan hệ thật sự giữa Trần Hạo Thiên và Hạ Nam Sinh, chỉ là cười khoát tay, cho qua. Thư ký Hạ làm việc thật sự có trách nhiệm, tôi rất thích tác phong cẩn trọng của y. Nói đến thư ký Hạ. Tôi còn chưa cảm ơn thịnh tình của Bí thư Trần đã vội vàng đích thân bố trí thư ký cho tôi. Trần Hạo Thiên chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói.
Đường Thiên Vân không phải người bình thường, cậu ấy cũng không phải giảng viên đại học đơn thuần, mà rất có lai lịch. Đường Thiên Vân rất có lai lịch sao? Kỳ thật Hạ Tưởng không đoán được vì sao Đường Thiên Vân lọt vào mắt của Trần Hạo Thiên, bởi vì một anh giảng viên đại học cho dù có ưu tú, cũng rất khó khiến Đường Đường một bí thư tỉnh ủy đích thân chọn lựa, còn sắp xếp cho anh ta làm thư ký của phó bí thư tỉnh ủy. Qua một ngày tiếp xúc, Hạ Tưởng cũng không phát hiện được chỗ hơn người Đường Thiên Vân, ngoại trừ cảm giác Đường Thiên Vân trầm mặc ít lời, làm việc thì khá nhanh nhẹn, công tác cũng bố trí một cách gọn gàng ngăn nắp. Nhưng trừ những điều đó ra, không có gì khác thường. Một anh giảng viên đại học còn có lai lịch lớn hơn, Hạ Tưởng không phải không tin, là thật sự không biết nên tin như thế nào. Bởi vì hắn đã xem qua sơ yếu lý lịch của Đường Thiên Vân, bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, xuất thân từ gia đình bình thường, thuận buồm xuôi gió thi đỗ đại học, sau khi tốt nghiệp đại học lại học lên thạc sĩ, cuối cùng ở lại trường làm giáo viên, sau đó. Không có sau đó tiếp nữa, mà lại thành thư ký của hắn. Nhưng Trần Hạo Thiên khẳng định sẽ không làm bậy hay nói giỡn, ông ta nói ắt có nguyên do, khẳng định rồi mới nói. Hạ Tưởng đang muốn tiến thêm một bước giải thích thắc mắc với Trần Hạo Thiên lại khoát tay chặn lại cười nói. Chờ đến lúc anh ta muốn nói, chính anh ta sẽ nói, tôi không phải nói. Hạ Tưởng không nói gì, Đường Đường ủy viên Bộ Chính trị cũng đánh đòn gió, cố ý đem hắn ra để đùa vui không phải chứ. Còn định hỏi thêm một câu, Trần Hạo Thiên lại đúng lúc chuyển đề tài, nhắc tới bố trí công tác ở hội nghị thường vụ. Trong tỉnh ủy, sẽ có một vài tiếng nói phản đối. Tuy nhiên anh không cần lo lắng, điều anh cần lo lắng chính là bố trí như thế nào cho chu đáo chặt chẽ, phân công hợp tác như thế nào, đánh một trận đánh ác liệt như thế nào. Có tin tưởng sẽ phát ra khí thế, làm ra thành tích, làm ra uy danh. Hay không? Trần Hạo Thiên cố ý không nói chuyện của Đường Thiên Vân, trì hoãn lại sau, liền càng làm cho Hạ Tưởng tò mò. Nhưng tò mò cũng không thể hỏi trực tiếp, cũng chỉ đành kiềm chế kích thích lại cho tốt, tiếp nhận lời nói của Trần Hạo Thiên mà nói. Có bí thư Trần trấn thủ, có chủ tịch tỉnh Mễ ủng hộ, tôi có lòng tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ bí thư Trần đã giao phó. Trần Hạo Thiên cũng không cho Hạ Tưởng thời gian để cò kè mặc cả. Hạ Tưởng, tôi thật muốn nói cho anh, hãy coi lãnh đạo tổ hành động đặc biệt là việc chính của anh, tôi chỉ có thể ủng hộ bề ngoài cho anh, cụ thể sắp xếp thế nào, phải do một tay anh thao tác. Kỳ Hòa cũng sẽ không nhúng tay một câu cụ thể, lãnh đạo tổ hành động đặc biệt, do anh toàn quyền phụ trách. Cũng do anh toàn quyền làm chủ. Đương nhiên, trang bị cho nhân viên, cũng do anh định đoạt. Được, thật đúng là gánh nặng to lớn bằng trời, Trần Hạo Thiên phủi tay mặc kệ, Mễ Kỳ Hỏa khoanh tay đứng nhìn, toàn bộ do một mình hắn gánh vác, thực coi hắn là cu ly sao. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Nghĩ lại cũng phải, Trần Hạo Thiên mời hắn đến, chính là mời hắn đến để chia sẻ. Mà Tổng Bí Thư cũng bảo hắn đến Lĩnh Nam, là bảo hắn đến đây chia sẻ áp lực với Mễ Kỳ Hỏa, ai có khả năng lao động nhiều, hắn không nhận, thì ai nhận? Vậy cứ theo như chỉ thị tinh thần của Bí Thư Trần mà xử lý. Tính cách Hạ Tưởng cũng không xấu lắm, thẳng thắn nhận làm luôn. Trần Hạo Thiên cao hứng, xoay người đi. Tôi còn có vài việc, để cho Kim Nam gặp mặt anh, thảo luận cụ thể một chút về công tác bố trí tổ hành động đặc biệt, do anh chịu trách nhiệm cuối cùng. Từ phối hợp dẫn dắt ủy viên chính trị tỉnh, cùng lãnh đạo 6 tỉnh và 55 đơn vị tham gia, Hạ Tưởng, đặt cả trọng trách trên vai anh. Trần Hạo Thiên xoay người thong dong tự nhiên mà đi, ném Hạ Tưởng xuống ngây người tại chỗ, nửa ngày không biết nên làm thế nào. Lãnh đạo 6 tỉnh, 55 đơn vị, Trần Hạo Thiên thật đúng là hạ độc thủ, muốn diễn một hồi tuồng long trời lở đất. Lần này đến Lĩnh Nam, Hạ Tưởng cũng đã có tâm lý chuẩn bị từ lâu. Biết nhất định sẽ phải đánh một trận đánh ác liệt, không nghĩ tới, chẳng những là trận đánh ác liệt, mà còn là trường hợp lớn, là trường hợp thanh thế lớn mà nhiều lần đảm nhiệm các chức vụ phía trước chưa từng có bao giờ. Nhớ tới lúc ấy khi ở tỉnh Tề còn hình dung Tạ Tín Tài lúc mới đến tỉnh Tề, là vừa lúc gặp việc trọng đại, hiện tại hắn chỉ có cười khổ lắc đầu, kỳ thật hắn lần này đến Lĩnh Nam, mới là đúng thực là ý nghĩa vừa lúc gặp việc trọng đại. Bên ngoài Lĩnh Nam, thần hồn nát thần tính. Bên trong Lĩnh Nam, chung quanh mây che phủ, Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng, tuy rằng bên trên có Trần Hạo Thiên và Mễ Kỳ Hỏa phối hợp, nhưng hiện tại thư ký bên cạnh hắn không biết có được coi là thân tín hay không, thuộc hạ lại không có người có thể sử dụng, hiện giờ đúng là gánh cả ngọn núi trên một đôi vai, thật đúng là thử thách trước nay chưa có.
Hạ Tưởng sửng sốt trong chốc lát, còn chưa kịp ngồi xuống, vừa ngẩng đầu, đã thấy Trần Hạo Thiên lại quay trở lại. Đúng rồi, có một chuyện đã quên nói một tiếng với anh, vấn đề xe Bentley lần trước, giải quyết rồi. Ném xuống một câu, Trần Hạo Thiên lại xoay người rồi đi, đến đi với dáng vẻ vội vàng, thật không giống một vị ủy viên bộ chính trị, khiến Hạ Tưởng không biết nên khóc hay cười. Không thể tưởng tượng được Trần Hạo Thiên đường đường bí thư tỉnh ủy Lĩnh Nam, sự vụ xe Bentley cũng để ở trong lòng, còn muốn chính miệng nói rõ ràng với hắn, cũng rất có ý. Buổi chiều, Lưu Kim Nam đến phòng làm việc của Hạ Tưởng, tiến thêm một bước quyết định trang bị cho nhân viên tổ hành động đặc biệt cùng với bố trí hành động với Hạ Tưởng. Là người phát ngôn của Trần Hạo Thiên, đề nghị của Lưu Kim Nam, hoàn toàn thể hiện ý đồ của Trần Hạo Thiên. Nếu nói trên hội nghị thường vụ Trần Hạo Thiên tuyên bố hành động đặc biệt, đi huy động, như vậy hiện tại công tác cần làm chính là tiếp tục thúc đẩy, và xác định quy tắc chi tiết và chương trình sau đó cho tốt, sẽ mời họp đại hội toàn thể chính thức công bố ra bên ngoài. Thái độ của Lưu Kim Nam đối với Hạ Tưởng rất cung kính, cũng rất khách sáo, trên cơ bản mỗi một việc đề xuất ra, đều kiên nhẫn nghe ý kiến Hạ Tưởng, còn ghi chép lại rất nghiêm túc, khiến cho Hạ Tưởng rất vừa lòng với thái độ có trách nhiệm của Lưu Kim Nam. Sau khi quyết định đại bộ phận quy tắc chi tiết, thời gian đã quá trưa, buổi tối tỉnh ủy tổ chức tiệc tiếp đón cho Hạ Tưởng, Lưu Kim Nam khép sổ lại, trưng cầu ý kiến Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, không bằng ngồi cùng xe với tôi đi dự tiệc, vừa hay trên đường còn có thời gian, tôi có thể báo cáo thêm một chút với anh. Lưu Kim Nam giành giật từng giây, có thể thấy được Trần Hạo Thiên nóng lòng nhìn thấy hiệu quả từ tổ hành động đặc biệt. Hơn nữa Lưu Kim Nam đề xuất ngồi xe của anh ta, không ngồi xe của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng liền đoán, chỉ sợ Lưu Kim Nam là có chuyện khác phải báo cáo. Không nói ở văn phòng mà muốn nói ở trên xe, chẳng lẽ anh ta cho rằng trong phòng làm việc không đủ an toàn? Chẳng lẽ là vì đề phòng Đường Thiên Vân? Không phải Đường Thiên Vân là thư ký do Trần Hạo Thiên chỉ định chọn người sao, nếu không thể tin tưởng anh ta, làm sao Trần Hạo Thiên lại chọn tên anh ta? Bởi vì ngồi xe của Lưu Kim Nam, ghế phụ lái sẽ do thư ký của Lưu Kim Nam ngồi, Đường Thiên Vân sẽ không lên xe, đành phải ngồi xe chuyên dụng của Hạ Tưởng, đi theo đằng sau. Hạ Tưởng liền càng nhận định là Lưu Kim Nam cố ý sắp xếp. Xe ra khỏi khu phức hợp tỉnh ủy, Lưu Kim Nam liền chủ động mở miệng. Phó Bí Thư Hạ, những năm gần đây mức độ chống tham nhũng ở Lĩnh Nam rất lớn, chẳng qua Bí Thư Trần phải khiêm tốn cụ thể, không thích tuyên dương thôi. Hạ Tưởng không tiếp lời, chỉ là khẽ gật đầu. Hắn hiểu rõ trong lòng, từ khi Trần Hạo Thiên về đảm nhiệm ở tỉnh Lĩnh Nam tới nay, trong gần 3 năm, chỉ là công khai đưa tin, xét xử tham quan cấp tỉnh bộ và cấp sở đã hơn 15 người, trong đó có cả người được khen thưởng của tỉnh bộ. Năm 2009, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lĩnh Nam bị bắt. Tháng 6 cùng năm, thị trưởng Bằng Thành bị bắt, 4 tháng sau, một gã bí thư quận ủy Bằng Thành xuống ngựa. Tháng 1 năm 2010, lại một gã bí thư quận ủy Bằng Thành nữa lật thuyền. Tháng 5 năm 2010, nữ thị trưởng mạnh mẽ của thành phố được đặt theo tên của vĩ nhân của tỉnh Lĩnh Nam ầm ầm xuống ngựa. Đầu năm 2011, bí thư thành ủy Hồng Hoa trong khi bị tỉnh ủy thông báo đi họp, ở trụ sở tỉnh ủy bị nhân viên ủy ban kỷ luật tỉnh làm ra một cảnh tượng kịch tính mà trực tiếp đưa đi, thân là bí thư thành ủy tại chức không được bắt ra một cách lịch sự mà trực tiếp chuyển lên xe, nhìn ra khắp trong nước cũng cực kỳ hiếm thấy. Hạ Tưởng đã từng xem tư liệu do Lưu Kim Nam đưa cho, trong đó liệt kê lại tỉ mỉ thành tích chống tham nhũng của Lĩnh Nam những năm gần đây, có một số có thể nhìn thấy trên tin tức, có một số vẫn chưa công bố, nhưng vụ nào cũng là án lớn, là chuyện nhìn thấy mà ghê người. Nếu mỗi một vụ án đều tuyên dương bốn phía, thì tỉnh Lĩnh Nam sẽ trở thành tỉnh có công tác chống tham nhũng hiệu quả rõ ràng nhất trong nước. Ngay cả Hạ Tưởng cũng thừa nhận, thành tích chống tham nhũng khi hắn đảm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh ở tỉnh Tương, so sánh với thành tích chống tham nhũng ở tỉnh Lĩnh Nam còn kém xa. Dù sao, Trần Hạo Thiên là Ủy viên Bộ Chính trị, dù sao, Lĩnh Nam kéo hạ bốn vị quan lớn cấp tỉnh bộ, trong đó một người là thị trưởng Bằng Thành. Hạ Tưởng cũng biết rõ. Bản tư liệu mà Lưu Kim Nam đưa cho hắn có thể tìm đọc ở trong Ủy ban Kỷ luật, cũng không phải do Trần Hạo Thiên đóng băng, bởi vì Trần Hạo Thiên nếu muốn có thanh danh, có thủ đoạn lớn muốn thi triển, cũng không cần thiết muốn hắn không thể nhận thức được, nhất định có thâm ý khác. Phó Bí Thư Hạ, tổ hành động chuyên nghiệp có ý nghĩa lớn lao, tinh thần chỉ thị của Bí Thư Trần là muốn đào sâu tin tức về vụ án lớn Hồng Hoa, cho dù liên quan đến ai, đều phải điều tra cho được tới tận đáy.
Lưu Kim Nam cẩn thận nói ra các sự việc, tuy rằng là thuật lại lời nói của Trần Hạo Thiên, nhưng có thể là sợ cho Hạ Tưởng sẽ không quen giọng điệu nói thấp xuống của anh ta, cho nên khi nói chuyện giọng nói rất huyền chuyển. Hạ Tưởng thầm nghĩ, Lưu Kim Nam quả thật là một trưởng ban thư ký tỉnh ủy vô cùng thận trọng, chẳng trách lại được Trần Hạo Thiên coi là tâm phúc, cố ý đưa anh ta từ vị trí thư ký của cấp phó một bước lên cấp chính. Khói thuốc súng trong vụ án lớn của thành phố Hồng Hoa còn chưa tán đi, thành ủy Hồng Hoa gần như bị tiêu diệt đến tận cùng, nghe nói bí thư thành ủy đã thú tội, khai ra hơn 4 cán bộ cấp cục trở lên. Cán bộ cấp cục trở lên là lời nói cũng rất ý vị sâu xa, cấp sở là cấp cục trở lên, cấp phó tỉnh cũng là như vậy. Điểm khác biệt lớn nhất của tỉnh Lĩnh Nam đối với tỉnh Tề và tỉnh Tương là ở chỗ, nhân vật số 1 là ủy viên Bộ Chính trị, cho nên Trần Hạo Thiên mới dám nói ra lời nói hùng hồn mặc kệ liên quan đến ai, cũng phải điều tra cho được tới tận đáy. Bí thư tỉnh ủy khác, cho dù nói, cũng chỉ là nói mà thôi, bởi vì bí thư tỉnh ủy cấp bộ trưởng không có quyền lực quyết định vận mệnh của một gã cán bộ cấp thứ trưởng. Lưu Kim Nam thấy Hạ Tưởng như thoáng chút suy nghĩ, liền tiếp tục đi sâu vào chỉ ra. Án lớn của thành phố Hồng Hoa là vụ án lớn mà bí thư Trần chú ý nhất. Bí thư Trần không vừa lòng lắm với tiến triển công tác trước mắt của Ủy ban Kỷ luật, hy vọng sau khi phó bí thư Hạ tiếp nhận, có thể đề cao mức độ lớn lên. Đúng rồi, tôi giới thiệu với phó bí thư Hạ một chút, hôm nay nhận tổ chức tiệc là khách sạn Hoàng gia, khách sạn Hoàng gia là một khách sạn ngoại giao cấp 5 sao. Chủ tịch tên là Nhâm Hải Không, ông ta có một chiếc Bentley. Người thông minh biết khi nào thì nên câm miệng, Lưu Kim Nam nắm thời gian rất chuẩn, làm người ta thán phục, anh ta nói cho hết lời, và để lại một ý mở, vừa lúc, ô tô đi đến khách sạn Hoàng gia. Vậy cũng tốt, Hạ Tưởng đã tiêu hóa xong tất cả các tin tức rồi. Hạ Tưởng và Lưu Kim Nam ngồi cùng xe đến, vừa xuống xe, những người có liên quan ở tỉnh ủy Lĩnh Nam đã tới trước thấy Hạ Tưởng từ trên xe của Lưu Kim Nam xuống, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, vô cùng giật mình. Việc càng giật mình còn ở phía sau đây. Hôm nay vốn là tỉnh ủy cố ý mở tiệc chiêu đãi Hạ Tưởng ở khách sạn Hoàng gia, dựa theo lệ thường, khách sạn Hoàng gia khẳng định phải ngừng kinh doanh với người bên ngoài, đặc biệt chỉ tiếp đãi nhóm người tỉnh ủy. Toàn thể bộ máy tỉnh ủy đến, sự việc lớn lao, không có khả năng còn có người không có phận sự đến ăn cơm. Không nghĩ, một chút liền có 3-4 chiếc xe quân đội đến đây, chẳng những khí thế lấn át người, còn chặn ở phía trước Hạ Tưởng. Xe quân đội là xe quân đội thuộc quân khu Dương Thành. Dựa theo lệ thường, cấp bậc càng cao, lên sân khấu càng về cuối cùng, trong các ủy viên thường vụ tỉnh ủy đã trình diện, ngoại trừ Trần Hạo Thiên và Hạ Tưởng ra thì toàn bộ đã đến đông đủ, ngay cả Mễ Kỳ Hỏa cũng đã đến sớm hơn Hạ Tưởng một bước, không biết đi đường thuận lợi hay là cố ý như vậy. Đều đang đợi Hạ Tưởng và Trần Hạo Thiên đến, vài vị ủy viên thường vụ đang nói chuyện ở trong đại sảnh, không dám vào bên trong. Đối phương là Trần Hạo Thiên tuy là bí thư tỉnh ủy, nhưng cấp bậc cao 2 cấp, phải thể hiện ra 10 phần tôn kính. Xe Hạ Tưởng vừa đến, liền có người lập tức thông báo, các lãnh đạo tỉnh ủy, ngoại trừ Mễ Kỳ Hỏa vẫn ngồi bất động ra thì những người còn lại đều đứng dậy, đi ra ngoài cửa nghênh đón. Vừa ra khỏi cửa liền kinh ngạc lại đến hoảng hốt. Kinh ngạc đầu tiên là không nghĩ tới Lưu Kim Nam sẽ ngồi cùng xe với Hạ Tưởng đến, đều nghĩ là Lưu Kim Nam chậm chạp chưa tới, sẽ cùng đi với Trần Hạo Thiên. Kinh ngạc thứ hai là, Hạ Tưởng và Lưu Kim Nam vừa mới xuống xe, còn chưa kịp cất bước, đã có mấy chiếc xe quân đội kiêu ngạo vây quanh, đúng lúc vây Hạ Tưởng và Lưu Kim Nam ở bên trong. Nếu Hạ Tưởng muốn đi vào khách sạn, nhất định phải lách qua mà đi. Rất rõ ràng, đối phương dừng xe như vậy là có ý muốn ngáng đường Hạ Tưởng. Nếu lãnh đạo bị kích thích lớn một chút, sẽ đứng tại chỗ bất động, sau khi người của tỉnh ủy can thiệp với đối phương, bảo đối phương tránh ra mới cất bước. Hạ Tưởng lại không, hắn chỉ khẽ cười một tiếng, vô cùng khinh miệt mà lắc lắc đầu, lách qua mà đi. Đối phương lại không dễ dàng buông tha, cửa xe đạp vang, từ trên xe hai người đi xuống, một người trẻ tuổi, một người lớn tuổi, hai người một trước một sau đi đến trước mắt Hạ Tưởng, người trẻ tuổi cười ha hả, chủ động bắt tay với Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, không ngờ anh đúng là đến Dương Thành, tôi đại diện nhân dân Dương Thành hoan nghênh anh. Chính là Ngô Công Tử. Người phía sau Ngô Công Tử hơi lớn tuổi, cũng là chỗ quen biết cũ với Hạ Tưởng Thi Khải Thuận. Cha của Ngô Công Tử là Ngô Hiểu Dương vốn là tư lệnh viên quân khu Dương Thành, mặc dù hồi đó ông ta kết hôn ở Bắc Kinh, tuy nhiên căn cơ lại ở Dương Thành. Mà Thi Khải Thuận đã nhậm chức ở quân khu Dương Thành,
cho nên ở Dương Thành gặp được hai người, chẳng có gì lạ. Nhưng cố tình lại gặp được hai người ở trước tiệc tẩy trần, lại vừa lúc bị xe của hai người chặn ở bên trong, chẳng phải là tình cờ gặp mặt. Hạ Tưởng không bắt tay Ngô công tử. Hân hạnh, tôi đang nói là ai dừng xe có trình độ như vậy, hóa ra là Ngô công tử. Luận cấp bậc, Ngô công tử không có cấp bậc, luận tuổi, tuổi gã lại không lớn bằng Hạ Tưởng, làm sao đến lượt gã chủ động giơ tay ở trước mặt Hạ Tưởng. Còn nữa gã tự xưng là đại diện cho nhân dân Dương Thành, tuy là đùa vui, cũng làm lớn quá. Hạ Tưởng không bắt tay gã, chính là cố ý phớt lờ gã. Ngô công tử ra mặt cũng là thực dày, mặc dù có chút ngượng ngùng, tuy nhiên cũng không thu tay phải lại, mà là nhìn trái nhìn phải, cười nói. Phó bí thư Hạ, tay của tôi không bẩn, đã rửa sạch sẽ lắm rồi, anh còn sợ bắt tay tôi sẽ làm ô uế tay anh sao? Hạ Tưởng không tiếp lời của gã, quay đầu gật đầu với Thi Khải Thuận một cái. Trưởng ban Thi, xe của anh có phải nên nhường một chút không, chắn cái gì, chứ đừng chắn đường. Uống cái gì, chứ đừng uống thuốc. Thi Khải Thuận là trưởng ban ban hậu cần của quân khu Dương Thành. Thi Khải Thuận khá lanh trí, dường như tác chiến sân nhà lo lắng càng ít. Phó bí thư Hạ, không thể nói như vậy, cùng là dừng xe, làm sao lại nói tôi cản đường của anh mà không phải anh cản đường của tôi. Dương Thành cũng không so sánh với Bắc Kinh được, ở Bắc Kinh đường ngang cấp là theo chiều thẳng, ở Dương Thành là đường cong. Hiển nhiên, Ngô công tử và Thi Khải Thuận chính là đến đây chặn đường và khiêu khích. Lưu Kim Nam dũng cảm đứng ra. Trưởng ban Thi, xe của bí thư Trần đến, xe của anh dừng ở vị trí đó, chiếm vị trí của bí thư Trần. Lưu Kim Nam biết Ngô công tử và Thi Khải Thuận thuộc loại người có nói đạo lý cũng không hiểu, liền trực tiếp đưa Trần Hạo Thiên ra. Thi Khải Thuận không nói tiếp, Ngô công tử hừ một tiếng. Bí thư Trần rất giỏi, dân thường tóc húi cua như tôi cũng không thể trêu vào, nhưng bí thư Trần ý chí rộng lớn, chấp nhặt với tôi không đáng, còn muốn đoạt một vị trí để xe với tôi sao? Vị trí để xe chứ đâu phải phụ nữ, có gì hay mà tranh đoạt, ha ha. Anh nói đúng không? Phó bí thư Hạ. Hạ Tưởng thấy Ngô công tử càng thêm kiêu ngạo, cũng nổi giận. Lập tức tránh ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tôi không tránh đấy, anh có thể làm gì nào? Có bản lĩnh đánh tôi đi. Nơi này là Dương Thành, không phải Bắc Kinh, anh thử đụng đến một ngón tay của tôi xem. Nếu anh có bản lĩnh lớn một chút, lái một chiếc Hammer tới đây mà đụng lại. Ngô công tử thù cũ hận mới cùng nhau dâng lên trong lòng. Hôm nay liền khá hăng hái với Hạ Tưởng. Bắt nạt hắn khi mới đến Dương Thành, không quen người, không quen đất, thuộc hạ lại không có ai sử dụng được sao. Hạ Tưởng liền biết phân cao thấp với tiểu nhân kiêu ngạo là tự hạ thấp thân phận mình, quay sang hô to với Nhâm Sương đang đứng ở cửa không chịu tới. Trưởng ban Nhâm, mời anh lại đây một chút. Mấy vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy tới cửa nghênh đón, vốn đang bừng bừng hứng chí tiến đến nghênh đón Hạ Tưởng, không nghĩ đến xảy ra chuyện không ngờ. Liền đều không hẹn mà cùng dừng chân, chẳng ai chịu bước về phía trước một bước, đều muốn xem Hạ Tưởng hóa giải nguy cơ như thế nào. Chủ yếu cũng là chẳng ai muốn thọc vào nước đục, đều biết rằng Ngô công tử nổi danh khốn nạn lại cộng với khó chơi, Hạ Tưởng mới đến, còn chưa có giao tình với ai, sẽ chẳng ai ra mặt vì Hạ Tưởng mà đắc tội Ngô Hiểu Dương. Mỗi người đều biết rõ Ngô Hiểu Dương rất nổi tiếng là bao che khuyết điểm, hơn nữa nghe nói Ngô Hiểu Dương rất được thế, có hy vọng tiếp tục thăng chức. Vì thế, ủy viên thường vụ tỉnh ủy liên quan đều đứng ở cửa khách sạn, mắt to mắt nhỏ trừng lên, nhưng không có một người nào tiến lên phía trước giải vây, đều tỏ thái độ như là không liên quan đến mình vậy. Hạ Tưởng sao có thể để bọn họ tùy ý giở trò không liên quan tới mình một cách tập thể như vậy? Thế nào cũng phải cho bọn họ uống thêm một ít giấm chua mới được. Nhâm Sương bị Hạ Tưởng điểm danh, không muốn lộ diện cũng phải lộ diện, liền bất chấp khó khăn lại gần, hơi hơi xoay người. Thái độ 10 phần thành thật. Phó bí thư Hạ, có chuyện gì chỉ bảo? Không chủ động giải vây, còn hỏi có chuyện gì chỉ bảo, bỏ qua thì chính là giả ngu cộng thêm ngớ ngẩn. Giả bộ được lắm, lát nữa xem anh giả bộ thế nào. Hạ Tưởng trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra nụ cười hòa ái. Trưởng ban Nhâm, tiệc tẩy trần hôm nay là ai bố trí ở khách sạn Hoàng gia? Nhâm Sương biến sắc, nghĩ thầm rằng hay là Hạ Tưởng biết nội tình trong đó. Ông ta vội khôi phục lại trấn tĩnh. Theo lệ thường của tỉnh ủy, bình thường tiệc lớn đều được cử hành ở khách sạn Hoàng gia. Trưởng ban thư ký, anh nói phải không? Lưu Kim Nam nghiêm nghị nói.
Trưởng ban Nhâm nói đúng, mấy năm gần đây, tất cả hoạt động của tỉnh ủy đều do khách sạn Hoàng gia đảm nhận. Lời nói của Lưu Kim Nam có hàm nghĩa, mấy năm gần đây vừa nói, là ám chỉ từ khi Trần Hạo Thiên tới đảm nhiệm đến nay liền chỉ định khách sạn Hoàng gia làm địa điểm khách sạn xác định của chính phủ tỉnh ủy, nói đúng hơn là ý đồ của Trần Hạo Thiên. Nhâm Sương liền âm thầm dương dương tự đắc, nghĩ thầm rằng thế nào Phó Bí Thư Hạ, còn có chuyện gì muốn xử lý không? Không đúng sự thật, sẽ chờ ăn nghẹn, chỉ thị của Bí Thư Trần, anh dám có ý kiến sao? Hạ tưởng thật đúng là dám có ý kiến. Tình trạng vật chất của khách sạn Hoàng gia cũng không tệ lắm, còn thái độ phục vụ quá kém, rõ ràng là đặc biệt tổ chức tiệc cho tỉnh ủy, lại quản lý không tốt, sao lại để cho người khác vào lung tung lộn xộn, là không có trách nhiệm, hay là không đủ coi trọng tỉnh ủy. Hạ tưởng không để ý tới Nhâm Sương, lại càng không để ý tới Ngô Công Tử và Thi Khải Thuận ở bên cạnh vênh váo tự đắc, mà là trở lại nói với Lưu Kim Nam nói. Kim Nam, tiệc tẩy trần hôm nay, có thể đổi sang một khách sạn khác hay không? Mặt Lưu Kim Nam lộ vẻ khó xử. Phải nói với Bí Thư Trần một câu đã. Nhâm Sương vừa nghe lời này, lập tức sắc mặt biến đổi, nếu chẳng may phải thay đổi khách sạn, sự việc thành ra quá lớn chuyện, tổn thất cũng liền thê thảm và nghiêm trọng, liền lập tức mắt nhìn ra hiệu với Ngô Công Tử. Ngô Công Tử lại bất động, còn lặng lẽ khoát tay với Nhâm Sương, ý là đừng lo, không đổi được, đừng nghe Hạ tưởng hù dọa người. Hạ cấp bình thường sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ mà làm phiền thượng cấp, hơn nữa khách sạn Hoàng gia lại là địa điểm khách sạn Bí Thư Trần đích thân chỉ định, trong đó có nội tình khác hay không thì không thể hiểu hết. Nếu Phó Bí Thư Hạ bởi vì một việc nhỏ dừng xe, mà muốn đổi một chỗ khác, cho dù bất kể là Bí Thư Trần có coi trọng thể diện cho hắn ở tiệc tẩy trần, không chắc trong lòng sẽ thoải mái. Lưu Kim Nam tuy rằng theo Trần Hạo Thiên thời gian không ngắn, nhưng cuộc điện thoại này, thật đúng là không biết chính xác có nên gọi hay không. Ngô Công Tử vui vẻ mỉm cười. Phó Bí Thư Hạ, lợi hại, thật lợi hại, muốn bởi vì một mình anh không hài lòng mà khiến cho toàn thể lãnh đạo tỉnh ủy cùng nhau chơi với anh, tôi thật sự khâm phục anh, có uy phong, có khí phách. Nhưng anh cũng không ngẫm lại, anh có khả năng sao? Thôi đi, tôi nhường một bước, anh nói một câu xin nhường đường, tôi sẽ mở đường. Dù làm gì, khi thấy tốt thì thu lưới, thấy được lời thì chạy lấy người sao? Làm sao có chuyện tốt như vậy? Hạ tưởng vừa ngẩng đầu, thấy tiếng ồn ào đã kinh động Mễ Kỳ Hỏa, Mễ Kỳ Hỏa đang đứng ở cửa quay đầu về phía hắn với ánh mắt nghi vấn. Thật đúng lúc, Hạ tưởng cao giọng nói với Mễ Kỳ Hỏa. Chủ tịch tỉnh Mễ, tôi cảm thấy khách sạn Hoàng gia không thích hợp tổ chức tiệc tẩy trần, rất xa xỉ, muốn đổi chỗ khác. Xin chủ tịch tỉnh Mễ ra chỉ thị. Hạ tưởng nói ra trước mặt mọi người, hơn nữa giọng còn rất lớn, hiển nhiên là không để đường rút lui. Ngô Công Tử hơi khó có thể tin mà nhìn Hạ tưởng. Phó Bí Thư Hạ, nếu Bí Thư Trần không đồng ý, anh có thể mất lòng một người lớn đấy. Sắc mặt Nhâm Sương càng khó coi hơn. Phó Bí Thư Hạ, làm gì vậy? Không phải chỉ vì việc nhỏ dừng xe, mà phải huy động nhân lực ồ ạt sao? Tôi cho rằng rất cần thiết. Trước đây đối phương đã khiêu khích, hơn nữa thái độ ác liệt, Hạ tưởng đang chuẩn bị tìm đối phương để xuống tay, đối phương lại đưa mặt ra tận cửa, nếu không mượn đề tài để nói chuyện của mình một phen, chẳng lẽ không phải lãng phí thời cơ tốt lúc này? Mễ Kỳ Hỏa thu hết tình thế trong sân vào sâu trong mắt, trong lòng hiểu rõ ngọn ngành, nói. Tôi không ý kiến. Ủy viên thường vụ xung quanh đều biến sắc, sự việc không thể làm lớn chuyện được. Đều suy nghĩ, ai sẽ nhận vận rủi gọi điện thoại xin chỉ thị của Bí Thư Trần. Nếu chẳng may Bí Thư Trần không đồng ý đổi chỗ, thể diện của Phó Bí Thư Hạ hôm nay coi như mất hết, rốt cuộc còn không vãn hồi được. Khang Hiếu và Sa Nguyên Hải liếc nhau, đồng thời nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ Hạ tưởng biết hậu thuẫn của khách sạn Hoàng gia là ai, muốn làm căng chuyện dừng xe của Ngô Công Tử, khiến khách sạn Hoàng gia tổn thất một khoản lớn sao? Đoán đúng phân nửa rồi. Hạ tưởng chẳng những biết hậu thuẫn của khách sạn Hoàng gia là ai, hơn nữa còn chính là muốn mượn sự kiện Ngô Công Tử dừng xe khiêu khích, khiến đối phương đem tảng đá đập vào chính chân mình, muốn cho khách sạn Hoàng gia không chỉ tổn thất một khoản lớn, mà là tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Xét thấy khách sạn Hoàng gia phục vụ không chu đáo, tôi sẽ đề nghị lên tỉnh ủy, hủy bỏ tư cách địa điểm khách sạn xác định của tỉnh ủy của khách sạn Hoàng gia. Khóe miệng Hạ tưởng hiện lên một nụ cười. Hơn nữa bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không bước vào khách sạn Hoàng gia một bước. Ngô Công Tử bỗng chốc lùi lại sau một bước,
thiếu chút nữa không đứng vững. Nhâm Xương dĩ nhiên sắc mặt đại biến, nổi giận. Phó Bí Thư Hạ, tôi phản đối. Tôi cho rằng khả thi. Mễ Kỳ Hỏa sau khi đến tỉnh Lĩnh Nam vẫn không cao giọng nói chuyện nhiều, lần đầu tiên trước mặt bộ máy tỉnh ủy, lớn tiếng kiên định biểu lộ lập trường. Khách sạn Hoàng gia không phải là lần đầu tiên tiếp đãi toàn thể lãnh đạo tỉnh ủy, trước đây, từng có kinh nghiệm vô số lần đảm nhiệm làm tiệc cho tỉnh ủy. Trên cơ bản có thể nói, khách sạn Hoàng gia chính là trụ sở làm việc của người kia ở tỉnh Lĩnh Nam. Sự việc hôm nay náo động đến hiện tại, không thấy nhân viên công tác của khách sạn Hoàng gia ra mặt phối hợp một chút, chỉ có thể nói không làm tròn bổn phận, chính là ý như vậy. Hạ Tưởng đã sớm nhìn ra, trước khi Ngô công tử gây rối, khẳng định đã đánh tiếng từ lâu, cũng phân tích tình thế tốt lắm, chính là cho rằng có thể một miếng là cắn trọn hắn được, cho nên mới dám kiêu ngạo như vậy. Kiêu ngạo cũng phải phân rõ đối tượng, khi ở thủ đô, Ngô công tử kiêu ngạo là nhằm vào Hứa Quan Hoa, tuy nhiên bị Hạ Tưởng ra tay đánh trở về, lại bị Tưởng Tuyết Tùng ra mặt áp chế, thất bại nặng nề, khẳng định trong lòng không phục, cảm thấy ở Dương Thành có ưu thế sân nhà, nhất định phải đòi lại gấp bội. Hạ Tưởng sao có thể tùy ý để một kẻ con nhà quan ức hiếp? Vừa lúc trong tay hắn có lá bài có thể đánh, không đánh còn ngược lại, sẽ để lại cho một số người ấn tượng là hắn dễ bắt nạt. Nếu yếu đuối, nhượng bộ, quyền uy của hắn ở trong mắt của nhóm lãnh đạo tỉnh ủy sẽ bị tụt xuống cực thấp, về sau muốn chỉ huy quyết định trong hành động đặc biệt, ai sẽ nghe hiệu lệnh của hắn. Hôm nay Hạ Tưởng chẳng những muốn đánh Ngô công tử một cú đau, còn muốn mượn cơ hội lập uy danh. Khi Hạ Tưởng mở miệng nói ra muốn hủy tư cách địa điểm khách sạn xác định của khách sạn Hoàng gia, không chỉ Ngô công tử, thì Khải Thuận kinh hãi thất sắc, không chỉ Nhâm Xương giận không thể át, ngay cả tất cả lãnh đạo tỉnh ủy ở đây, đều khiếp sợ tại chỗ. Tuy nói quyền xác định địa điểm khách sạn tiếp đón của tỉnh ủy nằm trong quyền cai quản của Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng vừa mới đến nhận chức, hơn nữa lại rõ ràng nghe được Lưu Kim Nam nói người chọn khách sạn Hoàng gia làm địa điểm khách sạn xác định là Trần Hạo Thiên. Thân là phó, trước mặt mọi người gạt bỏ quyết định của nhân vật số 1, phó bí thư Hạ là không hiểu chuyện, hay là ỷ được sủng ái mà kiêu căng. Không ít người đều đoán được tâm trạng muốn mượn cơ hội để lập uy danh của Hạ Tưởng, tuy nhiên cho dù phó bí thư Hạ có kiêm hai chức, cũng chỉ là nhân vật số 3, hắn nói cũng chưa tính, ít nhất phải có nhân vật số 1, số 2 đồng thời gật đầu mới được. Thậm chí có người vui sướng khi người gặp họa chờ Hạ Tưởng xấu mặt. Chỉ cần Mễ Kỳ Hỏa hoặc Trần Hạo Thiên bất luận là một trong hai người nói một câu xoa dịu, lời nói hùng hồn của Phó Bí Thư Hạ Tưởng liền thất bại. Không nghĩ ý niệm vừa mới hiện lên trong đầu, liền nghe được Chủ tịch tỉnh Mễ chưa bao giờ cao giọng nói chuyện nhiều lại cao giọng hô lên ủng hộ Hạ Tưởng. Tiếng nói của Mễ Kỳ Hỏa vừa dứt, toàn bộ hiện trường liền yên tĩnh lại, đều khiếp sợ không biết nên làm thế nào. Khiếp sợ không phải bởi vì Hạ Tưởng mạnh mẽ, cứng rắn mà là bởi vì Mễ Kỳ Hỏa hỏa trợ giúp uy phong. Đối với chuyện Hạ Tưởng mạnh mẽ, cứng rắn, lãnh đạo tỉnh ủy Lĩnh Nam liên quan, đều đã từng nghe qua. Hạ Tưởng một mạch vượt qua khó khăn mà đi, cho dù khi ở tỉnh Tề, Phó Bí Thư Hạ dường như có vẻ ngừng nghỉ một chút, nhưng chẳng ai nhận định rằng Phó Bí Thư Hạ thật sự thu hồi răng nanh, không ăn thịt người nữa, cho nên Hạ Tưởng mạnh mẽ, cứng rắn, tuy rằng làm cho người ta đau đầu, nhưng đã ở trong dự liệu. Mễ Kỳ Hỏa ở Bắc Kinh nhiều năm chưa bao giờ trải qua làm chính trị ở địa phương, hơn nữa trước khi ông ta đến Lĩnh Nam, chui sâu vào trốn tránh, cực ít khi lộ mặt trên truyền thông. Thế cho nên rất nhiều người đều suy ngẫm không ra được tính tình của Mễ Kỳ Hỏa, càng không biết năng lực cầm quyền của Mễ Kỳ Hỏa. Mễ Kỳ Hỏa nhậm chức thời gian tuy rằng không dài nhưng nhóm lãnh đạo tỉnh ủy Lĩnh Nam đều cho ra kết luận giống nhau, Chủ tịch tỉnh Mễ ôn hòa khiêm tốn, là một chủ tịch tỉnh yếu thế. Nhưng hôm nay dưới lời kêu gọi mạnh mẽ, cứng rắn của Phó Bí Thư Hạ, Chủ tịch tỉnh Ôn Hòa cũng phát ra giọng nói chấn động điếc tai, phơi bày ra một mặt có chủ kiến riêng trước đó chưa từng có với lãnh đạo tỉnh ủy ở đây. Trong khoảng thời gian ngắn từng vị lãnh đạo tỉnh ủy vốn định cho thấy lập trường, đều muốn thu ý niệm trong đầu về. Phó Bí Thư Hạ và Chủ tịch tỉnh Mễ đều đồng ý, hiện tại trừ phi Bí Thư Trần lên tiếng, nếu không không ai lung lạc được. Chỉ Bình Phàm thấy Lâm Song Bồng muốn cất bước. Muốn đi trước một bước, ông ta vội âm thầm lắc lắc đầu với Lâm Song Bồng. Lâm Song Bồng hiểu ý, liền chần chừ bước chân, lại từ từ thu chân về. Đều nghĩ sẽ không có người nào mở miệng khuyên bảo, ai ngờ còn có người tự cho là thân phận cao ho khan một tiếng nói. Chủ tịch tỉnh Mễ, xin lại đây một bước nói chuyện.
là Phó Chủ tịch tỉnh thường trực Khang Hiếu. Khang Hiếu có tư cách lão làng, trong bộ máy Ủy ban Nhân dân tỉnh rất có danh tiếng, Mễ Kỳ Hỏa phải nể mặt ông ta vài phần, liền khẽ gật đầu, đi theo Khang Hiếu sang một bên. Khang Hiếu nhỏ giọng nói vài câu gì đó với Mễ Kỳ Hỏa, cách khá xa, tất cả mọi người đều không nghe thấy gì, tuy nhiên lại đều thấy rõ Mễ Kỳ Hỏa làm một động tác chậm rãi, kiên định mà lắc đầu. Cho dù Khang Hiếu đề nghị chuyện gì, kết quả chính là bị Mễ Kỳ Hỏa gạt bỏ. Sắc mặt Khang Hiếu trông thật không tốt, đang cấp tốc trao đổi ánh mắt với Ngưu Nguyên Hải, lại quay đầu nhìn về phía Nhâm Xương. Vừa rồi khi Hạ Tưởng đề xuất muốn hủy bỏ tư cách địa điểm khách sạn xác định cho tỉnh ủy của khách sạn Hoàng gia, Nhâm Xương là người đầu tiên lên tiếng phản đối, hơn nữa giọng điệu cực kỳ vang dội. Ông ta vốn tưởng rằng sẽ có người hưởng ứng ông ta, không ngờ Mễ Kỳ Hỏa dành trước tỏ vẻ tán thành, liền không ai dám phát ra tiếng nói ủng hộ nữa. Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị và Chủ tịch tỉnh tán thành, uy lực không phải là nhỏ. Lúc này Nhâm Xương đâm lao phải theo lao, bỗng nhiên làm ra một hành động ngoài dự đoán của mọi người. Ông ta một mạch kéo Ngô Công Tử đi, ra xa khỏi Hạ Tưởng, vừa nói chuyện vừa đi. Nói chuyện gì đó, người khác đương nhiên không nghe thấy, nhưng có thể nhìn thấy mặt Ngô Công Tử đỏ lên, liên tục lắc đầu, còn sắc mặt của Nhâm Xương cũng đỏ bừng, không biết là do tức giận hay là kích động, dù sao thiếu chút nữa tranh cãi không dứt với Ngô Công Tử. Thi Khải Thuận oán hận liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, chỉ chớp mắt, cũng gia nhập vào cuộc tranh cãi của Ngô Công Tử và Nhâm Xương, ở giữa hòa giải, ba người không biết đang tranh luận chuyện gì, chính là không đạt được nhất trí. Thấy tình cảnh như vậy, rốt cục có người ngẩng đầu. Phó Bí Thư Hạ, tôi thấy hay là thôi đi, Ngô Công Tử tuổi trẻ bốc đồng, anh ta dừng xe không chú ý, bảo anh ta tránh ra là được, không phải chuyện của khách sạn Hoàng gia. Chính là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Ti Anh Ba phải. Phó Bí Thư Hạ vừa tới, có một số việc chắc là không rõ lắm, để cho trưởng ban Nhâm mời Phó Bí Thư Hạ vài chén rượu, coi như tạ lỗi. Ti Anh vừa mở miệng, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trì Vĩnh Lệ cũng nói đệm vào. Đúng vậy, Phó Bí Thư Hạ đừng nóng giận, lát nữa uống một bình trà hoa cúc giảm nhiệt. Không phải chuyện của khách sạn Hoàng gia sao? Trưởng ban Ti, khách sạn Hoàng gia là địa điểm khách sạn xác định của tỉnh ủy, bên ngoài cửa cả đám huyên náo. Ngay đến một người ra mặt phối hợp cũng không thấy xuất hiện, đây là ý thức phục vụ của địa điểm khách sạn xác định sao? Nói cho cùng cũng không phải chuyện của trưởng ban Nhâm, vì sao lại bảo anh ta chịu tội với tôi? Hạ Tưởng một bước cũng không nhường, lại nói với Trì Vĩnh Lệ. Cảm ơn trưởng ban Trì, ý tốt của anh tôi ghi nhận trong lòng. Tuy nhiên hiện tại tôi cũng không còn tâm trạng ngồi trong khách sạn Hoàng gia uống trà nữa rồi. Được thôi, Phó Bí Thư mạnh mẽ. Cứng rắn quả nhiên là mạnh mẽ, cứng rắn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng không nể mặt. Ti Anh và Trì Vĩnh Lệ liếc nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này, Nhâm Xương, Ngô Công Tử và Thi Khải Thuận ba người thảo luận cũng ra được kết quả, ba người cùng nhau đi tới trước mặt Hạ Tưởng. Ngô Công Tử mặt đỏ lên, cực không tình nguyện mà lấp liếm một câu. Rất xin lỗi, Phó Bí Thư Hạ, trách tôi va chạm vào anh, tôi lập tức nhường đường. Thi Khải Thuận cũng tươi cười miễn cưỡng lấp liếm, bề ngoài cười nhưng bên trong không cười. Phó Bí Thư Hạ, người ta phải có lòng khoan dung độ lượng, sự việc hôm nay. Tôi thua rồi. Nói vừa xong, Thi Khải Thuận thu lại vẻ tươi cười, cùng Ngô Công Tử xoay người bước đi, khởi động ô tô. Chỉ trong một lát, mấy chiếc xe quân đội đang vây chặn Hạ Tưởng, tới cũng nhanh, đi cũng thật mau, khi đến hùng hổ, đi khi chật vật phẫn nộ, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhâm Xương cười theo. Phó Bí Thư Hạ, có thể ngồi vào vị trí được chưa? Trong lòng lại hận đến muốn dậm chân, hôm nay xem như gặp hạn, không nghĩ là Hạ Tưởng thực sự sẽ mượn chuyện này để làm chuyện khác, thủ đoạn xảo quyệt, làm cho người ta ngứa răng. Vốn tưởng rằng có một bậc thang thật to, Hạ Tưởng khẳng định sẽ nhân thể đi xuống, sẽ không đến nỗi không nể mặt ông ta chút nào, không ngờ Hạ Tưởng khoát tay chặn lại. Con người của tôi có cái tật xấu, lời nói đã nói ra. Sẽ không thu lại, tôi sẽ không tiến thêm một bước vào khách sạn Hoàng gia. Vừa nói xong, Hạ Tưởng chỉ vẫy tay với Mễ Kỳ Hỏa một cái. Chủ tịch tỉnh Mễ, tôi đi trước. Rồi xoay người lên xe, sau đó, nghênh ngang mà đi. Nhâm Xương tức giận đến mức cả mặt đều đỏ bừng không giống bình thường, đứng tại chỗ, cảm giác cả người khô nóng khó ở, lần đầu tiên trong đời bị người ta hung hăng,
ông ta gần như tức giận đến cả người muốn cãi vã. Hạ Tưởng, khinh người quá đáng. Hạ Tưởng nói đi là đi, ném xuống toàn thể lãnh đạo tỉnh ủy ngơ ngác nhìn nhau, quả thật hơi quá trớn, không ít lãnh đạo tỉnh ủy khe khẽ thầm thì vụng trộm, vô cùng bất mãn với hành động của Hạ Tưởng, đều là chỉ trích. Tuy nhiên hành động của Hạ Tưởng có quá trớn hay không, chung quy phải do Mễ Kỳ Hỏa hoặc Trần Hạo Thiên nói mới đúng. Mễ Kỳ Hỏa nhìn đèn xe Hạ Tưởng biến mất ở phía xa xa, sắc mặt không đổi mà mỉm cười, ông ta biết rõ sau lưng việc Hạ Tưởng mượn đề tài để nói chuyện của mình có nguyên nhân sâu xa, không chỉ là riêng chuyện một lần tranh đoạt khí phách. Chủ tịch tỉnh Mễ, Phó Bí Thư Hạ hơi quá đáng, làm sao có thể như vậy? Chúng ta là vì anh ta mới tổ chức tiệc tẩy trần, anh ta còn sĩ diện cho ai xem? Chủ tịch tỉnh Mễ còn chưa đi, anh ta đã bước đi, thật không hiểu quy củ. Khang Hiếu tố cáo Hạ Tưởng trước mặt Mễ Kỳ Hỏa. Mễ Kỳ Hỏa lắc đầu cười. Phó Bí Thư Hạ tuổi trẻ bốc đồng, có chí tiến thủ, tôi rất tán thưởng tính cách của anh ta. Khang Hiếu bỗng chốc liền cứng miệng, thiếu chút nữa là bị sặc. Còn có người muốn nói điều gì, lại ngại lời nói vừa rồi của Mễ Kỳ Hỏa, cũng không dám nói thêm nữa. Người đã đi rồi, làm sao bây giờ? Hết cách, chỉ có thể gọi Bí Thư Trần. Cũng không phải không có người có ác ý mà nghĩ, lát nữa Bí Thư Trần đến đây, để xem sự việc hôm nay làm cách nào mà xong việc. Tốt nhất là có thể thuyết phục Bí Thư Trần không đổi chỗ, lại gọi một cuộc điện thoại bảo Hạ Tưởng chán nản mà trở về, muốn xem đường đường Phó Bí Thư Hạ, sẽ mất mặt ra sao. Chỉ Bình Phàm và Lâm Song Bồng ở bên cạnh, âm thầm cười. Lâm Song Bồng đè thấp giọng nói. Phó Bí Thư Hạ thật có cá tính. Song Bồng, Hạ Tưởng cá tính, nhưng con người khác thường, hôm nay anh ta phát tác không phải là cơn giận dữ, mà là mượn trận phát hỏa để đạt tới mục đích. Chỉ Bình Phàm cười một cách thần bí. Anh đừng giả bộ hồ đồ, khẳng định là anh nhìn ra. Lâm Song Bồng cũng cười. Phó Bí Thư Hạ đủ thông minh, một chuyện nhỏ hôm nay, không sai biệt lắm càng làm mọi người có tâm trạng tò mò, tuy nhiên có phải anh ta hơi diễn quá hay không, đi như vậy, làm thế nào mà xong việc? Phó Bí Thư Hạ làm thế nào mà xong việc sao? Chỉ Bình Phàm khẽ lắc đầu. Muốn tôi nói, thì phải là Nhâm Xương làm thế nào cho xong việc mới đúng. Song Bồng, sự việc của thành phố Hồng Hoa, còn đang treo lơ lửng. Lâm Song Bồng giật mình mà kinh hãi. Cao, dung cây dọa khỉ, thật cao, thế nào mà tôi lại không nghĩ ra? Chỉ Bình Phàm còn muốn nói điều gì nữa, thì Lưu Kim Nam bước nhanh đi đến bên người Mễ Kỳ Hỏa thì thầm vài câu, Mễ Kỳ Hỏa gật đầu, đứng dậy nói. Các đồng chí, theo chỉ thị của Bí Thư Trần. Hôm nay bất chợt Bí Thư Trần có chuyện quan trọng đi không đi được, tiệc tẩy trần hoãn lại đến ngày mai. À, không ít người ngơ ngác nhìn nhau, quyết định của Bí Thư Trần rõ ràng là thiên vị Hạ Tưởng. Buổi tối ở Dương Thành rất đẹp, Hạ Tưởng ngồi trên xe, sắc mặt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi xa hoa này, nam nam nữ nữ cười đùa rất vui vẻ, cảnh tượng rất phồn thịnh. Hai bên đường cây cối khác nhau, hơn phân nửa là Hạ Tưởng không biết tên. Chỉ biết được cây bông gòn và cây tế diệp, khác hoàn toàn với cây ngô đồng được trồng hai bên đường ở phương Bắc. Ở phương Bắc, giờ vẫn là mùa đông giá rét, còn ở đây cành lá mơn mởn, rộ lên sức sống bừng bừng. Nhớ tới chuyện ban nãy, trong lòng Hạ Tưởng vẫn khó nén nổi tức giận. Nói thật, hôm nay bỏ đi ngang như vậy, vừa là mượn chuyện để lấy cớ, vừa là vì quả thực cũng khó mà bình tĩnh được. Ngày hôm nay Ngô Công Tử và Thi Khải Thuận tuyệt đối là cố ý tìm lỗi. Cố ý khiến cho hắn không có đường lùi, để đạt được mục đích trả thù hắn, và cũng khiến danh tiếng của hắn mất sạch. Thừa dịp hắn đang muốn đảm nhiệm vị trí cao hơn trong tỉnh ủy, khiến hắn bị mất mặt trước toàn thể lãnh đạo của tỉnh ủy. Mưu mô này quả thực ác độc, tuyệt đối với trí tuệ của Ngô Công Tử không thể nghĩ ra thủ đoạn này được. Sau lưng Ngô Công Tử, khẳng định là có người điều khiển, hơn nữa còn là người trong tỉnh ủy, bởi vì thời gian địa điểm diễn ra buổi tiệc ngày hôm nay, người ngoài không thể biết được. Hạ Tưởng cũng biết người trong chốn quan trường, dễ giận sẽ dễ dàng mất đi lý trí, mà đánh mất lý trí thì hậu quả rất đáng sợ, chính là mất đi sức phán đoán. Người trong chốn quan trường, mà đánh mất sức phán đoán, bị lạc mất phương hướng, thì chỉ có một kết cục không có đường tiến lên phía trước. Cho nên Hạ Tưởng lúc ấy vẫn cực kỳ khắc chế cảm xúc, sau khi đạt được mục đích, hiện giờ suy nghĩ lại, cơn tức giận phải kiềm chế giờ lại tràn đầy trong ngực, làm hắn khó khăn thở ra. Ngô Công Tử rõ ràng là vì muốn bắt nạt hắn nên mới đến, cái dáng vẻ bệ vệ và kiêu ngạo kia là muốn nói cho hắn,
thích bắt nạt anh đấy, thì sao nào? Tạm thời Hạ Tưởng không thể làm gì Ngô công tử được, nhưng sẽ có một ngày, hắn sẽ khiến cho gã biết thế nào là đau, thế nào là hối hận. Hôm nay chẳng qua chỉ mới là một lần cảnh cáo nho nhỏ, trò hay, chỉ mới vừa bắt đầu. Hạ Tưởng nheo mắt, ngồi ở ghế sau của xe chuyên dụng, phía trước là lái xe kiêm thư ký Đường Thiên Vân. Đường Thiên Vân, Hạ Tưởng lại nghĩ tới Trần Hạo Thiên đã nói rằng Đường Thiên Vân là một người rất có lai lịch, nhưng đối với biểu hiện của Đường Thiên Vân đối với chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe vừa rồi, hắn cảm thấy thất vọng. Bởi vì từ đầu đến cuối, Đường Thiên Vân đều không lộ diện, không hề thể hiện sự sốt ruột của một người thư ký muốn bảo vệ lãnh đạo. Anh ta có thể có lai lịch gì chứ? Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Đường Thiên Vân ngồi ở phía trước vẫn trầm tĩnh như nước, thầm nghĩ Đường Thiên Vân quả thực là trầm ổn và đúng mực, không giống một người thư ký, mà giống một người lãnh đạo hơn. Điện thoại vang lên, là Lưu Kim Nam gọi đến. Hạ Tưởng cầm lấy điện thoại, chỉ alo, một tiếng, sau đó không nói gì nữa, ý chờ Lưu Kim Nam báo cáo. Nghe được Trần Hạo Thiên lấy lý do có chuyện quan trọng mà hoãn lại buổi tiệc đón tiếp, Hạ Tưởng thở phào nhẹ nhõm. Đúng như hắn dự đoán, Trần Hạo Thiên nhất định sẽ ủng hộ việc làm của hắn, bởi vì hành động ngày hôm nay, thứ nhất là vì chút giận cho chính bản thân hắn, thứ hai kỳ thực là vì giải quyết bớt ưu phiền cho Trần Hạo Thiên. Hành động chuyên nghiệp là một phần được công bố ra bên ngoài, còn một phần không được công bố ra bên ngoài, thì phải tự mình lĩnh ngộ và nắm bắt. Lưu Kim Nam chỉ đơn giản là nhắc tới quyết định của Trần Hạo Thiên, trần trừ một lát, mới lại lộ ra cho Hạ Tưởng một tin tức khiến hắn giật mình không nhỏ. Thật ra bí thư Trần biết được chuyện này, là do Đường Thiên Vân gọi điện thoại tới báo, tình hình lúc đó khá hỗn loạn, đều không để ý đến việc phải báo cho bí thư Trần. Hạ Tưởng buông điện thoại, vẻ kinh ngạc trong mắt còn chưa biến mất, đầy thâm ý nhìn về phía Đường Thiên Vân liếc mắt một cái, lần đầu tiên cảm giác được vị thư ký trầm mặc ít lời này của hắn, ở thời điểm quan trọng, lại có ưu điểm là biết bình tĩnh ứng phó. Lưu Kim Nam dùng từ rất dễ nghe. Nhưng thực ra lúc ấy không ai dám gọi điện thoại báo cho Trần Hạo Thiên, là vì sợ phải chịu trách nhiệm, sợ đụng phải xui xẻo, cũng không muốn đắc tội với Ngô công tử và Nhâm Sương. Nghĩ một lúc, Hạ Tưởng lại cầm lấy điện thoại, tự mình gọi điện thoại cho Trần Hạo Thiên báo cáo tình hình lúc đó. Trần Hạo Thiên nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, rất vui vẻ. Tôi đã biết xảy ra chuyện gì rồi, Hạ Tưởng, cậu làm việc rất tốt, nước cờ đầu tiên này Hạ thật sự rất tài tình. Tuy nhiên cần chú ý, không được rút dây động rừng. Hạ Tưởng nói chuyện với Trần Hạo Thiên xong, lại gọi cho Mễ Kỳ Hỏa. Chủ tịch tỉnh Mễ, có rảnh không, tối nay cùng nhau ăn cơm. Mễ Kỳ Hỏa đang muốn lên xe quay về, nhận được lời mời của Hạ Tưởng, nghĩ một chút, đồng ý. Được, cậu nói địa điểm đi, tôi sẽ qua. Hạ Tưởng vừa đi, Mễ Kỳ Hỏa cũng đi, lãnh đạo tỉnh ủy ở đây có người cũng rời khỏi. Có người ở lại khách sạn Hoàng gia tiếp tục dùng cơm, dù sao đều là ăn cơm, ăn ở chỗ nào mà chả giống nhau. Nhâm Sương cùng đi với Khang Hiếu và Mưu Nguyên Hải, vừa bước vào khách sạn, lại gặp ngay Phó Chủ tịch tỉnh Thân Gia Hậu đang muốn đi ra, Nhâm Sương ngăn Thân Gia Hậu lại. Phó Chủ tịch tỉnh Thân, ở lại dùng bữa đi, Phó Bí Thư Hạ kiêu ngạo, không chịu thiệt, chúng ta cũng không thể vì tính tình nông nổi của hắn mà làm khó dễ cái dạ dày của mình được. Thân Gia Hậu khoát tay cười nói. Không được rồi, Bộ trưởng Nhâm, tôi có việc rồi. Cảm ơn. Nhìn bóng dáng của Thân Gia Hậu, Nhâm Sương nói với Khang Hiếu. Phó Chủ tịch tỉnh Khang, gần đây số lần Phó Chủ tịch tỉnh Thân báo cáo công tác với Chủ tịch tỉnh Mễ quả thực không ít. Ngưu Nguyên Hải khẽ cười một tiếng. Chủ tịch tỉnh Mễ địa vị lớn, chỗ dựa mạnh mẽ vững chắc, biểu hiện của Thân Gia Hậu không tích cực một chút làm sao được. Tuy nhiên ông ta không được Bí Thư Trần coi trọng lắm, muốn để Mễ Kỳ Hỏa tiếp nhận ông ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Khi ba người nói chuyện đi ngang qua một gian phòng, vừa hay thấy Chỉ Bình Phàm và Lâm Song Bồng đang ngồi trong đó, ba người khẽ gật đầu với Lâm Song Bồng và Chỉ Bình Phàm, cũng không nói chuyện. Sau khi ngồi vào chỗ ở trong phòng của bọn họ, Khang Hiếu mới lắc đầu nói. Hạ Tưởng thật đúng là một kẻ gây rối, hắn vừa đến. Tỉnh ủy Lĩnh Nam liền không còn được yên ổn nữa, loạn, rối loạn rồi. Ngưu Nguyên Hải lại nói. Thái độ của Bí Thư Trần rất ba phải, tuy là hôm nay hoãn lại buổi tiệc tiếp đón này, xem như cho Hạ Tưởng chút mặt mũi. Nhưng việc tỉnh ủy chọn khách sạn trọng điểm, cho dù Hạ Tưởng có nói gì, chắc chắn Bí Thư Trần cũng không vì hắn mà làm ẩu. Nhâm Sương cả mặt u sầu.
Hạ Tường tỏ rõ là muốn ức hiếp tôi. Nói được một nửa, cánh cửa vang lên, một người đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một chén rượu. Người này bộ dáng tai to mặt lớn, đi thẳng người, chắc chắn gã không thể nhìn thấy mũi chân của chính gã. Gã cười ha hả đem rượu đặt trên mặt bàn. Chú Khang, chú Mưu, nếm thử một chút, rượu Mao Đài 20 năm chân quý của tôi. Tiểu tử, còn có rượu Mao Đài 20 năm, sao ba lại không biết? Bình thường cũng không thèm lấy ra hiếu kính với ba, giờ thấy chú Khang và chú Mưu đến đây, con liền đem rượu quý ra mời. Nhâm Sương cười mắng. Ba cũng biết hiện giờ rượu Mao Đài quý như thế nào, toàn cho mấy người uống rượu giá cao, hiện giờ giá cả tăng lên mấy lần, cung còn không đủ cầu. Bình Mao Đài này của con có thể mua được một chiếc xe, nói giá cho ba còn lâu mới uống. Cho nên con mới mượn chú Khang và chú Mưu, tìm một cơ hội dụ dỗ ba uống. Người đến đúng là Tổng Giám Đốc Khách Sạn Hoàng Gia Nhâm Hải Bảo. Chuyện lúc nãy con ở trên tầng cũng thấy rồi, Hạ Tưởng đúng là không có đầu óc, hắn đã muốn có quà. Ngày mai con sẽ cử người đi tặng hắn ít quà, nhất định không có việc gì. Nhâm Hải Bảo đã có chủ ý từ sớm, để bình rượu Mao Đài lên bàn, xoay người ra ngoài. Nhâm Sương nghĩ một lúc, hỏi ý kiến của Khang Hiếu và Mưu Nguyên Hải. Hải Bảo nói vậy có lý không? Khang Hiếu không dám khẳng định. Có thể đúng, cũng không rõ được. Hạ Tưởng biết quan hệ giữa anh và Hải Bảo, điều này không khó. Nhưng hắn có biết quan hệ giữa Hải Bảo và Ngô Công Tử hay không, điều này khó mà nói được. Cho nên, chuyện ngày hôm nay, không thể nhìn một cách riêng lẻ được, phải liên hệ với hành động chuyên nghiệp do Bí Thư Trần sắp xếp. Tôi nghe nói cách làm việc của Hạ Tưởng, vô cùng thủ đoạn, một vòng chụp một vòng, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhâm Sương căng thẳng hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngưu Nguyên Hải uống một ngụm Mao Đài rồi bình phẩm. Rượu ngon, quả thực là rượu ngon. Nhưng mà với tôi, cho dù là rượu ngon, cũng không thể có giá bằng một chiếc ô tô được, toàn là do loạn đầu cơ mà ra. Nói xong chuyện rượu, lại nói đến chính sự. Rượu là thứ tốt, cũng là thứ canh mê hồn. Đối phó với Hạ Tưởng, phải tiên hạ thủ vi cường. Bentley đều báo hỏng rồi. Chuyện hôm nay lại không thể thực hiện được, làm sao mà lại thiên hạ thủ vi cường được nữa. Nhâm Sương hơi hơi uể oải. Cứng rắn không được, thì phải mềm mại, phải vừa đấm vừa xoa. Ngưu Nguyên Hải lại uống một ngụm Mao Đài. Cứ rót cho Hạ Tưởng thật nhiều canh mê hồn này vào, hắn nhất định sẽ lơ mơ. Mà hắn lại là người phương Bắc, vào đến phía Nam này, sợ là chưa được thấy em gái phương Nam tươi ngon mọng nước, người trẻ tuổi mà. Uống rượu mơ hồ rồi, nhất định say sưa mơ màng. Nhâm Sương gật đầu. Thử một lần xem sao. Lại nghĩ tới một việc, sắc mặt liền thay đổi. Tôi có nghe nói, vụ án tham ô lớn ở thành phố Hồng Hoa, còn có khả năng tiếp tục điều tra sâu thêm. Lúc Hạ Tưởng còn đang đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tương, thủ đoạn thật sự rất độc ác, bây giờ hắn là phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Hai người nói xem hành động chuyên nghiệp lần này có phải chỉ là đạn gây khói thôi không, còn mục đích thực sự là muốn. Khang Hiếu và Mưu Nguyên Hải liếc mắt với nhau, bỗng nhiên biến sắc, có lẽ đúng là thế thật. Nói Hạ Tưởng chưa từng thấy qua con gái phương Nam, Mưu Nguyên Hải quả thật quá tự tin rồi. Tuy rằng các cô gái của Hạ Tưởng, quả thực phần lớn là đến từ phương Bắc, nhưng cũng có những cô gái rất xinh đẹp đến từ vùng sông nước Giang Nam, sự xinh đẹp và trong sáng của các cô. Không cô gái nào ở lĩnh Nam có thể so sánh được. Lúc này, Hạ Tưởng đang cùng những cô gái xinh đẹp và trong sáng này cùng một chỗ. Khi cùng dùng bữa với Mễ Kỳ Hỏa, Hạ Tưởng và ông ta trao đổi rất nhiều quan điểm với nhau. Đối với chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, Mễ Kỳ Hỏa không tiện nhắc lại, bởi vì ông ta chắc chắn một điều là giữa Hạ Tưởng và Trần Hạo Thiên có thỏa thuận ngầm gì đó, là chuyện giữa Hạ Tưởng và Trần Hạo Thiên, ông ta không tiện hỏi nhiều. Sau khi tạm biệt Mễ Kỳ Hỏa, Hạ Tưởng vừa mới cho Đường Thiên Vân về nghỉ, một mình về nhà đang muốn nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Nghiêm Tiểu thì một mình lặng lẽ đến Dương Thành, đang nghỉ tại Sơn Trang Bạch Vân. Tối nay Cố Nhân có đến hay không? Nghiêm Tiểu thì đầy thâm ý mời mọc. Là một trong những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời Hạ Tưởng, Nghiêm Tiểu thì luôn xuất hiện bất ngờ ở thời điểm Hạ Tưởng cần nhất, tấm lòng và tâm tư của cô cũng là nguyên do khiến Hạ Tưởng vẫn vướng bận trong lòng. Lúc chạy tới khách sạn mà Nghiêm Tiểu thì nghỉ lại, thì đã là hơn 10 giờ tối, người đẹp Nghiêm Tiểu thì sau khi tắm xong, xinh đẹp như hoa,
vừa thấy Hạ Tưởng liền nhào vào trong lòng ngực hắn, thì thầm nói nhỏ. Tôi nhớ anh. Đêm mùa xuân say mê, ôm người đẹp thơm ngát, mỗi một người đàn ông bề ngoài dáng vẻ kiên cường, đều có trái tim yếu mềm, Hạ Tưởng muốn tan vào. Sau khi hòa tan qua đi, Hạ Tưởng mới biết được thì ra Nghiêm Tiểu thì là từ thành phố Lỗ đến đây. Hơn nữa Nghiêm Tiểu thì còn mang đến một tin tức kinh người ở tỉnh ủy tỉnh Tề. Sở dĩ nói là kinh người, là từ góc độ của Nghiêm Tiểu thì cho ra kết luận, khiến ý nghĩ của Hạ Tưởng càng rộng mở hơn. Việc ở tỉnh Tề sẽ tạo thành đòn tấn công trực tiếp đối với hành động chuyên nghiệp ở lĩnh Nam. Nghiêm Tiểu thì đến tỉnh Tề là vì thanh toán một khoản cuối cùng trong điều khoản của công trình nhà khách của tỉnh ủy. Bởi vì Hạ Tưởng không còn ở tỉnh Tề, mà cô đối với tỉnh Tề cũng đã không còn hứng thú nữa, nên cũng không định tiếp tục đầu tư ở đây nữa. Thời kỳ Hạ Tưởng còn ở tỉnh Tề, lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng có ở khắp mọi nơi. Công trình của Nghiêm Tiểu thì, trước kia là do Lý Đinh Sơn phụ trách, sau đó lại chuyển đến Lý Vinh Thăng, hiện tại Lý Vinh Thăng đã được thăng chức làm chủ tịch tỉnh, thì lại do Chu Vũ Huyên tiếp nhận. Trước kia cho dù là ai tiếp nhận, Nghiêm Tiểu thì đến thanh toán, đều rất thuận lợi, không có ai gây cản trở. Bởi vì người sáng suốt đều rõ ràng Nghiêm Tiểu thì có thể trực tiếp tiếp nhận được công trình từ trong tay Lý Đinh Sơn. Liên tưởng đến những việc Nghiêm Tiểu thì từng làm ở thành phố Yến, mà Lý Đinh Sơn lại là người của thành phố Yến, đều hiểu rõ được mắc xích trong đó. Mọi người đều bật đèn xanh cũng không phải vì kính sợ Lý Đinh Sơn, mà là kính trọng mối quan hệ chặt chẽ giữa Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng. Hiện tại Hạ Tưởng đã rời khỏi tỉnh Tề. Người thông minh trong lòng đều biết lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng ở tỉnh Tề vẫn còn rất lớn, bên trong bộ máy tỉnh ủy, nơi nào cũng đều có thể thấy được bóng dáng của Hạ Tưởng. Nhưng trên thế giới này có người thông minh thì cũng có người ngu ngốc, lại có những người mắt mù muốn gây khó dễ cho Nghiêm Tiểu thì, không chỉ gây khó dễ cho khoản thanh toán, còn có chủ ý với thân thể Nghiêm Tiểu thì. Không có cách khác, ai bảo Nghiêm Tiểu thì rất đẹp. Người không có mắt này, tên là Phan Đắc Thế. Thật ra Phan Đắc Thế bộ dạng cũng không tồi, tướng mạo oai phong, so với các nhân vật phản diện nhất định là phải xấu xí trong ấn tượng của mọi người thì không giống chút nào, ít nhất thì y cũng được coi là đạo mạo trang nghiêm. Cho nên y cho rằng với quyền lực trong tay y, nếu y nhất định không phê chuẩn, Nghiêm Tiểu thì chắc chắn không thể hoàn thành được bước cuối cùng, khoản tiền hơn 40.000 tệ, hơn nữa còn là thể diện, hơi có ám chỉ một chút, sẽ khiến Nghiêm Tiểu thì tự động nhào vào lòng y. Phụ nữ mà. Kỳ thực cũng giống như đàn ông thôi, yêu cái đẹp yêu tiền tài. Hơn nữa Phan Đắc Thế cảm thấy chủ tịch tỉnh Lý Đinh Sơn không còn là một vị chủ tịch tỉnh quyền lực, mà Hạ Tưởng đã đến lĩnh Nam rồi, còn ai làm chỗ dựa cho Nghiêm Tiểu thì nữa. Chủ yếu cũng là do eo nhỏ duyên dáng của Nghiêm Tiểu thì khiến y thèm nhỏ dãi, muốn đứng lên vồ lấy, đem Nghiêm Tiểu thì xử lý một phen, còn muốn dùng đôi bàn tay to của y đo xem eo của Nghiêm Tiểu thì rốt cuộc nhỏ như thế nào. T, R, U. I-E-N-I-I-C-O-M. Rượu làm kẻ nhát gan thêm can đảm, sắc làm kẻ ngu dốt thêm lớn mật, Phan Đắc Thế là một kẻ dại gái. Khi y ngầm đưa ra ám chỉ với Nghiêm Tiểu thì không chút do dự đáp ứng, thậm chí còn bắn một cái nhìn quyến rũ về phía Phan Đắc Thế, đồng thời hẹn thời gian và địa điểm. Phan Đắc Thế vui đến mức không kìm nén được, sau khi tan tầm giày công chăm chút cho cách ăn mặc, vui vẻ đi đến chỗ hẹn. Không ngờ sau khi đến thì phát hiện cùng y ăn bữa tối không phải là Nghiêm Tiểu thì, mà là một người phụ nữ phong trần. Người phụ nữ phong trần này ăn mặc trang điểm rất lộng lẫy, hơn nữa còn gợi cảm mê người, tuy rằng Phan Đắc Thế buồn bực vì bị Nghiêm Tiểu thì đùa giỡn, nhưng y cũng không chống lại được sự xinh đẹp của người phụ nữ phong trần này, say rượu và hòa tan. Kết quả ngày hôm sau hình ảnh lõa thể của Phan Đắc Thế đã xuất hiện tại bàn làm việc của lãnh đạo tỉnh ủy. Lẽ ra mọi chuyện đến đó là kết thúc, Phan Đắc Thế kết thúc cuộc chơi của mình, Nghiêm Tiểu thì có thể tự nhiên rời khỏi tỉnh Tề, nhưng mọi chuyện lại thường có chỗ ngoài dự đoán của mọi người, việc của Phan Đắc Thế rơi vào tay của Chu Vũ Huyên, sống hay chết toàn bộ chỉ dựa vào một câu nói của Chu Vũ Huyên. Chu Vũ Huyên giận tím mặt, thông qua con đường nào đó biết được Phan Đắc Thế lại dám có chủ ý với Nghiêm Tiểu thì, lửa giận ngút trời, lập tức thảo luận ý kiến xử lý, đồng thời khai trừ công chức và đảng viên của y. Hậu quả của hai việc này rất nghiêm trọng, khiến cho Phan Đắc Thế kiếp này không thể nào có được quyền lực lần nữa, tương đương với việc hoàn toàn cách biệt với chốn quan trường. Phan Đắc Thế nóng nảy, chạy đến chỗ Chu Vũ Huyên xin tha. Chu Vũ Huyên là ai? Là phe chính của Hạ Tưởng, đồng ý giơ cao mới đánh khẽ mới là lạ. Phan Đắc Thế vô cùng tức giận,
nói ra một câu khiến Chu Vũ Huyên chấn động. Phó Chủ tịch tỉnh Chu, người trong nhà đừng có chỉnh nhau. Tôi nói cho anh biết, tôi là người của Hà Giang Hải. Hà Giang Hải nói không chừng sắp trở thành Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh, đến lúc đó mặt mũi sẽ rất khó xem đấy. Hà Giang Hải đang âm thầm vận động cho vị trí Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh. Chu Vũ Huyên giật mình kinh hãi. Tần Khản đang đi nghỉ phép, quyết định xử lý gã của Trung ương còn chưa được công bố ra, nhưng có thể khẳng định một điều, Phó Chủ tịch tỉnh Tần đã trở thành quá khứ rồi. Về phần ai sẽ gánh vác trách nhiệm làm Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, hiện tại một chút tin tức cũng không có, không ngờ, quả thực không ngờ tới, Hà Giang Hải mới làm thay Phó Bí Thư Hạ âm thầm làm một vài việc, mà trong lòng đã cháy lên lửa tức giận. Hà Giang Hải lòng lang dạ thú, không thể tin tưởng, lại càng không thể trọng dụng, đây là nhận định của Chu Vũ Huyên về Hà Giang Hải. Nhưng lời nói xuất phát từ miệng của Phan Đắc Thế, thật giả như thế nào, khó mà nói được. Nếu đem nguyên những lời này của Phan Đắc Thế trực tiếp báo cáo cho Phó Bí Thư Hạ, nếu chẳng may là Phan Đắc Thế ăn nói lung tung, lại tùy tiện báo cáo lại, thì có vẻ như gã chỉ là một kẻ mới nghe mấy lời đồn đại đã tin là sự thật. Nhưng nếu không báo cáo lại cho Phó Bí Thư Hạ, nếu chẳng may là thực, sau này chuyện xảy ra, cũng sẽ khiến Phó Bí Thư Hạ coi thường gã, cho rằng gã không làm gì được ở tỉnh Tề. Làm sao bây giờ? Chu Vũ Huyên vô cùng khó xử, bỗng nảy ra một ý hay, đúng. Nhờ Nghiêm Tiểu thì báo cáo thay, nửa là chính thức nửa là tin đồn, chỉ cần để Phó Bí Thư Hạ nghe được tin tức là được. Còn việc Phó Bí Thư Hạ định đoạt như thế nào, tin tưởng với sự nhìn xa trông rộng của Phó Bí Thư Hạ, có thể phán đoán được. Nghe Nghiêm Tiểu thì kể lại xong, Hạ Tưởng thật lâu không nói gì. Trong lòng Hạ Tưởng rất rõ hành động chuyên nghiệp ở lĩnh Nam, nhìn từ bên ngoài, có hai tầng ý nghĩa, thứ nhất là vì danh tiếng, thứ hai là vì thành tích. Về phần hàm nghĩa ẩn sâu bên trong, hắn không tiện đoán, nhưng khẳng định là có. Lĩnh Nam không thể so được với tỉnh Tề, bởi vì bí thư tỉnh ủy lĩnh Nam là người lãnh đạo cấp quốc gia, hành động chuyên nghiệp quan trọng của Trần Hạo Thiên, nhất định trước đó đã được lãnh đạo Trung ương gật đầu chấp thuận. So sánh với thế lực địa phương lớn mạnh của tỉnh Tề, thế lực địa phương của lĩnh Nam cũng lớn mạnh giống như vậy. Chỉ có điều thế lực địa phương lớn mạnh của tỉnh Tề là lộ ra ngoài, dám đối kháng trực tiếp với Trung ương. Còn thế lực địa phương của lĩnh Nam thì âm thầm liên hợp, hành động bí mật, làm người ta khó lòng phòng bị. Thành tích lớn nhất của Hạ Tưởng ở tỉnh Tề chính là giữ gìn sự yên ổn đoàn kết của tỉnh Tề, bảo vệ cho sự phát triển kinh tế ở tỉnh Tề. Trước khi rời đi, còn phân rẽ sự thống nhất chặt chẽ giữa các thế lực địa phương trong tỉnh. Theo Hạ Tưởng tự phỏng đoán, hành động chuyên nghiệp của Trần Hạo Thiên, bề ngoài là vì danh tiếng và thành tích. Ngoài ra, chính là muốn đưa ra một đòn đánh thật mạnh đối với thế lực địa phương ở lĩnh Nam. Quả thực, ở mỗi địa phương đều có thế lực địa phương tồn tại, quan niệm đồng hương và chủ nghĩa bảo vệ địa phương, là một thực tế không thể ngăn chặn được. Cũng không thể nói hễ là thế lực địa phương thì cần phải ra tay đả kích, chỉ khi thế lực địa phương đạt tới độ cao đủ để ảnh hưởng tới tình hình tổng thể của thành phố, của tỉnh, thậm chí còn chi phối và thao túng phương châm và kế hoạch lâu dài của thành phố, của tỉnh, thì khi ấy nhất định phải ra tay can thiệp. Lấy ví dụ ở tỉnh Lĩnh Nam, một nữ thị trưởng nào đó, từ lúc phát triển đến lúc đạt được thành tựu, vẫn không rời khỏi địa phương, ở trong nước đây là trường hợp đặc biệt độc nhất vô nhị, mà trước khi Trần Hạo Thiên đến nhậm chức, tỉnh ủy muốn sắp xếp bí thư thành ủy xuống phía dưới, phải nhận được sự đồng ý của cô. Tùy ý để địa phương nỗ lực phát triển, cuối cùng khi quá lớn mạnh rồi, thì sẽ xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm. Cho dù Mỹ được xưng là đất nước dân chủ nhất, các châu mặc dù có quyền tự chủ cực kỳ rộng rãi, nhưng có một điều kiện tiên quyết là, tất cả các chính sách và quyết định của các châu không thể xung đột với hiến pháp của liên bang. Ở bên trong thì có đối thủ trốn ở chỗ tối, ở bên ngoài thì lại có tình hình chính trị thường xuyên thay đổi. Hạ Tưởng tuy vừa mới đến lĩnh Nam không lâu, nhưng cũng đã cảm nhận được sâu sắc khí hậu của lĩnh Nam, quả nhiên là phức tạp và hay thay đổi. Đấy là còn chưa đề cập đến các thế lực đối địch luôn như hổ rình mồi ở quân khu Dương Thành. Khi đánh một ván cuối cùng ở tỉnh Tề, Hạ Tưởng mượn tay Hà Giang Hải tiêu diệt Trình Tại Thuật, âm thầm bồi dưỡng phát triển thế lực của Hà Giang Hải lớn hơn, như người ta nói là mượn đao giết người. Nhưng xuất phát từ góc độ chính trị, thì đây chính là phiên bản người Tề trị người Tề. Nhưng có một điều, ngay từ đầu Hạ Tưởng cũng không muốn tiêu diệt một Trình Tại Thuận rồi lại bồi dưỡng nên một Hà Giang Hải. Đương nhiên, lại càng không có ý ủng hộ Hà Giang Hải tái tranh cử chức phó chủ tịch thường trực tỉnh. Không ngờ,
Hà Giang Hải sau khi nhấm nháp được ma lực của quyền lực, cho tàn lại cháy, lại muốn quay lại tỉnh ủy, còn nhìn chòng chọc vào vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh. Nói gã si tâm vọng tưởng là còn nhẹ, phải nói là gã không biết lượng sức mới càng chuẩn xác. Hạ Tường tin tưởng những lời Phan Đắc Thế nói là sự thật, bởi vì hắn hiểu rõ Hà Giang Hải. Hạ Tường tuy là người tốt, nhưng cũng không phải là tốt đến không có giới hạn. Lúc trước khi trọng dụng Hà Giang Hải, hắn cũng đã nghĩ tới chuyện nếu chẳng may lòng tham của Hà Giang Hải không đủ, rắn muốn nuốt voi, có những vọng tưởng không thực tế, hắn phải có thủ đoạn tương ứng đem bóp chết. Có đôi khi, một đao chém lừa không phải là do chủ nhân vô tình, mà là do con lừa tự ỷ vào công lao lao động vất vả, sinh ra ảo tưởng không thực tế, cho rằng con lừa có thể biến thành con ngựa, sau đó một bước lên mây, ngựa lại hóa rồng, vút bay lên trời. Hạ Tường bất đắc dĩ lắc đầu, thực xin lỗi Hà Giang Hải, đừng trách tôi quá độc ác với anh, thật sự là anh đã vượt quá giới hạn rồi. Vị trí phó chủ tịch thường vụ tỉnh cũng không phải là để cho anh, suy nghĩ của anh đã sai rồi, lại còn dám âm thầm hành động. Hạ Tường lấy điện thoại gọi cho Ngô Thiên Tiếu. Thiên Tiếu, chuyện lần trước tôi nói với cậu, có thể bắt đầu rồi. Mấy ngày qua, Ngô Thiên Tiếu vẫn muốn gọi điện thoại thăm hỏi Hạ Tường một chút, lại e sợ phó bí thư Hạ quá bận, cậu ta gọi điện thoại tới sẽ thêm phiền, giờ đột nhiên lại nhận được điện thoại do phó bí thư Hạ đích thân gọi tới, cậu ta vui đến mức không tự chủ được. Lại được nghe âm thanh thân thiết và mệnh lệnh kiên định của phó bí thư Hạ, Ngô Thiên Tiếu lập tức đồng ý. Vâng, phó bí thư Hạ cứ yên tâm, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Một cuộc điện thoại của Hạ Tường, lại một lần nữa đem tình hình của tỉnh Tề di chuyển một bước đáng kể hơn nữa về phía trước, khiến cục diện tạm thời lâm vào bế tắc của tỉnh Tề, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, càng làm cho sự chia rẽ và tổ chức lại giữa những lực lượng địa phương của tỉnh Tề, càng bị trầm trọng hơn. Đồng thời trực tiếp dẫn đến sự tấn công không thể xem nhẹ đối với hành động chuyên nghiệp ở lĩnh Nam. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tường vừa tiến vào văn phòng, Đường Thiên Vân đã đệ trình lên một phần tài liệu. Phó Bí Thư Hạ, tôi sắp xếp lại một ít tư liệu, mời anh xem qua. Chỉ nói là tư liệu nhưng không nói rõ tư liệu về cái gì, Hạ Tưởng có chút nghi hoặc liếc nhìn Đường Thiên Vân một cái, Đường Thiên Vân chỉ là không mất cung kính mà cười, cũng không giải thích hơn nữa, mà đi rót một chén trà nóng. Hạ Tưởng ngồi xuống, trước tiên uống một ngụm trà, định thần lại một chút, nhìn tư liệu trong tay. Chỉ nhìn vài lần, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn lại vài lần nữa. Trong lòng không khỏi căng thẳng, thầm kêu một tiếng. Được, Đường Thiên Vân này quá được. Nếu nói cử chỉ âm thầm báo cáo với Trần Hạo Thiên ngày hôm qua của Đường Thiên Vân khiến Hạ Tưởng đối với cậu ta xem trọng hơn một chút, thì tài liệu ngày hôm nay lại càng làm cho Hạ Tưởng phải nhìn Đường Thiên Vân với cặp mắt khác xưa. Hiện giờ Hạ Tưởng mới tin phục ánh mắt của Trần Hạo Thiên, chọn lựa cho hắn một thư ký trầm mặc ít lời, không những làm việc nhanh chóng, mà còn biết phòng ngừa trước một bước. Hắn khát nước. Đường Thiên Vân sẽ đưa nước trà lên. Hắn cần chứng cớ, Đường Thiên Vân liền đúng lúc đệ trình tài liệu lên. Hạ Tưởng không hề do dự, lập tức đứng dậy, cầm lấy tài liệu đi tới văn phòng Trần Hạo Thiên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ đạp đổ thế cờ rồi. Cử chỉ cứng rắn của Hạ Tưởng tối qua hôm, bề ngoài thì tất cả đã qua, hết thảy đều gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế lại tạo thành ảnh hưởng đối với thế cục ở tỉnh ủy lĩnh Nam. Cũng giống như sóng gợn vậy. Một vòng lại một vòng lan rộng ra ngoài, không biết khi nào, dưới thúc đẩy của ngoại lực, sẽ dẫn tới sóng lớn. Ngày hôm nay đến làm việc, bên trong tỉnh ủy liền xuất hiện không ít tình trạng khác thường. Không giống như thường ngày, các lãnh đạo tỉnh ủy đều bận rộn với công việc của riêng mình, hôm nay, không ít lãnh đạo tỉnh ủy vừa mới tiến vào văn phòng đã đứng dậy đi ra ngoài mà không thông báo cho thư ký lẫn lái xe, hiển nhiên là không phải đi ra ngoài, mà cũng không đi xa. Vậy chỉ có một khả năng, bọn họ là đi gặp mặt lẫn nhau. Đừng tưởng rằng lãnh đạo tỉnh ủy sẽ không đi gặp mặt lẫn nhau, nhiều lúc, bọn họ cũng sẽ giống như người bình thường, tụm năm tụm ba ngồi cùng một chỗ bàn tán chuyện, điều kiện tiên quyết là, bọn họ cảm thấy có hứng thú với cùng một chủ đề. Rõ ràng, hôm nay tất cả mọi người đều cảm thấy có hứng thú với cùng một chủ đề, cho nên mới khiến tỉnh ủy sáng sớm hôm nay, có vẻ vô cùng kỳ lạ. Chỉ Bình Phàm và Lâm Song Bồng đều quay lại thành ủy của mình, Trần Hạo Thiên chỉ tuyên bố buổi tiệc tiếp đãi hoãn lại, nhưng cũng không nói rõ là đến ngày nào, dù sao thì cũng không thể vì buổi tiệc này mà vẫn ở lại chờ đợi, hai người đều là nhân vật số một của thành phố. Khang Hiếu sáng sớm đã ra khỏi văn phòng, đến văn phòng trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Thi Anh,
lấy cớ nói chuyện phiếm, nói về chuyện tối ngày hôm qua. Trưởng ban Ti, anh nói xem, cách làm hôm qua của Phó Bí Thư Hạ, có phải hơi quá đáng hay không? Hắn vừa mới tới, không hỏi nguyên nhân rõ ràng, chỉ một câu đã muốn bãi bỏ tư cách địa điểm xác định của khách sạn Hoàng gia, cũng quá vượt quyền rồi. Vẻ mặt Ti anh không còn cứng nhắc giống như trên hội nghị thường vụ, tủm tỉm cười nói. Nói đúng lắm, suy cho cùng cũng là thanh niên mà tính khí nông nổi, không biết đè nén tức giận xuống. Hắn muốn hủy bỏ là hủy bỏ, vậy thể diện của Bí Thư Trần để ở chỗ nào chứ? Trưởng ban Ti, nếu có cuộc họp thảo luận về chuyện ở khách sạn Hoàng gia, anh phải đứng ra bảo vệ lẽ phải. Khang Hiếu nêu ra mục đích chính. Nhất định, nhất định rồi. Mặc kệ Khang Hiếu nói cái gì, Ti Anh đều trả lời rất được. Khang Hiếu tìm đến chỗ Ti Anh nói chuyện, còn Ngưu Nguyên Hải thì lại đến văn phòng của trưởng ban tổ chức cán bộ Trì Vĩnh Lệ. Ban đầu ông ta định đến văn phòng của Trì Bình Phàm và Lâm Song Bồng trước, không ngờ sáng sớm hai người đã đi ra ngoài, không cho ông ta thời gian. Cũng không biết là cố ý hay là trùng hợp mà khi gõ mở cửa phòng làm việc của Trì Vĩnh Lệ, thì Trì Vĩnh Lệ đang sắp xếp tài liệu. Phó Bí Thư Ngưu có việc gì sao? Có chuyện quan trọng thì nói nhanh đi, nếu không quan trọng thì chờ tôi quay lại, tôi muốn báo cáo một chút về công tác nhân sự với Phó Bí Thư Hạ trước đã. Trì Vĩnh Lệ là người chân thật ăn ngay nói thẳng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ngưu Nguyên Hải một cái, lại cúi đầu tay chân lanh lẹ thu thập một số thứ trên bàn. Nói là quan trọng cũng không phải, mà nói là không quan trọng thì cũng không phải. Ngưu Nguyên Hải hơi kéo dài âm điệu, lại thấy Trì Vĩnh Lệ cúi đầu nhìn ông ta với ánh mắt không kiên nhẫn. Vội nói đến chủ đề chính. Chính là tối hôm qua Phó Bí Thư Hạ ở trước mặt một đám người nói muốn hủy bỏ tư cách địa điểm xác định của khách sạn Hoàng gia, tôi muốn nói là nếu Phó Bí Thư Trần trưng cầu ý kiến của mọi người, hy vọng trưởng ban Trì nói lời công bằng cho. Chỉ có chuyện đó. Trì Vĩnh Lệ thu thập đồ đạc xong, như cười như không liếc mắt nhìn Ngưu Nguyên Hải một cái. Nói xong rồi, nói xong thì tôi phải đi báo cáo công việc. Đi theo Trì Vĩnh Lệ ra khỏi văn phòng. Nhìn bóng dáng Trì Vĩnh Lệ dần biến mất ở cầu thang, Ngưu Nguyên Hải nhất thời thất thần, không rõ lập trường của Trì Vĩnh Lệ là như thế nào. Ngay lúc Khang Hiếu và Ngưu Nguyên Hải đang đi lại khắp mọi nơi, thì Hạ Tưởng lại không đi đâu cả, hắn vẫn an ổn ngồi ở văn phòng của Trần Hạo Thiên, báo cáo với Trần Hạo Thiên về hành động và sắp xếp của hắn đối với đối phương. Trần Hạo Thiên nghe xong liên tục gật đầu, trịnh trọng nói. Phó Bí Thư Hạ, tôi không nhìn lầm cậu. Cậu hiểu rõ tinh thần của tỉnh ủy và trung ương. Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, ở trung ương, Hạ Tưởng được Cổ Thu thật chăm sóc, ở tỉnh ủy lại có Mễ Kỳ Hỏa dẫn đường, không thể nghi ngờ là mọi chuyện sẽ được suy xét chu đáo. Trần Hạo Thiên lại nghĩ sai về Hạ Tưởng rồi, Hạ Tưởng vừa không hỏi thăm Cổ Thu thật về việc trung ương bố trí công tác ở lĩnh Nam, cũng không hỏi Mễ Kỳ Hỏa về ý nghĩa đằng sau của hành động chuyên nghiệp của tỉnh ủy, hắn hoàn toàn là dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân. Theo ý của tôi thì, hành động chuyên nghiệp hiện đang ở giai đoạn chuẩn bị, phải đợi ít nhất một tuần sau mới chính thức thành lập tổ lãnh đạo hành động chuyên nghiệp được. Trong vòng một tuần, phải để ý rõ ràng mọi công tác cả trong lẫn ngoài, thực không dễ dàng, Hạ Tưởng, cậu chịu vất vả một chút. Trần Hạo Thiên quả thực đặt kỳ vọng rất cao ở Hạ Tưởng. Ngày mai tôi muốn đến Bắc Kinh một chuyến, các công tác lớn ở tỉnh ủy, đều do Kỳ Hỏa chủ trì, nhưng công việc hàng ngày, vẫn đó cậu phụ trách. Bí Thư Trần, theo quan điểm của tôi là, trong thời gian chuẩn bị, phải nắm được một bước đột phá trước, khi tiểu tổ hành động chuyên nghiệp chính thức thành lập là lúc đạt được kết quả ngay lập tức. Hạ Tưởng tung ra mồi lửa. Trần Hạo Thiên, ồ, một tiếng. Cậu vừa mới tới, dù sao cũng cần có một thời kỳ để thích ứng. Chưa gì đã dùng toàn lực để làm việc, tôi sợ ông cụ Ngô sẽ mắng tôi, nói tôi không biết trân trọng cậu. Hạ Tưởng hiểu đây là phương pháp cầm cố thao túng của Trần Hạo Thiên, mỉm cười. Bí Thư Trần, tôi được thuyên chuyển đến lĩnh Nam là để dùng toàn lực mà làm việc, chứ không phải là đến đây để nghỉ phép. Anh yên tâm, ông cụ Ngô cũng không phải là người không biết điều, ông ấy rất thích anh. Uy thế còn lại của ông cụ Ngô vẫn còn rất mạnh mẽ rộng khắp, đối với việc Trần Hạo Thiên gia nhập thường vụ vẫn có quyền phát ngôn tuyệt đối. Hơn nữa, cho dù là Trần Hạo Thiên có thể gia nhập thường vụ, nhìn thấy ông cụ Ngô, vẫn phải vô cùng cung kính. Trần Hạo Thiên mỉm cười. Bước đột phá ở chỗ nào? Hạ Tưởng liền đệ trình tài liệu lên ngay lập tức. Khách sạn Hoàng gia. Nửa giờ sau, Hạ Tưởng quay lại phòng làm việc,
Chỉ Vĩnh Lệ đã chờ từ lâu rồi. Chỉ Vĩnh Lệ có là ý tứ, cứ không đi, cứ muốn chờ Hạ Tưởng quay lại. Thực ra văn phòng của bà cũng chỉ cách phòng làm việc của Hạ Tưởng có vài bước. Hạ Tưởng đối với Chỉ Vĩnh Lệ thì vô cùng khách khí. Trưởng ban Trì, ngại quá để cô đợi lâu, vừa mới báo cáo công việc với bí thư Trần, vô tình quên mất thời gian. Hạ Tưởng cũng không có ý khoe khoang gì cả, chỉ là có sao nói vậy, nhưng khi vào tai Chỉ Vĩnh Lệ thì lại có mùi vị khác, bởi vì người bình thường khi báo cáo công tác với bí thư tỉnh ủy, đều có giới hạn thời gian, cơ bản đều là ngắn hơn so với thời gian đã định. Một khi dài hơn so với thời gian đã định, sẽ cho thấy là báo cáo công tác có hiệu quả rất tốt, được lãnh đạo đứng đầu tín nhiệm. Trong đầu Chỉ Vĩnh Lệ nhanh chóng suy nghĩ, vẻ mặt chân thành tươi cười. Phó bí thư Hạ khách khí rồi, báo cáo công tác với lãnh đạo, đương nhiên cần phải có thái độ nghiêm chỉnh. Hạ Tưởng mời Chỉ Vĩnh Lệ ngồi xuống, lại tự mình rót cho bà một chén trà. Chỉ Vĩnh Lệ nhận lấy chén trà, cảm ơn Hạ Tưởng, ánh mắt dừng ở trên cây thu hải đường, ngạc nhiên nói. Phó bí thư Hạ cũng thích thu hải đường sao? Phải, nói vậy, trưởng ban Chỉ cũng thích thu hải đường. Hạ Tưởng không trả lời, mà hỏi lại một câu. Thích, không chỉ thích, mà còn là ham mê lớn nhất của tôi. Trong văn phòng của tôi cũng trồng một cây, trong nhà thì có hai cây, bình thường lúc rảnh rỗi, tôi rất hay chăm sóc chúng. Đặt chén trà xuống, Chỉ Vĩnh Lệ dạo một vòng xung quanh cây thu hải đường của Hạ Tưởng, khen ngợi không ngớt. Được, chăm sóc rất tốt, không ngờ phó bí thư Hạ tuổi còn trẻ, lại có tâm tình chăm sóc cây, hiếm thấy, thật sự hiếm thấy. Lần tiếp xúc chính thức đầu tiên giữa Hạ Tưởng và Chỉ Vĩnh Lệ, tán gẫu so với báo cáo công tác chính thức quan trọng hơn, bởi vì nó là thử nghiệm tiếp xúc lẫn nhau đầu tiên giữa hai bên. Chỉ Vĩnh Lệ vô cùng thích thú, rất có hứng thú nói chuyện, ít nhất thì biểu lộ ban đầu không tồi, chứng tỏ bà có ý tiếp cận Hạ Tưởng. Lại thảo luận một lúc về việc chăm sóc cây, Hạ Tưởng vô tình nói một câu. Tôi cũng không biết là ai cố ý đưa đặt vào văn phòng tôi cây thu hải đường này. Tuy nhiên phải nói thực là, thật đúng cảnh đẹp ý vui. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt Hạ Tưởng cố ý dừng lại trên mặt Chỉ Vĩnh Lệ một lúc. Vẻ mặt Chỉ Vĩnh Lệ vẫn bình tĩnh, không có chút bối rối nào cả. Có thể là do phòng hành chính tùy ý chọn một chậu. Lời này đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, làm cán bộ trưởng ban tổ chức, Chỉ Vĩnh Lệ nhất định biết rõ tìm hiểu tâm lý lãnh đạo là vô cùng quan trọng, tùy tiện chọn một chậu hoa chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu chẳng may đúng lúc lại đụng phải kiêng kỵ của lãnh đạo, chọn một chậu hoa lãnh đạo không thích nhất, chính là phiền toái. Hạ Tưởng cũng không nói nhiều nữa, liền nói chuyện chính sự với Chỉ Vĩnh Lệ. Chỉ Vĩnh Lệ là tới báo cáo bổ nhiệm nhân sự cho một vị trí. Thật không may, đúng là bổ nhiệm nhân sự ở thành phố Hồng Hoa, là bí thư thành ủy Hồng Hoa đã đến tuổi, sắp nghỉ hưu, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chọn ra vài ứng cử viên, phải báo cáo cho hội nghị thường vụ để thảo luận. Nhưng mà trước tiên, phải được sự đồng ý của Hạ Tưởng mới được. Phó bí thư tỉnh ủy có quyền hạn to lớn, nắm rất nhiều thứ trong tay. Trong lòng Hạ Tưởng khẽ động, ở các vụ án chống tham nhũng lớn ở thành phố Hồng Hoa lại có thể mở ra một bước đột phá nữa, như vậy việc bổ nhiệm bí thư thành ủy thành phố Hồng Hoa, sẽ không thể dễ dàng mà nâng tay cho qua được nữa. Suy nghĩ một chút, Hạ Tưởng nói. Cứ để ở đây, tôi nghiên cứu cẩn thận một chút đã. Chỉ Vĩnh Lệ cũng không nói nhiều, gật gật đầu. Được, không còn chuyện gì nữa, tôi về trước. Hạ Tưởng cũng rất khách khí mà đứng dậy. Để tôi tiễn trưởng ban Trì. Chỉ Vĩnh Lệ vội vàng xua tay. Không dám quấy rầy phó bí thư Hạ, không cần đâu, phó bí thư Hạ xin dừng bước. Hạ Tưởng vẫn đứng dậy, tuy không đưa tới cửa, nhưng cũng tiễn vài bước, làm Chỉ Vĩnh Lệ cảm nhận được thành ý thực sự của hắn. Chỉ Vĩnh Lệ ra đến cửa còn quay đầu lại nói. Phó bí thư Hạ, con gái của tôi rất tôn sùng cậu, nói là dù thế nào cũng muốn được gặp cậu, tôi chịu không nổi nó, nên đã nhận lời nó trước rồi. Hạ Tưởng không nói gì, chỉ mỉm cười xua tay, khi Chỉ Vĩnh Lệ vừa đi, hắn mới quay lại nói một câu. Thiên Vân. Đường Thiên Vân hiểu ý, đóng cửa lại, đi vào trong phòng, kính cẩn hỏi han. Phó bí thư Hạ có gì chỉ bảo? Cậu nói xem. Cách đối nhân xử thế của trưởng ban Chỉ thế nào? Hạ Tưởng đưa ra một vấn đề khá khó. Bình thường Đường Thiên Vân trầm mặc ít lời, cũng không có nghĩa là y không dám nói lời nào trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa dứt lời, Đường Thiên Vân không chút do dự đưa ra đáp án. Cỏ mọc đầu tường.
thật sự là một thư ký có cá tính. Hạ Tưởng lắc đầu cười, xua tay bảo Đường Thiên Vân ra ngoài, không hỏi y về chuyện tài liệu nữa. Buổi chiều, Trần Hạo Thiên có việc phải bay đến Bắc Kinh, ông ta chân trước vừa đi, thì chân sau Lưu Kim Nam lập tức tại văn phòng tỉnh ủy công bố quyết định của tỉnh ủy hủy bỏ tư cách xác định địa điểm của khách sạn Hoàng Gia. Tin tức này giống như hòn đá nhẹ nhàng ném xuống tạo nên ngàn gợn sóng, tạo nên những lời bàn tán trong tỉnh ủy. Mà Trần Hạo Thiên thì áp dụng phương pháp né tránh, chọn cách sau khi đi rồi mới tuyên bố, khiến cho động tác nhỏ ở sau lưng của Khang Hiếu và Mưu Nguyên Hải trở thành vô ích. Bởi vì Trần Hạo Thiên vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn, không cần họp thảo luận mà trực tiếp đưa ra quyết định, căn bản là không thể lại chỗ trống cho việc cò kè mặc cả. Nhâm Xương kinh ngạc ngay tại chỗ. Nhưng mà, ra tay hủy bỏ tư cách xác định địa điểm của khách sạn Hoàng Gia, mới chỉ là bắt đầu, hành động tiếp theo sẽ còn lớn hơn nữa, mà hơn nữa mũi kiếm là chỉ vào Ngô Công Tử. Khách sạn Hoàng Gia về đêm, kim bích huy hoàng, đèn vàng rực rỡ. Đây là thời gian làm ăn kinh doanh thịnh vượng nhất, cũng như mọi khi, khách hàng tấp nập, nhìn không khác gì lúc bình thường. Trên thực tế, khách sạn Hoàng Gia đang gặp một mối nguy cơ to lớn. Bốn người Nhâm Xương, Nhâm Hải Bảo, Ngô Công Tử, Thi Khải Thuận ngồi cùng nhau, nét mặt mỗi người đều lộ vẻ giận dữ. Chú Nhâm, tôi đã nói Hạ Tưởng chẳng tốt lành gì, cho dù tôi có nhượng bộ, hắn cũng sẽ lấy khách sạn Hoàng Gia khai đao. Xem đi, bị tôi nói trúng rồi đó. Mẹ nó, tiểu nhân đắc chí, lần trước lẽ ra phải trị chết hắn. Ngô Công Tử không kìm nổi giận dữ vỗ mạnh lên bàn. Thi Khải Thuận hơi xua tay. Trị hắn một trận, chỉ hả giận nhất thời, cũng không thể thật sự làm gì được hắn. Thật không nghĩ tới, Hạ Tưởng này quả thật thâm độc, không ngờ lại nhân cơ hội trả đòn, trực tiếp hủy bỏ tư cách chọn địa điểm của khách sạn Hoàng Gia, ngược lại thành ra chúng ta tạo cơ hội cho hắn. Thật khốn kiếp, chúng ta quá khinh thường hắn. Trước kia hắn khẳng định đã biết khách sạn Hoàng Gia là sản nghiệp của ai. Kể cũng lạ, Bộ trưởng Nhâm, Hạ Tưởng mới đến, tại sao lại biết rõ tình trạng nội bộ của tỉnh ủy Lĩnh Nam đến thế? Nhâm Xương đang lúc nóng giận, đối với sự gây hấn của Ngô Công Tử lại không chỗ phát tiết, bởi vì khi trưng cầu ý kiến, thái độ của y cũng là đồng ý, không muốn đem đá tự đập vào chân mình, thật xui xẻo. Nhưng cũng chứng minh được một điều, Hạ Tưởng quả thật cả người đầy gai, rất khó giải quyết. Lời của Thi Khải Thuận càng như đổ dầu vào lửa, y chào phúng nói. Thi Bộ trưởng, Hạ Tưởng là trợ thủ mà Bí thư Trần phí tâm phí lực điều động đến, nghe nói quan hệ của hắn và Mễ Kỳ Hỏa cũng rất tốt, nói không chừng trước khi hắn đến Lĩnh Nam đã sớm biết rõ tình hình nội bộ của tỉnh ủy. Lời nói từ trong ra ngoài không phải không mang ý oán giận, quả thật trách Ngô Công Tử quá sĩ diện, kết quả khiến tư cách chọn địa điểm của khách sạn Hoàng Gia bị hủy bỏ. Chỉ riêng vụ này đã khiến mỗi năm tổn thất ít nhất trên 10 triệu. Điều này cũng chưa là gì, bởi vì bị tỉnh ủy lạnh nhạt sẽ khiến tình hình kinh doanh giảm bớt trên 7 phần. Nói trắng ra, năm nay khách sạn Hoàng Gia có thể duy trì tiếp được không còn phải xem lại. Đừng thấy bên ngoài náo nhiệt phi phàm, thật chất khách lẻ cũng không lời được bao nhiêu, khách hàng hái ra tiền vẫn là những vị khách trong cơ quan chính phủ có tiền có thế. Nhâm Xương đau lòng muốn chết. Nhâm Hải Bảo không nói một lời. Trong lòng thật ra hận thấu xương Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa đến Thành Dương đã đụng hư xe Bentley của y, hơn nữa bây giờ còn chặt đứt đường tài lộ của y, Hạ Tưởng sao có thể khó ưa đến thế. Nói thật, hiện tại y hận không thể một cước đá chết Hạ Tưởng. Cùng suy nghĩ giống lão ta còn có Ngô Công Tử. Màn kịch đầu tiên Ngô Công Tử nghênh đón Hạ Tưởng nhậm chức, không ngờ bị Hứa Quan Hoa phá hỏng, tổn thất một chiếc Bentley là chuyện nhỏ, mất thể diện mới là chuyện lớn. Cho nên gã mới vội vàng lập kế hoạch trả đũa lần hai, không ngờ kết quả càng thê thảm hơn, tổn thất đâu chỉ hơn 10 triệu. Nếu thật sự tính hết tất cả từ đầu đến cuối, hai lần ra tay ở Thành Dương tổn thất đã gần đến 20 triệu, mà Hạ Tưởng vẫn bình an vô sự. Ngô Công Tử vô cùng phẫn nộ, gã muốn lấy lòng khuê nữ của gia tộc Chiêm Thùy ở Thành Dương mới ức hiếp nữ binh kia, cũng chỉ là một câu nói thôi. Gã luôn luôn thuận lợi, thế nhưng lại thua đến hai lần trước Hạ Tưởng. Còn khiến chân tay xây xước, mối nhục này sao có thể nuốt xuống. Hơn nữa còn liên lụy đến Nhâm Hải Bảo suýt nữa không còn đường lui, lòng hận thù gã dành cho Hạ Tưởng đã đến mức nghiến răng nghiến lợi. Chú Nhâm, đừng lo, về sau để chú Thi và Hải Bảo nói chuyện hợp tác, không có tỉnh ủy, khách sạn Hoàng Gia vẫn có thể kiếm nhiều tiền. Ngô Công Tử nhìn về phía Thi Khải Thuận. Chú Sáu, nói gì đi? Thi Khải Thuận là bộ trưởng quân khu hậu cần ở Thành Dương.
nắm quyền rất lớn, quản lý toàn bộ mua bán đối ngoại trong quân khu ở Thành Dương. Vung bút một cái, cùng khách sạn Hoàng gia thành lập quan hệ hợp tác. Một năm vung tiền chi cho khách sạn Hoàng gia mười mấy triệu chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng quyền chi tiêu không thể chỉ do hắn một người quyết định, còn phải do chính ủy, phó tư lệnh đồng ý, cuối cùng thông qua Ngô Hiểu Dương quyết định, đây không phải việc Ngô Công Tử một câu liền có thể quyết định. Một bên oán thầm Ngô Công Tử thật sự rất không hiểu chuyện, một bên nói. Trở về xin chỉ thị của Ngô tư lệnh, hẳn là không thành vấn đề. Hừ, cái gì hẳn là không thành vấn đề, là nhất định phải được. Lão ta dám không đáp ứng, tôi sẽ không để yên cho lão. Ngô Công Tử vỗ ngực khẳng định. Nhâm Sương và Nhâm Hải Bảo sắc mặt lúc này mới dịu đi chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi, bởi vì sự căm hận trong lòng với Hạ Tưởng vẫn chưa tan. Không thể cứ như vậy để yên cho Hạ Tưởng. Ngô Công Tử lại vỗ mạnh lên bàn. Hải Bảo, nghĩ biện pháp xem, làm cách nào bôi đen Hạ Tưởng, mẹ nó, không chỉ hắn một lần, tôi ngay cả ngủ cũng không yên. Có Nhâm Sương, có Thi Khải Thuận, thế nào cũng không tới phiên Ngô Công Tử đập bàn, nhưng gã chính là đã vỗ, Nhâm Sương khẽ nhíu mày, Thi Đường Thuận âm thầm lắc đầu. Nhâm Hải Bảo nhíu mày. Có thể có cách gì? Hắn là phó bí thư tỉnh ủy, còn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, lại có Trần Hạo Thiên chống lưng, ai có thể làm gì được hắn? Trần Hạo Thiên có lợi hại đến đâu, cũng quản không được quân đội, đối phó Hạ Tưởng, còn phải dùng đến đại binh. Ngô Công Tử cười nham hiểm. Quân khu Thành Dương không phải còn có Hứa Quan Hoa. Nhâm Hải Bảo chưa gặp qua Hứa Quan Hoa, nhưng vẫn hận thấu xương, chiếc Bentley của y chính là bị Hứa Quan Hoa phá hỏng. Hứa Quan Hoa lập tức sẽ đến Lam Hải chấp hành một nhiệm vụ bí mật, ngày mai sẽ lên đường. Thi Khải Thuận chêm thêm một câu. Ánh mắt Nhâm Hải Bảo dần dần sáng lên. Cơ hội tốt. Lời còn chưa dứt, Nhâm Sương đứng lên. Tôi ra ngoài một chút. Thi Khải Thuận thầm mắng một câu cáo già, Ngô Công Tử nhưng lại không hiểu ý, không biết Nhâm Sương là có ý né tránh, miễn cho sau này một thân phiền toái, gã còn lo lắng Nhâm Sương không đi. Chú Nhâm chú có việc cứ đi trước, có tôi là được. Thi Khải Thuận âm thầm lắc đầu, Ngô Công Tử thật sự rất nhiệt tình, đáng tiếc, chỉ số thông minh quá thấp. Ngay khi Ngô Công Tử, Thi Khải Thuận và Nhâm Hải Bảo bí mật lập mưu đồ, Hạ Tưởng cũng lần nữa cùng Quan Hoa ngồi bàn bạc với nhau. Là một quán trà khá phong tình, những nữ phục vụ đều mặc những bộ sườn xám xẻ cao, thân hình thon dài duyên dáng, mỗi khi bước đi, bắp đùi như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ. Nhưng Hạ Tưởng và Hứa Quan Hoa lại không hề để ý, cũng không hề trêu ghẹo những nữ phục vụ ấy, ánh mắt hai người đều dừng trên hai tập tài liệu. Một xấp tài liệu là Hạ Tưởng mang đến, bên trong liệt kê các chứng cứ trốn thuế mấy năm gần đây của khách sạn Hoàng gia, cùng với những vụ kinh doanh khống khác. Một xấp tài liệu khác là Hứa Quan Hoa mang đến, Hạ Tưởng còn chưa kịp nhìn kỹ, đã nghe Hứa Quan Hoa nói, bên trong là chứng cứ chứng minh Thi Khải Thuận tham ô hủ bại. Ừ nghĩ cũng đúng, Thi Khải Thuận quản lý hậu cần, bộ hậu cần là nơi lợi nhuận béo ngậy. Ngày mai tôi phải đi Lam Hải chấp hành nhiệm vụ, phải rời đi khoảng một tuần. Bí thư Hạ, tôi đi rồi, anh phải chú ý an toàn. Dương Thành không thể so với Bắc Kinh, anh lại thế lực đơn bạc, nếu nhượng bộ được thì cứ nhượng. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lấy về gấp bội. Hứa Quan Hoa rất lo lắng cho thế cục khi hắn rời đi Thành Dương, bởi vì Hạ Tưởng ra tay quá nặng, sự việc ở khách sạn Hoàng gia đã động đến đường tài lợi của một gã thường vụ tỉnh ủy. Quan Hoa, anh không cần lo lắng cho tôi, trước làm tốt nhiệm vụ của anh đi. Tôi còn lo anh đi chấp hành nhiệm vụ là kế điệu hổ ly sơn, có khả năng sẽ có người thừa dịp anh vắng mặt, bố trí thủ hạ của anh, làm loạn thế cục do anh bày. Hạ Tưởng biết rằng, nhược điểm chung của hắn và Hứa Quan Hoa chính là căn cơ không ổn, bên người không có một nhóm thuộc hạ trung thành và tận tâm trợ giúp. Tôi không sao, có Mộc Phong đi theo, sẽ không nguy hiểm. Bí thư Hạ, tôi đề nghị anh cho Tiêu Ngũ, Nga Ni Trần cũng đến Thành Dương, bên người cũng có người ứng chiếu lẫn nhau. Sự quan tâm mà Hứa Quan Hoa dành cho Hạ Tưởng quả thật xuất phát từ nội tâm. Đúng rồi, gần đây lão cổ muốn đến Thành Dương một chuyến. Ông ấy không đến một mình, nghe nói sẽ đến cùng một vị quân đội cấp cao. Hạ Tưởng vô cùng khó hiểu, lão cổ đến Thành Dương cũng chẳng có gì lạ, nhưng cố tình lại đến cùng quân đội cấp cao, liền có chút ý vị sâu xa. Trước nhiệm kỳ mới này, lão cổ đã sớm tỏ thái độ người ngoài cuộc, nếu hiện tại lại đột nhiên cùng xuất hiện với quân đội cấp cao, nhất định sẽ khiến người ngoài liên tưởng.
Người ngoài suy nghĩ thế nào, Hạ Tưởng mặc kệ, Hạ Tưởng chỉ muốn biết lão cổ muốn gì. Chẳng lẽ là muốn tiếp tục lót đường cho Hứa Quan Hoa? Hứa Quan Hoa vẫn chưa giải đáp nghi vấn trong lòng của Hạ Tưởng, khẽ cười lắc đầu. Đừng hỏi tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ ông ấy chỉ là muốn đi ra ngoài một chút, cũng có thể là còn có suy tính khác, dù sao ông cụ không tiết lộ trước. Chờ ông cụ đến rồi, anh hỏi sẽ biết thôi. Hạ Tưởng cười nói. Quan Hoa, anh cũng học được xảo quyệt rồi. Hứa Quan Hoa thu lại nụ cười. Nói thật, tôi nghe nói Ngô Công Tử bởi vì việc của khách sạn Hoàng gia thẹn quá thành giận, chuẩn bị tiếp tục ra tay với anh nhất định phải cẩn thận một chút. Ngô Công Tử chính là một tên khốn kiếp vô lại, người bị gã để ý, không chết cũng mất lớp da. Nhà nội đã từng là người khó đeo bám nhất, hiện tại cũng bị Hạ Tưởng trị cho khó mở miệng, một Ngô Công Tử lại có năng lực thế nào? Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng sẽ không khinh địch, Ngô Công Tử và nhà nội khác nhau ở chỗ, nhà nội sẽ bề ngoài tuân thủ quy định, Ngô Công Tử nhưng lại là một tên lưu manh chính gốc, không những không giống lẽ thường, còn làm sằng làm bậy. Chủ yếu là ỷ vào bối cảnh quân đội của ông già gã, thứ khiến hắn khó giải quyết nhất. Hạ Tưởng ha hả cười lớn. Gã muốn tìm tôi phiền toái, là chuyện tốt, tôi cũng đang muốn tìm hắn phiền toái đây, còn tỉ mỉ chuẩn bị bữa tiệc lớn cho gã, chỉ chờ xem khẩu vị của gã tốt đến cỡ nào. Một câu thôi, cứ việc tới đây. Thấy Hạ Tưởng hào khí ngất trời, Hứa Quan Hoa cũng là tâm tình kích động. Tốt, xuất ra khí thế ở Tần Đường năm xưa. Đừng nói một tên Ngô Công Tử, cho dù Ngô Hiểu Dương tự mình ra mặt, gã cũng không phải đối thủ của anh. Ngày hôm sau, Hứa Quan Hoa sáng sớm liền lặng lẽ rời khỏi Thành Dương. Điều mà Hứa Quan Hoa không biết chính là anh ta vừa rời khỏi Thành Dương, Hạ Tưởng đã ra tay, hơn nữa vừa ra tay liền kinh sợ rất nhiều người. Đầu tiên là cảnh sát Thành Dương xuất động với quy mô lớn, lấy lý do nghi ngờ giao dịch mại dâm và mua bán thuốc phiện tiến hành điều tra khách sạn Hoàng gia. Ngay tại chỗ xét ra hơn 1.000 gram thuốc và mấy chục vụ mua bán mại dâm. Khách sạn Hoàng gia bị cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn, Nhâm Hải Bảo bị Cục Công an thành phố bắt đi tại chỗ. Cùng lúc đó, Cục Thuế đất Thành Dương nhận được tố cáo khách sạn Hoàng gia trốn thuế, chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật rõ ràng, số tiền đặc biệt lớn. Sau khi Nhâm Sương hay tin, thiếu chút nổi trận lôi đình. Gã vừa muốn liều mạng thậm chí bỏ cả tôn nghiêm cũng phải tìm Hạ Tưởng lý luận. Lại truyền đến một tin tức khắc khiến gã khiếp sợ tột đỉnh. Hải quan Thành Dương đột nhiên hành động, truy bắt Điền Dư Lượng, chủ công ty thương mại quốc tế Viễn Kiến tội danh buôn lậu ô tô. Ai cũng biết, ông chủ thật sự đứng sau công ty thương mại quốc tế Viễn Kiến chính là Ngô Công Tử. Nhâm Sương cực kỳ hoảng sợ, thật sự quá thâm độc, lẽ nào Hạ Tưởng điên rồi? Hạ Tưởng đương nhiên không điên, hắn so với ai khác càng tỉnh táo hơn. Tâm trạng so với trước khi đi tỉnh Tề hoàn toàn không giống, trước khi Hạ Tưởng đến Lĩnh Nam đã nhận thức rõ ràng, hành trình Lĩnh Nam rất hung hiểm, không thể thận trọng như lúc ở tỉnh Tề, phải dành cơ hội chủ động xuất kích. Nếu còn bố trí từng bước, đợi hết thảy đều chu toàn mới so chiêu cùng đối phương, chỉ sợ còn chưa kịp bày binh bố trận đã bị đối phương tấn công tán loạn. Bởi vì ở tỉnh Tề, hắn sáng mắt sáng lòng biết đối thủ là ai, hơn nữa biết rõ mâu thuẫn tập trung ở đâu. Nhưng ở Lĩnh Nam, đối thủ ẩn nấp rất giỏi, hắn không thể thấy rõ đối thủ có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa còn có thứ khiến người khó đề phòng chính là trong đối thủ, còn có thế lực quân đội hùng mạnh. Thế lực địa phương che giấu quá tốt khiến người khó lòng phòng bị, mà thế lực quân đội bên địch rõ ràng biết đối phương là ai, nhưng lại không thể chủ động xuất kích. Tình hình trong nước là vậy, quân đội luôn tỏ ra kiêu ngạo so với địa phương, khắp nơi xe quân đội vượt đèn đỏ, phá hoại phòng tắm hơi trung tâm, v.v. Địa phương vì tiếng tăm đôi bên, bình thường đều nhẫn nhịn quân đội vài phần. Cảnh ngộ mà Hạ Tưởng gặp ở tỉnh Tương đã nói rõ một khi mất đi khống chế thế lực quân đội, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đương nhiên, cũng không phải Hạ Tưởng e ngại thế lực quân đội Thành Dương, chủ yếu phải nắm được tiết tấu trong quá trình đọ sức, nắm giữ quyền chủ động, điều quan trọng nhất là phải có lý lẽ và chứng cứ xác đáng, cho dù có kiện cáo tới tận Trung ương, tới quân ủy, hắn cũng có thể hiên ngang mà đứng thẳng. Phải khiến đối phương không thể làm gì được hắn, mới là kế sách vẹn toàn. Tuy nhiên cũng không thể bởi vì e sợ quân đội kiêu ngạo, ngông cuồng mà khoanh tay bó gối. Ngô Công Tử dám ngang nhiên khiêu khích, Hạ Tưởng đương nhiên phải trả lễ, trực tiếp động đến việc làm ăn của gã. Là phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, lúc này Trần Hạo Thiên lại không ở tỉnh ủy,
điều này đồng nghĩa quyền chủ trì tỉnh ủy của hắn cực lớn, tuyệt đối có thể hô phong hoán vũ. Hơn nữa, Hạ Tưởng còn có thượng phương bảo kiếm trong tay, đó chính là sự ủng hộ vô điều kiện của Trần Hạo Thiên. Tỉnh ủy Lĩnh Nam và tỉnh ủy tỉnh Tề phong cách hoàn toàn bất đồng, nếu tỉnh ủy tỉnh Tề xảy ra chuyện, tỉnh ủy khẳng định sẽ vỡ tổ, cho dù không loạn thành một đống, cũng sẽ bàn tán xôn xao, chạy nhanh bẩm báo. Nhưng tỉnh ủy Lĩnh Nam lại không phải vậy, mặt ngoài vẫn gió êm sóng lặng, cũng không nhiều người công khai bàn luận việc này. Nhưng Hạ Tưởng lại thấy rõ ràng, bên trong sự tĩnh lặng này có vô số thủy triều và lốc xoáy gợn sóng, thậm chí còn có người âm thầm cấu kết, gợn lên những cơn sóng ngầm phản đối. Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, Hạ Tưởng cũng không sợ đối phương phản kích đã không phải đấu tranh chính trị rồi. Hạ Tưởng cũng biết, lấy tính cách chó điên của Ngô Công Tử, khẳng định sẽ không chịu để yên, sẽ một mực tìm cách gây sự. Không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, trước ra tay đánh phủ đầu chúng choáng váng nói sau. Hạ Tưởng ra tay quả nhiên sắc bén, chẳng những tấn công rầm rộ, cũng khiến cho rất nhiều người than trời không ngớt. Giữa trưa, trưởng thư ký bí thư tỉnh ủy Lâm Khang Tân gõ cửa tiến vào, báo cáo công tác. Hạ bí thư Lâm Khang Tân thái độ rất cung kính, nhưng ẩn sâu bên trong lại là chút bất mãn. Địa điểm khách sạn tỉnh ủy vẫn luôn do tôi phụ trách chọn lựa, sau khi qua vòng sơ thẩm sẽ báo cáo đến văn phòng tỉnh ủy. Trưởng ban thư ký Lưu trước đó không nói một tiếng liền trực tiếp hủy bỏ tư cách chọn địa điểm khách sạn Hoàng gia khiến tỉnh ủy rất bị động, bởi vì tỉnh ủy và khách sạn Hoàng gia có hợp đồng, đơn phương giải trừ hợp đồng khiến tôi rất khó xử, cũng khiến hình tượng tỉnh ủy bị ảnh hưởng. Hạ Tưởng không nói lời nào, chỉ là bất động thanh sắc nhìn Lâm Khang Tân. Lâm Khang Tân dám ở trước mặt hắn tố cáo Lưu Kim Nam là chuyện rất khác thường. Người chức vị thấp bất mãn với chức vị cao là rất bình thường, nhưng viên chức bình thường sẽ không vượt cấp đâm thọc sau lưng trừ phi quan hệ hai bên phi thường mật thiết mới dám nói thẳng. Mà Hạ Tưởng và Lâm Khang Tân đừng nói quan hệ mật thiết, ngay cả hiểu biết nhau đều chưa tới, chẳng qua là mối quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần, xa lạ mà thôi. Hơn nữa, lấy trí tuệ chính trị của Lâm Khang Tân mà không đoán được phía sau lời tuyên bố của Lưu Kim Nam là sự thừa nhận ngầm của Trần Hạo Thiên. Hơn nữa, chuyện đại náo khách sạn Hoàng gia lần trước, tuy rằng tỉnh ủy không tuyên dương khắp nơi, nhưng sớm đã không phải bí mật, trên cơ bản mọi người đều biết, thân là người phát ngôn của trưởng ban thư ký mà không biết chuyện đó sao. Rõ ràng biết những điều này, Lâm Khang Tân còn dám trước mặt chất vấn, kẻ chống lưng phía sau gã chắc chắn không chỉ một mà phải ba người trở lên. Cho dù Lâm Khang Tân là thăm dò hay là có mục đích khác, Hạ Tưởng cũng sẽ không cho gã toại nguyện. Sự trầm mặc ước chừng một phút đồng hồ, bầu không khí thoáng chốc nặng nề, Lâm Khang Tân trước sức ép trầm mặc của Hạ Tưởng có chút không được tự nhiên, tuy nhiên vẫn cứng rắn chống đỡ không chịu nhượng bộ, chính là không đi. Cũng gượng được nhỉ, Hạ Tưởng cười lạnh, nâng tách trà lên chậm rãi uống một ngụm, mới nói. Khang Tân, cậu ở tỉnh ủy mấy năm rồi? Nếu có vấn đề hỏi lãnh đạo trốn tránh không đáp, chuyển rời đến những đề tài khác, liền chứng minh một điều, lãnh đạo đối với anh có ý kiến. Nếu ngay sau đó lãnh đạo hỏi lý lịch của anh, như vậy chúc mừng anh, lãnh đạo đối với anh có ý kiến cực lớn. Thêm nữa nếu chẳng may đó là người quản lý nhân sự, có thể một lời quyết định vận mệnh của anh, như vậy anh tốt nhất mau chóng kiểm điểm hối lỗi, nếu không, hối hận cũng không kịp rồi. Giọng nói của Hạ Tưởng không lớn, thản nhiên. Giống như ánh nắng ban trưa xuyên qua song cửa sổ, ôn hòa mà ấm áp, cũng không có vẻ nóng giận, nhưng Lâm Khang Tân vừa nghe, lại chấn động cả người, trong lòng như gió to quét qua, một suy nghĩ hiện lên trong đầu, Hạ bí thư muốn một cước đá văng gã ra khỏi tỉnh ủy. Không thể nào, chỉ vì một câu hỏi không thỏa đáng, Hạ bí thư liền đại đao chém xuống. Cũng quá chủ nghĩa phát xít rồi. Lâm Khang Tân nói không khẩn trương là giả. Nhớ đến thủ đoạn Hạ bí thư sử dụng khi thâu tóm khách sạn Hoàng gia, cùng với cách làm cứng rắn khi hắn dám xuống tay với công ty thương mại quốc tế, gã liền biết ngay, nếu bí thư Hạ muốn động đến gã, e rằng thật có thể xảy ra. Lâm Khang Tân trong lòng hối hận không ngớt, sao lại nhất thời kích động chạy đến trước mặt chất vấn Hạ bí thư, súng bắn chim đầu đàn, đạo lý này sao lại quên rồi. Âm thầm lau đi mồ hôi lạnh, Lâm Khang Tân mới nói. Sắp 10 năm rồi. Luôn luôn phục vụ cho lãnh đạo trong tỉnh ủy. Hạ Tưởng buông tách trà xuống, có lẽ do vô tình mà vang lên một tiếng, cách, dọa Lâm Khang Tân run cầm cập. Khang Tân, có từng suy nghĩ muốn lên trên rèn luyện không?
Hạ Tưởng giọng điệu nửa nghiêm túc nửa ung dung. Lâm Khang Tân trong lòng căng thẳng. Cái gì, Hạ Bí Thư không phải muốn điều gã đi xa, mà là muốn để bạt gã. Sao có thể, gã cũng không phải thân tín của Hạ Bí Thư. Chẳng lẽ là muốn bố trí cho gã một chức vụ nhàn rỗi nào đó bên trên? Lâm Khang Tân tim đập dồn dập, gần như không thể khống chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, muốn nói cái gì nhưng lại thốt không nên lời. Hạ Tưởng đem sắc mặt của Lâm Khang Tân thu hết vào đáy mắt, trong lòng cười thầm, nếu đã dám làm quân tốt thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bất cứ lúc nào đều có thể bị biến thành vật hy sinh. Quyền lực trong tay bí thư tỉnh ủy sao có thể để người khác khinh miệt. Quyền lực của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh cũng không thể xâm phạm. Cán bộ ban tổ chức vừa mới báo cáo ứng viên cho chức vụ phó bí thư thành ủy, tôi vừa xem qua, cũng không vừa lòng. Hạ Tưởng không chút để ý nói. Tôi vừa tới Lĩnh Nam, đối với vài tình hình của tỉnh ủy cũng không hiểu lắm. Chính vì không quá rành, nên phải trưng cầu ý kiến nhiều mặt, gia tăng sự hiểu biết. Có điều, bên cạnh tôi chỉ có cậu và Thiên Vân còn trẻ, tôi hy vọng cậu ta ở lại bên người rèn luyện thêm một thời gian. Rời khỏi phòng làm việc của Hạ Tưởng, Lâm Khang Tân còn có chút đầu óc choáng váng, không thể tin được việc Hạ Tưởng ám chỉ. Bí thư Hạ cho dù nói được xúc tích, nói được êm tai, gã cũng rõ ràng gã chẳng qua là vì quan hệ công tác mới đến gần bí thư Hạ được một chút, còn lâu mới được hắn tín nhiệm, mà bí thư ám Hạ chỉ là ngai vàng phó bí thư thành ủy. Với gã mà nói, ánh sáng rực rỡ chói lọi nhưng quả rất xa vời. Nhưng thân là người trong quan trường, có một chút khả năng cũng phải lấy trăm phần nỗ lực ra trả giá mà giành đoạt. Lâm Khang Tân là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, hôn thính năm nay đã 48 tuổi, trong thời đại đề xướng cán bộ trẻ hóa như ngày nay, nếu trước 50 tuổi gã không thể vươn lên trên đảm nhiệm chức vị quan trọng, thì cả đời cứ như vậy thôi. Đột nhiên có một ngai vàng phó bí thư thành ủy từ trên trời giáng xuống, cách gã tuy rằng xa xôi, nhưng lại dường như rất gần, gần đến nỗi như thể chỉ cần gã gật đầu liền dễ dàng ngồi lên. Sao gã có thể không động tâm? Phó bí thư thành ủy, tuy rằng trước mắt so với cấp bậc hiện nay của gã là ngang nhau, nhưng làm nhân vật số 3 ở thành ủy, khoảng cách đến chỗ ngồi thị trưởng chỉ có một bước. Nếu thật sự đảm nhiệm phó bí thư thành ủy, cố gắng một phen, trước khi về hưu kiếm được đãi ngộ của cấp phó bộ cũng không phải giấc mộng. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, đến khi về hưu có thể có đãi ngộ của một giám đốc cấp sở đã là tận cùng. Giám đốc sở và cấp phó bộ khác biệt một trời một vực. Lâm Khang Tân trong lòng dậy sóng, gã cũng hiểu rằng, lời đề nghị của bí thư Hạ rất mê hoặc, cũng là cạm bẫy. Nếu gã thực sự được bí thư Hạ báo danh lên trên, như vậy về sau gã nhất định phải đi theo Hạ bí thư, mọi chuyện đều phải làm theo lời bí thư Hạ. Bằng không, bí thư Hạ chẳng những là phó bí thư tỉnh ủy, cũng là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, có thể đưa người lên, cũng có thể kéo người xuống. Thật sự là một vấn đề nan giải hóc búa. Lâm Khang Tân tuyệt đối không nghĩ tới, gã chỉ ra mặt một lần, không ngờ lại đưa tới một tình thế khó xử như vậy. Lâm Khang Tân đi rồi, Đường Thiên Vân lại nhân cơ hội tính kế cho Hạ Tưởng, nhỏ giọng nói một câu. Nhị đào sát tam sĩ, dùng hai trái đào để giết ba dũng sĩ. Ví với việc mượn đao giết người Xuân Thu Chiến Quốc, bí thư Hạ, tôi lại cung cấp hai ứng viên nổi bật cho vị trí phó bí thư thành ủy. Hạ Tưởng hiện tại càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với vị thư ký bình thường trầm mặc ít lời nhưng một khi mở miệng liền có chủ ý này, liền nói. Nói thử nghe xem. Tần Vinh Hữu và Kiều Tân Phong. Đường Thiên Vân khẽ cười, cho dù y cười rất kín đáo, nhưng Hạ Tưởng nhìn thế nào cũng cảm thấy bên trong khuôn mặt tươi cười ấy là một cảm giác nham hiểm. Tần Vinh Hữu và Kiều Tân Phong là người ra sao? Hạ Tưởng không có một chút ấn tượng nào, cũng khó trách Hạ Tưởng không biết họ là ai. Với thân phận đường đường phó bí thư tỉnh ủy như hắn, Tần Vinh Hữu và Kiều Tân Phong quả thật là vô danh tiểu tốt. Khi Đường Thiên Vân nói ra thân phận thật sự của Tần Vinh Hữu và Kiều Tân Phong, Hạ Tưởng càng thêm kiên định quan điểm của mình, sự nham hiểm và dụng tâm trong kế sách của Đường Thiên Vân, rất được lòng hắn. Tần Vinh Hữu là chủ tịch khu Lam Thiên trong Thành Dương. Trước kia gã là thư ký của bí thư Mưu, Kiều Tân Phong là trưởng thư ký ủy ban nhân dân tỉnh, cũng là người của chủ tịch tỉnh Khang. Tính cách của Đường Thiên Vân và Ngô Thiên Tiếu vừa lúc tương phản, y nói chuyện đơn giản trực tiếp, không bao giờ nhiều lời. Sau khi Đường Thiên Vân trở về chỗ ngồi của mình, ý cười trên mặt của Hạ Tưởng vẫn chưa tắt. Bên ngoài Đường Thiên Vân tuy trầm mặc ít lời, nhưng ánh mắt quan sát thế cục và tâm kế của y khiến Hạ Tưởng tán thưởng không ngớt trong lòng. Được,
liền làm như vậy. Hạ Tưởng cầm điện thoại, hắn phải bố trí thêm một cạm bẫy trước khi Ngô công tử phản kích. Liên tiếp hai ngày trôi qua, đừng nói Nhâm Xương không có sự đáp trả, cho dù là Ngô công tử hay Thi Khải Thuận cũng không có chút động tĩnh. Nhưng không có động tĩnh không có nghĩa là đối phương sẽ không hành động, chỉ có thể nói rõ một điều, Hạ Tưởng liên tiếp ra tay đã làm rối sự bố trí của đối phương, khiến đối phương nhất thời luống cuống tay chân, tạm thời còn không có tinh lực ra tay đáp trả. Với tính tình của Ngô công tử, đồng ý dừng tay mới là lạ, hiện tại gã khẳng định là gấp đến độ dậm chân. Thật ra đâu chỉ dậm chân, thiếu điều đập đầu vào tường ấy chứ. Ngô công tử chỉ muốn đập đầu vào tường, Nhâm Xương lại muốn tố cáo. Nhâm Xương phải tố cáo Hạ Tưởng lên Trung ương. Phía sau quân khu Thành Dương là một rừng cây, bên trong khu rừng có hồ, cạnh hồ có một dãy biệt thự xa hoa. 60 mẫu xung quanh biệt thự đều là nơi ở tư nhân, lấy biệt thự làm trung tâm, rừng cây, hồ nước và biệt thự kết hợp cùng một chỗ tạo thành một tòa trang viên. Tên của trang viên cũng được đặt rất khí phái, Nam Quốc Chi Xuân. Chủ nhân của trang viên chính là Ngô Hiểu Dương, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Ngô Hiểu Dương đang đi tới đi lui trên sàn nhà lót đá cẩm thạch quý giá, trong tay cầm một ly rượu, bên trong là Louis 13. Khác với những người say mê rượu trắng sản xuất trong nước chính là ông Thiên Vị rượu Tây. Hơn nữa loại rượu Tây dưới 10.000 nhân dân tệ, 27 đến 30 triệu tuyệt đối không uống. Một bên nhẹ nhàng lắc lư ly rượu, một bên vờ chuyên chú quan sát hình dáng rượu vang sóng sánh trên thành ly, ông ngẩng đầu nói với Ngô công tử hiện đang cáu kỉnh bất an. Gần đây Hạ Tưởng đang phô trương thanh thế, con đừng đụng đến hắn nữa, qua một thời gian nói sau. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Ngô công tử cũng lắc lư ly rượu trong tay. Hạ Tưởng đã trèo lên đầu con ngồi rồi, thế nào đây, con còn phải tươi cười với hắn, bảo hắn thỏa thích mà tè, đừng khách khí, cổ con rất sâu, là cái bô à. Mẹ nó, con không thể nuốt nổi cục tức này. Nói đến chỗ tức, Ngô công tử giơ tay ném thẳng ly rượu vang xuống đất. Ngô Hiểu Dương cũng không chớp mắt. Đừng lãng phí như thế, con vừa ném đi mấy ngàn đó. Tốn mấy triệu mà có thể mua được thứ khiến con hài lòng, con cũng đồng ý. Ngô công tử quát, đường đường là tư lệnh ở quân khu lớn, trung tướng Ngô Hiểu Dương, bình thường trước mặt người khác oai phong lẫm liệt, bao nhiêu người phải nhìn sắc mặt ông làm việc, hiện giờ trước mặt đứa con của mình, đừng nói là khí thế quyết đoán oai nghiêm, ngay cả một câu quát mắng cũng không có. Sự dung túng và cương triều đối với Ngô công tử đã đến tình trạng không còn nguyên tắc. Cha bảo con nghe lời thì con cứ làm theo, hai ngày này, lão cổ có thể sẽ đến Thành Dương. Nghe nói còn có tổng lãnh đạo đến cùng lão, hơn nữa là bí mật mà đến. Lão cổ đã có vài năm không ra khỏi Bắc Kinh, nếu ông ta đã đến, khẳng định có chuyện, tuyệt đối không phải đến Thành Dương du lịch. Còn có người phía sau hiện tại cũng không rõ ràng là ai đến cùng lão cổ. Việc này nhìn thế nào đều rất kỳ quái, cha nghi ngờ, có thể là âm thầm đến điều tra cha. Ngô Hiểu Dương uống một ngụm nhỏ Louis 13, thoáng thưởng thức dư vị, lại nói. Cần tắc vô ưu, con cũng kiềm chế lại chút, đừng nhảy vào họng súng của người ta. Một lão già sắp xuống lỗ, sợ lão làm gì? Cha, cha cũng thật là, lão cổ bây giờ còn tính là gì? Không quan không chức, chỉ là một ông già, lão còn lực ảnh hưởng gì chứ? Lời cũng không phải nói như vậy, lực ảnh hưởng của lão cổ trong quân đội, đến tận bây giờ vẫn lớn đến kinh người. Lão một ngày chưa chết, cha còn một ngày không thể an tâm. Mặc kệ dù thế nào, đều phải cho lão vài phần thể diện. Ngô Hiểu Dương sắc mặt nặng nề, cùng áng nắng chói chang ngoài cửa sổ vừa lúc tương phản. Đã thế chúng ta giải quyết luôn cả lão già này đi. Ngô công tử đúng là người không sợ trời không sợ đất. Dù sao Hạ Tưởng chẳng những ra tay với khách sạn Hoàng gia, còn dám động đến công ty thương mại quốc tế Viễn Kiến của con không tiêu diệt hắn, con không mang họ Ngô. Nếu lão già ăn no dưỡng mỡ này muốn tới Thành Dương ra oai, con liền già trẻ một nồi tận diệt, đỡ phải giải quyết từng người một, rất phí sức. Cha cảnh cáo con, đừng gây chuyện nữa. Ngô Hiểu Dương nghiêm mặt nói. Nợ của Hạ Tưởng, nhất định sẽ một lần đòi sạch. Bây giờ cứ cho hắn đắc ý vài ngày, đợi lão cổ vừa đi, cha sẽ tự mình ra tay. Con đi nghỉ vài ngày, tùy tiện tìm một chỗ giải sầu cho khuây khỏa, tránh đi phiền phức. Ngô Hiểu Dương tuy rằng chứng chạc đường hoàng, hơn nữa còn rất nghiêm túc.
nhưng sự nghiêm khắc của ông trước mặt Ngô công tử không tạo được tác dụng gì. Ngô công tử cũng không cùng Ngô Hiểu Dương tranh chấp, xua tay bước đi. Được rồi, nghe lời cha vậy, con ra ngoài chơi vài ngày, đỡ cho cái đám chó điên bên cục thành phố chẳng may nổi điên cắn loạt, lấy lý do nghi ngờ buôn lậu gọi con đi tiếp nhận điều tra, không phải sẽ khiến cha mất sạch thể diện sao? Con đi đây, cha không cần lo lắng, con quyết định chịu đựng vài ngày. Không phải có câu nói rằng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn sao? Kỳ thật trong lòng Ngô công tử nghĩ rằng, quân tử báo thù, 10 ngày cũng muộn. Ngô Hiểu Dương quá hiểu rõ Ngô công tử, biết Ngô công tử nói sẽ không làm loạn nữa, kỳ thật chỉ là nói cho có mà thôi, khẳng định sẽ gây chuyện sau lưng mình. Đợi Ngô công tử vừa đi, ông ta đã cầm điện thoại lên. Khải Thuận, vài ngày gần đây tâm tình công tử không tốt, cậu theo sát nó một chút, đừng cho nó làm bừa. Lão cổ có lẽ sắp đến, nhưng rốt cuộc khi nào đến cũng không chắc, cẩn thận trên hết. Vâng, thưa tư lệnh, tôi hiểu. Thì Khải Thuận đang ở văn phòng phê duyệt một vụ mua bán, vừa lúc Ngô Hiểu Dương gọi điện, gã hơi chần chừ, vẫn là nói ra. Tư lệnh, mỗi lần công tử muốn mua đồ quân dụng đều chạy thủ tục thông qua khách sạn Hoàng gia. Thì Khải Thuận biết Ngô công tử chuyện tốt thì ít mà chuyện xấu thì nhiều, nếu không để tâm lời y nói, y khẳng định sẽ ở trước mặt Ngô Hiểu Dương nói bậy. Ngô Hiểu Dương lại luôn bao che cho y, cho nên, thì Khải Thuận vẫn là nhắc tới. Công tử đã nói với tôi chuyện này. Ngô Hiểu Dương hơi trầm ngâm. Khách sạn Hoàng gia đang bị cảnh sát Thành Dương điều tra, đợi tin đồn qua rồi nói sau. Thì Khải Thuận biết Ngô Hiểu Dương đã ngầm thừa nhận, không khỏi âm thầm lắc đầu. Ngô tư lệnh quá dung túng Ngô công tử, việc gì cũng cho y làm loạn, chuyện lớn như mua đồ quân dụng cũng cho Ngô công tử lung tung nhúng tay, thật sự khiến người ta không còn lời nào để nói. Tuy rằng có chút bất mãn với Ngô công tử, nhưng trong việc đối đãi với đối thủ chung là Hạ Tưởng, thì Khải Thuận vẫn là có tiếng nói chung với Ngô công tử, cùng chung mối thù. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thì Khải Thuận cả kinh. Tư lệnh, lão cổ đến Thành Dương, có phải muốn xúc tiến chuyện Hứa Quan Hoa đảm nhiệm chính ủy quân khu Lĩnh Nam? Hứa Quan Hoa một khi đảm nhiệm chính ủy quân khu Lĩnh Nam, khẳng định sẽ tiến vào hội nghị thường vụ tỉnh ủy Lĩnh Nam. Đến lúc đó sẽ rất khó cấu kết với tỉnh ủy Lĩnh Nam. Ngô Hiểu Dương cũng cả kinh. Quả thật có vài phần khả năng. Tôi lại gọi điện cho quân ủy hỏi thăm một chút. Nếu như quả thật là vậy, vấn đề liền phức tạp rồi. Vấn đề quả nhiên phức tạp không chỉ do lão cổ đã đến, còn bởi vì Ngô công tử mạo muội đánh trả. Nhâm Xương vài lần muốn giáp mặt Hạ Tưởng lý luận, lại vài lần áp chế ý niệm trong đầu, kết quả sau những ngày nghẹn uất tức tối chính là, ông ta muốn vào Bắc Kinh tố cáo. Nếu là ở tỉnh Tề, Hạ Tưởng ra tay sỉ nhục như thế, đã sớm có người trực tiếp tới cửa tìm Hạ Tưởng ầm ĩ một trận. Nhâm Xương trong lòng muốn gây sự, nhưng cuối cùng phải tắt đài, tất cả chỉ vì một cuộc đàm phán giữa ông ta và Lâm Song Bồng. Sau khi Nhâm Hải Bảo bị cục công an thành phố mang đi, Nhâm Xương không thể ngồi yên, đã sớm đi đến thành ủy, trực tiếp xông vào văn phòng của Lâm Song Bồng. Nhâm Xương so với Lâm Song Bồng tiếng tăm cao, tuy là bộ trưởng, cũng là tỉnh ủy lãnh đạo, Lâm Song Bồng đứng dậy nghênh đón. Bộ trưởng Nhâm, hoan nghênh, hoan nghênh. Lâm Song Bồng nhiệt tình nghênh tiếp tận cửa. Song Bồng, sao lại thế này? Nhâm Xương tự nhận quan hệ với Lâm Song Bồng không tồi, nhận thức nhiều năm, lại cùng là người Lĩnh Nam, nói chuyện cũng tùy ý hơn nhiều. Hải Bảo vẫn luôn an phận thủ thường. Khách sạn Hoàng gia trong 3 năm liền vẫn là khách sạn được tỉnh ủy công nhận, vừa mất đi tư cách liền xảy ra chuyện, vụ oan hãm hại cũng quá rõ ràng rồi. Lâm Song Bồng vốn vẻ mặt nhiệt tình, Nhâm Xương lời vừa nói xong, gã liền nhanh chóng thu lại vẻ tươi cười, thay vào đó là thần sắc nghiêm túc. Thật sự có tình trạng vụ oan hãm hại, tôi gọi điện thoại hỏi chút, tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống oan uổng. Lâm Song Bồng càng nghiêm túc càng chăm chú, Nhâm Xương lại càng trong lòng nguội lạnh và thất vọng. Bởi vì Lâm Song Bồng thái độ công tư phân minh đã nói lên một vấn đề mấu chốt, anh ta đối với chuyện tình ở khách sạn Hoàng gia giữ lập trường trung lập. Chính xác mà nói, chỉ cần sự thật rõ ràng, thành ủy sẽ không can thiệp cục công an thành phố phá án. Nhưng vấn đề là, khách sạn Hoàng gia có vấn đề hay không, Nhâm Xương trong lòng sáng tỏ như gương. Ông ta tìm Lâm Song Bồng chính là muốn thông đồng một chút, muốn Lâm Song Bồng dơ cao đánh khẽ. Lâm Song Bồng còn thật sự có trách nhiệm gọi một cuộc điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, từng câu từng chữ nói rõ với Nhâm Xương.
Bộ trưởng Nhâm, tôi vừa hỏi đồng chí Dân Tân nói, vụ án trọng đại, anh ta sẽ đích thân xử lý vụ này, nhất định sẽ công bằng nghiêm minh thẩm tra xử lý vụ án. Anh ta dùng tư cách đảng cam đoan với tôi, sẽ không xuất hiện tình huống hãm hại oan uổng, xin Bộ trưởng Nhâm yên tâm. Hướng Dân Tân là ủy viên thường vụ Thành ủy Thành Dương, ủy viên chính trị và trưởng cục. Yên tâm cái giám. Nhâm Sương chưa từng cảm thấy chán ghét khuôn mặt tươi cười đầy sức sống tuổi trẻ của Lâm Song Bồng như hôm nay. Bởi vì Lâm Song Bồng ở trước mặt ông ta ra vẻ bận rộn, một bên nhiệt tình hoan nghênh, một bên lại nghiêm túc gọi điện, mặt ngoài rất coi trọng ông, trên thực tế rõ ràng là thái độ qua quyết cho xong chuyện, khiến ông vô cùng chán nản và thất vọng. Từ khi nào mà Lâm Song Bồng cùng Hạ Tưởng chung một ruột rồi? Không thể nào, Lâm Song Bồng và Hạ Tưởng không thể thân cận nhanh như vậy. Cũng chưa từng nghe gã và Hạ Tưởng quen biết từ trước. Nhâm Sương cho dù thắc mắc, có một số việc cho dù quen biết đến đâu cũng không thể hỏi ra miệng. Nhưng vẫn là đưa ra một yêu cầu cuối cùng. Song Bồng, anh xem, chúng ta nhận thức thời gian cũng không ngắn, tôi cũng chưa từng xin anh giúp cái gì, hôm nay tôi cũng hạ mặt xin giúp đỡ. Chuyện của Hải Bảo, có thể nào? Bộ trưởng Nhâm, tôi có thể hiểu được tâm tình của ông, nhưng vụ này do Dân Tân một tay làm chủ. Là một thành ủy, tôi không thể can thiệp vào việc của Cục Công an thành phố. Phải tin tưởng tư cách đảng của đồng chí Dân Tân, phải tin tưởng tính nguyên tắc của Cục Công an thành phố. Lâm Song Bồng dở giọng nghiêm trang với Nhâm Sương. Nhâm Sương rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Bí thư Lâm, cảm ơn. Tiễn bước Nhâm Sương, thư ký của Lâm Song Bồng là Thôi Ngọc Tín khó hiểu hỏi han. Lãnh đạo, ngài thường nói, chưa một đường để tốt ngày sau gặp lại. Vì sao một đường cũng không chừa cho Bộ trưởng Nhâm? Lâm Song Bồng nheo mắt, một bên đánh số một bên nói. Vừa rồi tỉnh ủy có tin đồn, Lâm Khang Tân, Tần Vinh Hữu và Kiều Tân Phong, ba người này dự tính sẽ là người ứng tuyển cho chức vụ phó bí thư Thành ủy Hồng Hoa, cũng chứng tỏ được một điều, thứ mà Hạ Tưởng muốn không phải Nhâm Hải Bảo và một cái khách sạn hoàng gia, mà là... Là cái gì? Là đầu của một số người. Thôi Ngọc Tín theo Lâm Song Bồng đã 3 năm. Lần đầu tiên nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt Lâm Song Bồng, gã sợ tới mức giật mình, thiếu chút nữa lỡ tay làm rơi chén trà trong tay. Đầu của trưởng ban Nhâm. Thôi Ngọc Tín nhịn không được, vẫn là lắm mồm mở miệng hỏi. Nói ít thôi, tập trung làm việc đi. Lâm Song Bồng phê bình một câu. Vâng, vâng. Thôi Ngọc Tín liên tục gật đầu. Lãnh đạo muốn gọi điện thoại cho ai, để tôi bấm số. Từ trước đến nay thư ký mở đường cho lãnh đạo là lệ thường, Thôi Ngọc Tín liền đưa tay đi lấy điện thoại. Lâm Song Bồng đã quay số điện thoại xong, phất tay để Thôi Ngọc Tín đi ra ngoài. Tôi gọi điện thoại cho phó bí thư Hạ, cậu còn chưa đủ tư cách. Thôi Ngọc Tín bị phê bình liên tiếp, trái lại vẫn mỉm cười ha hả, sau khi cười xong, xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bị lãnh đạo mắng vài câu là chuyện tốt, không mắng lời nào, chẳng khác nào là bị phán tử hình. Tuy nhiên Thôi Ngọc Tín vẫn là có chút không tin lời nói của Bí Thư Lâm, thầm nghĩ rằng Phó Bí Thư Hạ vừa mới đến Lĩnh Nam liền muốn giết người thị uy, có phải là đã xuống tay quá độc ác hay không? Đừng xem Nhâm Sương chỉ là chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy, thế nhưng người đó là nhân vật có thực quyền, mối quan hệ của ông ta trải rộng khắp Lĩnh Nam. Còn nữa, Phó Bí Thư Hạ cố ý trêu chọc Ngô Công Tử, không sợ Ngô Công Tử tức giận rồi giống như chó điên cắn cho một cái hay sao? Thôi Ngọc Tín không biết rõ tiền đồ của Hạ Tưởng, đối với thái độ hờ hững của Bí Thư Lâm đối với Nhâm Sương cũng có chút bất mãn. Trưởng ban Nhâm đều ăn nói mềm mại, thế mà Phó Bí Thư Lâm một chút cũng không nhẹ nhàng, thực không biết điều. Thôi Ngọc Tín cũng không biết, Lâm Song Bồng khi trò chuyện cùng với Hạ Tưởng, vô cùng cung kính, thái độ và cách cư xử hoàn toàn khác với khi nói chuyện với Nhâm Sương. Phó Bí Thư Hạ tôi là Lâm Song Bồng. Lâm Song Bồng tự giới thiệu trước. Có thể xin chút thời gian quý báu của Phó Bí Thư Hạ được không? Tôi muốn báo cáo một chút về tiến triển vụ án khách sạn Hoàng gia. Vừa nãy còn nói với Nhâm Sương là ông ta không tiện trong việc can dự vào vụ án, giây phút sau lại chủ động muốn báo cáo tiến triển vụ án Hạ Tưởng. Cách cư xử hai mặt đó của Lâm Song Bồng chứng tỏ ông ta là một người thông minh, hơn nữa còn là thông minh tột bậc, bởi vì ông ta ngửi được có sự bất thường. Từ giây phút nghe Trần Hạo Thiên đề xuất hành động chuyên nghiệp, đồng thời tuyên bố Hạ Tưởng tổng phụ trách, Lâm Song Bồng liền nhạy bén ý thức được, nhất cử nhất động của Hạ Tưởng từ nay về sau ở Lĩnh Nam, đều là thể hiện cho mục đích cụ thể của Trần Hạo Thiên. Nói đúng hơn là,
Trần Hạo Thiên được Hạ Tưởng trợ giúp, trao quyền lực cho cấp dưới, sẽ đem tầm mắt nhìn ra đại cục toàn quốc ở ngoài lĩnh Nam, mà Hạ Tưởng được Trần Hạo Thiên ngầm đồng ý, trên danh nghĩa là trở thành nhân vật số 3 của lĩnh Nam, trên thực tế là người cầm quyền số 1. Lại hình dung trừu tượng một chút là, Hạ Tưởng tuy chỉ là cán bộ cấp thứ trưởng, bởi vì có được Trần Hạo Thiên ra sức ủng hộ, hơn nữa sau lưng hắn còn có thế lực gia tộc chống đỡ, hắn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh trưởng duy nhất trong nước dám ra tay với phó bộ. Lâm Song Bồng đối với tình hình của Hạ Tưởng có một so sánh càng chuẩn xác hơn, chính là một phó bí thư tỉnh ủy có thể sử dụng quyền lực của ủy viên bộ chính trị. Lâm Song Bồng rõ ràng hơn một điều nữa là, hành động chuyên nghiệp lần này tuy là ba đập hai xây dựng, làm chủ điểm, nhưng bản chất vẫn là chống tham nhũng, mà nếu chống tham nhũng, thì điểm phù hợp nhất để gia nhập vào chính là vụ án lớn ở thành phố Hồng Hoa. Những sự việc xảy ra sau đó, Hạ Tưởng dựa vào việc ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đề cử phó bí thư thành ủy của Hồng Hoa, lại từ bên trong tỉnh ủy truyền ra tin tức trong danh sách sẽ có 3 người ứng cử cho vị trí phó bí thư thành ủy Hồng Hoa, trước mắt hắn lại như sáng lạn hơn, đối với toàn bộ tình thế ở lĩnh Nam càng thêm thấu đáo hơn. Ở thời khắc quan trọng, đứng vào bên nào là rất quan trọng. Lâm Song Bồng không dựa vào Hạ Tưởng, mà là trước khi gió to thổi đến, cần phải trốn vào trạm tránh gió, để tránh bị gió thổi bay. Đối với việc thành ủy Dương Thành rất phối hợp công tác với tỉnh ủy, Hạ Tưởng cảm thấy rất vừa lòng, cũng biết Lâm Song Bồng là một người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện sẽ không tiêu phí mất hơi sức. Bí thư Lâm, xin chào. Có thời gian, bí thư Lâm muốn báo cáo công việc, đương nhiên là có thời gian. Thái độ của Hạ Tưởng rất thân thiết, thậm chí có thể nói là rất có thành ý, trong lòng Lâm Song Bồng vô cùng thoải mái. Báo cáo khái quát về tiến triển vụ án, đơn giản là chứng cứ vô cùng chính xác, sự thật rõ ràng, Cục Công an thành phố sẽ dựa vào đó mà phá án, cứ từ từ như thế, cũng không có dự định gì mới, cũng tạm thời chưa công bố kết luận ra ngoài. Kết quả không quan trọng, quan trọng chính là thái độ. Thái độ quyết định kết quả. Ngắt điện thoại của Lâm Song Bồng, Hạ Tưởng vui mừng mỉm cười. Sự việc khách sạn Hoàng Gia, như vậy là đã giải quyết xong, toàn bộ sự việc đến đây đã sáng tỏ thông suốt. Mà thái độ của Lâm Song Bồng cũng khiến Hạ Tưởng vô cùng vừa lòng, cũng chứng minh được một điều, bên trong tỉnh ủy lĩnh Nam, không thiếu gì người thông minh biết xem xét thời thế. Khách sạn Hoàng Gia chỉ đang đánh vòng ngoài, có tác dụng phân hóa và cảnh cáo. Đề cử người cho vị trí phó bí thư thành ủy Hồng Hoa, là sự phân tranh bên trong, lấy kế hai quả đào giết ba binh sĩ, sự thật là muốn châm ngòi ly gián. Hư hư thực thực, hai nơi xuất kích, thật ra cuối cùng hai cũng chỉ có thể hợp thành một, chỉ về một chỗ. Hạ Tưởng đang nghĩ ngợi sự việc trong chốc lát thì điện thoại vang lên, sau khi nghe máy, không ngờ là Lâm Khang Tân. Lâm Khang Tân báo cáo một việc với Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, trưởng Ban Nhâm vừa mới thông báo cho văn phòng tỉnh ủy, ông ta có chuyện một đến Bắc Kinh một chuyến, hiện tại đã lên máy bay rồi. Nhâm Sương sớm không đi muộn không đi, cố tình hiện giờ lại đến Bắc Kinh, có dụng ý gì? Còn chưa suy nghĩ được mắc xích sâu xa trong đó thì, chợt nghe Lâm Khang Tân còn nói thêm. Trưởng Ban Nhâm là từ thành ủy trực tiếp đến sân bay. Trong lòng Hạ Tưởng bỗng nhiên sáng rõ. Từ cuộc điện thoại báo cáo công tác của Lâm Song Bồng liên tưởng ra, liền lập tức hiểu rõ chỗ liên quan trong đó, trưởng Ban Nhâm ở thành ủy không được như ý, liền tức giận đến Bắc Kinh để cáo trạng. Cứ để ông ta đi, Hạ Tưởng vô vị mỉm cười. Tuy nhiên, so với việc Nhâm Sương đến Bắc Kinh cáo trạng thì điều khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn chính là cuộc điện báo của Lâm Khang Tân. Nhâm Sương đến văn phòng tỉnh ủy dặn dò, không thông báo cho Lưu Kim Nam, lại thông báo cho Lâm Khang Tân. Điều đó chứng tỏ Nhâm Sương cho rằng Lâm Khang Tân có thể tin được. Lâm Khang Tân hoàn toàn có thể kéo dài tới buổi tối mới báo cáo lại, cũng có thể không cần nói Nhâm Sương là từ thành ủy trực tiếp đến sân bay. Chi tiết quyết định thành bại, chi tiết cũng quyết định lập trường, Lâm Khang Tân tích cực chủ động mà báo cáo rõ ràng ra, tuy nói không thể chỉ dựa vào đó mà phán đoán anh ta đáng tin cậy, nhưng ít ra thái độ đã có thể buông lỏng. Cũng không biết là ai truyền tin tức ra. Ban đầu ban tổ chức cán bộ định chọn ra 2 người cho vị trí bí thư thành ủy Hồng Hoa, sau đó lại tăng lên thành 3 người, từ 3 người tăng lên thành 5 người. Chưa từng có thời điểm nào mà vị trí phó bí thư thành ủy lại có tới 5 người được đề cử. Có không ít người của thành ủy đều có ý kiến bàn luận, đem vấn đề đơn giản biến thành phức tạp, là vì thu hoạch lợi ích. Đem vấn đề phức tạp đơn giản hóa, là vì giải quyết phiền toái. Bây giờ vấn đề trở nên phức tạp rồi.
phải giải quyết như thế nào cho tốt đây? Tin đồn vừa được truyền đi, lại có người nói, ứng cử viên do ban tổ chức cán bộ đề cử bị phó bí thư Hạ bác bỏ, hiện tại chỉ có 3 người có hy vọng đảm nhiệm vị trí phó bí thư thành ủy Hồng Hoa là Lâm Khang Tân, Tần Vinh Hữu và Kiều Tân Phong. Nhưng rốt cuộc người đó là ai? Ban tổ chức cán bộ còn chưa có tiến hành sát hạch và so sánh, phó bí thư Hạ cũng không có chỉ thị tinh thần nào thêm nữa. Tuy nhiên, nghe nói Hạ tưởng khá coi trọng Lâm Khang Tân, bởi vì Lâm Khang Tân và phó bí thư Hạ có quan hệ tốt nhất. Nhưng sau đó lại có tin đồn nói, phó bí thư Hạ lại thiên về Tần Vinh Hữu hơn, bởi vì Tần Vinh Hữu đặc biệt đến gặp phó bí thư Hạ. Tình thế lại biến đổi, lại có tin thật ra trong lòng phó bí thư Hạ đã xác định là Kiều Tân Phong, nói là Kiều Tân Phong vốn là người tỉnh Tây, có quan hệ đồng hương với phó bí thư Hạ, mà phó bí thư Hạ là người nặng tình nghĩa nhất, Cân Tiểu Ly lại nghiêng về phía Kiều Tân Phong. Tóm lại, tin đồn bên trong tỉnh ủy lúc thế này lúc thế kia, không một tin nào là chính xác. Chẳng những khiến 3 người có liên quan như rơi vào mây mù, cũng khiến trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trì Vĩnh Lệ không biết nên xử trí như thế nào, nên dứt khoát bỏ mặc. Trì Vĩnh Lệ tuy rằng đã làm ở ban tổ chức cán bộ nhiều năm, nhưng ngay từ đầu vẫn chưa nhìn ra được Hạ Tưởng rốt cuộc vừa ý điểm nổi trội nào nhất của 3 người Lâm Khang Tân, tận đến khi Ti Anh đi vào phòng làm việc của cô, không chút để ý nói một câu. Hai quả đào giết 3 chiến sĩ. Cô mới giật mình kinh hãi. Không khỏi vô cùng thán phục thủ đoạn cao của phó bí thư Hạ, quả thực làm cho người ta khó lòng phòng bị, cô không chút lưu ý đã bị cuốn vào trong. Ngay ngày hôm sau khi Nhâm Sương bay về Bắc Kinh, Trần Hạo Thiên rốt cục cũng hoàn thành mọi việc ở Bắc Kinh, bay trở về Lĩnh Nam. Trần Hạo Thiên vừa đến tỉnh ủy, liền gặp mặt Hạ Tưởng. Khi Hạ Tưởng bước vào văn phòng của Trần Hạo Thiên, thái độ của Phục Sinh Nam so với trước kia đã tốt hơn một chút, tuy nhiên vẫn là lạnh nhạt khách sáo. So với niềm nở còn cách khá xa. Hạ Tưởng cũng không để bụng, hắn cũng biết không có khả năng ai cũng sẽ có thiện cảm với hắn, Phục Sinh Nam vì nguyên nhân gì mà dường như rất có thành kiến với hắn, hắn cũng không để ý, cũng sẽ không truy hỏi. Chỉ cần Phục Sinh Nam không ly gián quan hệ trước mắt giữa hắn và Trần Hạo Thiên, chỉ cần Phục Sinh Nam làm tốt bổn phận của một gã thư ký, như vậy tất cả mọi việc đều tốt. Nhâm Sương chạy đến Bắc Kinh, tố cáo tội trạng của cậu. Cậu chắc không đoán được ông ta tố cáo cậu với ai đâu nhỉ. Hành trình tới Bắc Kinh của Trần Hạo Thiên chắc là có chút gặt hái, tâm tình của ông ta rất tốt. Hạ Tưởng quả thực không đoán được, dựa vào cấp bậc của Nhâm Sương, không thể giao thiệp đến được ủy viên thường vụ chính trị, nhiều lắm là ủy viên bộ chính trị. Nhưng cho dù chỉ là ủy viên bộ chính trị, cũng sẽ đem lại ảnh hưởng tiêu cực nhất định đối với hắn. Trần Hạo Thiên đợi một lát, thấy Hạ Tưởng không trả lời được, liền cười nói. Là Tề Cao Phong, ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Tề Cao Phong. Hạ Tưởng quả thực có chút giật mình kinh hãi, cũng không phải là hắn quen biết Tề Cao Phong, hắn hoàn toàn không quen biết gì. Không quen biết cũng không sao, cũng không đến mức giật mình, mà là bởi vì Tề Cao Phong chính là ủy viên Bộ Chính trị, là điều then chốt mà hắn lo lắng. Tề Cao Phong năm nay cũng đã nhiều tuổi, cũng là một trong các ứng cử viên gia nhập thường vụ. Độ tuổi của ông ta còn cách 2 tuổi so với độ tuổi giới hạn vào thường vụ, nghe nói khả năng gia nhập thường vụ là rất lớn. Nếu Tề Cao Phong thực sự là người đứng sau Nhâm Sương, như vậy việc hắn ra tay kéo Nhâm Sương xuống, chẳng khác nào đã trực tiếp đắc tội với một gã ủy viên thường vụ Bộ Chính trị tương lai. Trần Hạo Thiên đương nhiên nhìn ra sự thay đổi trên khuôn mặt của Hạ Tưởng, khẽ mỉm cười. Không cần lo lắng, quan hệ giữa Nhâm Sương và Tề Cao Phong không thân cận như vậy đâu. Mở cửa sổ ra, ông ta lại chỉ ra phong cảnh ở bên ngoài. Phong cảnh ở Lĩnh Nam thật đẹp, Hạ Tưởng, chuyện của Nhâm Sương cậu cứ yên tâm dũng cảm mà làm, ở bất kỳ thời điểm nào, trừng trị tham ô đều là phương châm không thay đổi của Trung ương. Cậu nhất định là chưa từng sinh sống tại phía Nam, mùa xuân ở Dương Thành, khẳng định sẽ là một mùa xuân khó quên nhất trong đời cậu. Không thể tưởng được Trần Hạo Thiên cũng có chất thơ trong người, Hạ Tưởng vui mừng mỉm cười. Quay lại văn phòng, Hạ Tưởng vừa mới ngồi xuống, Đường Thiên Vân vẻ mặt khẩn trương liền đi vào, trong tay cầm một phong thư. Phó Bí Thư Hạ, có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Hạ Tưởng thuận miệng hỏi. Bình thường Đường Thiên Vân trầm mặc ít lời, nhưng trong sự trầm mặc ít lời đó là sự bình tĩnh và lý trí, hôm nay vội vàng như vậy là lần đầu tiên thất thố. Thư hăm dọa. Đường Thiên Vân đưa lên một bức thư đã được mở ra. Thay lãnh đạo mở thư là công việc hàng ngày của thư ký,
Trên mặt phong thư viết, thân gửi phó bí thư Hạ, bên trong là một tập giấy viết thư dày, giữa đống giấy viết thư là một cái gì đó vàng óng, một viên gì đó trượt ra, là một viên đạn mới tinh. Thảo nào Đường Thiên Vân sợ hãi tới mức này, hóa ra là thư đe dọa có cả tài liệu chân thật như thế này. Thế nhưng Hạ Tưởng lại không chút bối rối, hắn đã từng dũng mãnh tiến lên vật lộn với một trận hồng thủy cuồn cuộn, từng tay không rằng co với một kẻ liều mạng, thậm chí còn bị quân đội mang theo một đội quân truy giết ngàn dặm một đường từ Nam ra Bắc, hắn chưa bao giờ lùi bước. Hôm nay, chẳng qua cũng chỉ là một phong thư đe dọa, cũng chẳng có gì mới, theo hắn, đây cũng chỉ là việc bình thường mà thôi. Người lãnh đạo quốc gia đều có người muốn ám sát, huống chi là hắn. Hạ Tưởng đưa tay cầm lấy viên đạn, cũng không lớn, tựa như một củ lạc cỡ vừa, nói. Thiên Vân, đạn 45, uy lực cũng không nhỏ. Đường Thiên Vân không hiểu phó bí thư Hạ sao lại không chút sợ hãi, còn bình tĩnh tự nhiên như thế. Dám gửi viên đạn cho phó bí thư tỉnh ủy, đây là sự kiện chính trị vô cùng nghiêm trọng, cần phải để cho Bộ An ninh Quốc gia điều tra thật tốt, ngăn chặn lại bàn tay phản động này. Y đang định mở miệng nói ra, Hạ Tưởng lại nhẹ nhàng cầm lấy viên đạn vứt đi, chỉ giữ lại giấy viết thư. Giấy viết thư rất dày, trên mặt là kiểu chữ đánh máy, chữ viết đầy chi chít trên 5-6 mặt giấy, bên trên còn có sơ yếu lý lịch của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không quan tâm đến viên đạn, nhưng đối với bản sơ yếu lý lịch này, chỉ nhìn vài lần, liền lập tức liền kinh hãi. Sơ yếu lý lịch của hắn ở trên mạng nhân dân là có thể tìm ra được, chẳng có gì lạ. Nhưng có thể từ phía chính phủ tìm ra được sơ yếu lý lịch, đều là sau khi rút gọn và trải qua tầng tầng xét duyệt mới có thể công khai một phần ra bên ngoài, còn lý lịch chân thật và tỉ mỉ, vĩnh viễn sẽ không được công bố ra bên ngoài. Nhưng, đoạn sơ yếu lý lịch được trích dẫn ở đoạn đầu giấy viết thư này đích xác là được lấy từ hồ sơ chính thức ở trên mạng chính phủ, trong mấy trăm chữ ở phía dưới của sơ yếu lý lịch, có ghi chép sinh động về việc hắn rời khỏi thành phố Yến đến huyện An, sau đó đến quận Hạ Mã. Sau thì đến thành phố Lang, rồi Thiên Trạch, rồi Tần Đường, mỗi một sự kiện trọng đại đảm nhiệm, đều liệt kê không bỏ sót chút nào. Giống như có một người ẩn hình một mực yên lặng theo sát ở bên người hắn, im lặng mà ghi chép mỗi một tiếng nói cử động của hắn. Tuy rằng không phải toàn bộ đều được ghi chép tỉ mỉ, miêu tả cũng sinh động quá mức, nhưng chỉ với vài ba câu, mỗi một sự kiện lớn đều có một bản hồ sơ ghi chép lại. Điều quan trọng là, sự thật ở trong đó không hề sai một chút nào. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng có cảm giác phía sau lưng run lên, da đầu rét run, nhất thời vì khiếp sợ mà quên cả thở. Chưa bao giờ nhớ rõ ở bên người mình lại có một nhân vật ẩn núp sâu vô cùng như vậy, làm cách nào mà có thể đem mỗi bước đi của hắn ghi lại rõ ràng rành mạch trên giấy không thiếu một chữ như vậy, khiến cho hắn ở trước mặt đối phương giống như một tờ giấy trắng, gần như không còn gì để nói. Đương nhiên, bản ghi chép của đối phương cũng không phải toàn bộ đều là sự thật. Chỉ là bản tóm tắt về các sự kiện lớn, còn về chi tiết cuộc sống cùng với một ít thời khắc tuy nhỏ nhưng ấm áp khó quên của Hạ Tưởng thì đều không có trong bản ghi chép, nếu không, Hạ Tưởng chắc đã sợ tới mức nhảy dựng lên. Không biết cao nhân ở phương nào lại để tâm tới hắn kỹ càng như vậy. Sau khi hít thở sâu vài cái, Hạ Tưởng ngẩng đầu lên, thấy Thiên Vân đã đi ra ngoài, về chỗ ngồi, sự tán thưởng trong lòng đối với Đường Thiên Vân lại tăng thêm vài phần. Đúng là một thư ký tinh mắt có những tố chất cơ bản. Hít sâu mấy hơi, tâm tình Hạ Tưởng dần dần bình ổn lại, sự khiếp sợ trong lòng tuy rằng chưa biến mất hoàn toàn, nhưng cũng đã trấn tĩnh lại không ít. Lại xoay người lại cầm lấy lá thư, bình tâm lại, tỉ mỉ xem lại từ đầu tới đuôi một lần nữa. Lần thứ hai, cũng vẫn không có manh mối gì rõ ràng. Vẫn là khiếp sợ cộng thêm sợ hãi. Lại mở cửa sổ ra, để cho không khí tươi mát ngoài cửa sổ tiến vào. Nhìn xa xa về phía cảnh đẹp của Dương Thành, tâm tình Hạ Tưởng lại một lần nữa bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau đó, lại cầm lấy lá thư, lại xem qua một lần từng chữ, cuối cùng. Hạ Tưởng cũng phát hiện được chỗ có vấn đề. Trên giấy viết thư quả thực ghi chép lại vô cùng tỉ mỉ mỗi một sự kiện lớn trong mỗi nhiệm kỳ của hắn, cũng hoàn toàn đúng sự thực, dường như không chê vào đâu được. Nhưng nếu như cẩn thận cân nhắc lại, sẽ phát hiện một điểm. Từ khuynh hướng giọng điệu toát ra từ giữa những hàng chữ miêu tả có thể rút ra kết luận, đối phương là đứng ở mặt đối lập với hắn. Phải nói là, người ghi chép lại những điều này là đối thủ chính trị đã lâu của hắn. Đây là thứ nhất. Thứ hai, bản ghi chép đã ghi lại những sự kiện lớn xảy ra trên người hắn, nhưng mới chỉ tới tỉnh Yến mà thôi.
Bởi vậy có thể chứng minh một điều, đối thủ là đối thủ chính trị của hắn ở tỉnh Yến. Thứ ba, những việc hắn đảm nhiệm từ sau khi ra khỏi tỉnh Yến, tuy rằng cũng có bản ghi chép, nhưng rất ít, hơn nữa cũng không tỉ mỉ chính xác, vừa nhìn đã có thể cho ra kết luận đây là tin vỉa hè, lại càng nghiệm đúng điểm kết luận thứ hai, đối thủ là kẻ thù của hắn tại tỉnh Yến. Người trong quan trường, phía sau sự vồn vã ân cần, cũng gây thù hằn vô số. Đi đến đâu cũng có bạn, đồng thời, cũng đếm không hết đối thủ. Lại nghĩ sâu hơn một chút, nếu đối thủ vô cùng rõ ràng những chuyện hắn đã trải qua tại huyện An, chắc chắn biết hắn từ lâu. Bởi vì đối với chuyện ở huyện An, thậm chí cả chuyện trải qua khi làm đường ở huyện An, và chuyện cũ cùng đồng cam cộng khổ với các anh em và dân công, đều được kể lại rất tỉ mỉ. Biết sớm hay muộn không phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng là ở chỗ, ngay lúc hắn vừa mới đến lĩnh Nam, đang là lúc muốn triển khai các mưu tính, sao lại tự dưng xuất hiện một đối thủ không ngờ tới. Nói thật, lúc đầu vừa mới nhìn thấy viên đạn, hạ tưởng không cần suy nghĩ liền cho rằng đó là thủ đoạn của Ngô công tử. Nhưng nội dung bức thư, lại khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Với tác phong làm việc lòng dạ ngay thẳng và tính cách cầu thả của Ngô công tử, gã sẽ không làm loại sự việc nhàm chán như gửi bức thư đe dọa này, lại càng không cẩn thận đến mức cử người đi điều tra mọi việc trước kia của hắn. Tính cách của Ngô công tử giống như chó điên, muốn cắn là cắn, cắn ngay trước mặt, chứ không âm thầm lộ ra răng nanh trước. Thật ra thư đe dọa cũng không thể gây xúc phạm gì tới Hạ Tưởng về mặt bản chất, chỉ là có tác dụng gây tâm lý kinh sợ, chính là muốn nói cho Hạ Tưởng biết anh nên cẩn thận một chút, sau lưng anh có một đối thủ hiểu rõ anh như lòng bàn tay, luôn luôn chờ anh lộ ra sơ hở là cho anh một đòn chí mạng. Rốt cuộc là ai chứ? Hạ Tưởng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra được. Chủ yếu là do chuyện ở tỉnh Yên là chuyện đã rất lâu rồi, người hợ nhắn thấu xương, có người thì ngồi tù, có người thì triển vọng chính trị ảm đạm, ốc còn không mang nổi mình ốc, có người thì lại không rõ tung tích, khiến cho Hạ Tưởng suy đoán ra một đám người, nhưng khó có thể đoán được là ai. Mặc kệ là ai, Hạ Tưởng cười lạnh một tiếng, đem thư và viên đạn bỏ vào ngăn kéo. Cho dù là ai ở sau lưng hắn phô trương thanh thế, chỉ cần dám sinh sự gây chuyện, đều phải bị đánh bại. Sau khi hết giờ làm, Hạ Tưởng lái ô tô tới trang viên Bạch Vân. Nghiêm Tiểu thì vừa đến Dương Thành đã rất thích nơi này, lưu luyến không muốn quay về, ở liên tiếp 3 ngày mà còn chưa muốn đi, ở Bắc Kinh có việc làm ăn gọi cô về mà cô cũng không để ý, vui đến quên cả trời đất. Cũng còn có nguyên do nữa là được ở bên cạnh Hạ Tưởng, cô rất thông minh, biết hiện tại là thời điểm cô có thể độc hưởng Hạ Tưởng, sao có thể bỏ qua được. Rót một ly rượu vang, lẳng lặng ngâm mình trong bồn tắm lớn tràn đầy bọt biển, Nghiêm Tiểu thì thoải mái thả lỏng người, cảm nhận làn nước ấm áp vuốt ve, cả người mềm mại, như rơi trên đám mây. Nhẹ nhàng nâng một chân lên, nhìn thấy đùi dưới bóng loáng vẫn chưa lưu lại dấu vết thời gian, ánh mắt của cô mơ màng, những chuyện cũ như nước chảy qua trong đầu cô. Tuy nói cô và Hạ Tưởng không xem như quyến luyến lẫn nhau, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng và trầm ổn như nước chảy, trong lòng là sự cảm khái và mềm mại vô cùng. Kiếp này gặp hắn, tuy có tiếc nuối là không thể độc chiếm hắn cả đời, nhưng đây là một giấc mộng đẹp vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Đang lúc cô đang chìm ngập trong hồi tưởng, điện thoại lại vang lên. Nghiêm Tiểu thì tưởng là điện thoại của Hạ Tưởng, vội vàng nghe máy, nhẹ nhàng, alo, một tiếng. Trong điện thoại truyền đến một thanh âm xa xôi nhưng quen thuộc. Là tôi. Sắc mặt Nghiêm Tiểu thì nhanh chóng ảm đạm, giọng nói thoáng cái cũng lãnh đạm hơn rất nhiều. Là anh, tìm tôi có chuyện gì? Tôi đang ở Dương Thành. Đối phương bất chợt dừng lại, dường như đang do dự có nên nói tiếp hay không, cuối cùng vẫn nói ra đề nghị. Tôi muốn gặp cô. Làm sao anh biết tôi đang ở Dương Thành? Nghiêm Tiểu thì cũng là người như thế nào, lập tức ý thức được cái gì, việc cô đến Dương Thành có rất ít người biết. Tôi đương nhiên là biết, cô không cần phải căng thẳng, tôi cũng sẽ không hại cô, tôi muốn gặp cô. Là muốn đàm phán hòa bình một chuyện vô cùng quan trọng, việc này có liên quan đến sự an nguy của Hạ Tưởng. Đối phương tung ra mồi nhử. Nghiêm Tiểu thì suy nghĩ một chút rồi nói. Để tôi suy nghĩ đã, lát nữa sẽ gọi lại cho anh. Cúp máy, cả người Nghiêm Tiểu thì giống như hư huyễn, vô lực chìm vào trong nước. Hạ Tưởng lặng yên đi vào trang viên Bạch Vân, sau khi đậu xe xong, thoải mái mà đi trên con đường mòn đầy mùi hoa của trang viên Bạch Vân. Vị trí của trang viên Bạch Vân là ở vùng ngoại ô, chẳng những yên tĩnh, lại vô cùng chú trọng việc bảo vệ khách.
Nghiêm tiểu thì một mình bao luôn một tiểu viện bên trong trang viên, trừ phi chủ nhân có yêu cầu, nếu không sẽ không có người đến quấy rầy. Nhớ tới Nghiêm tiểu thì mỗi lần hẹn hò với hắn đều đem mọi việc suy xét vô cùng chu đáo, Hạ Tưởng không khỏi cảm thán, một người phụ nữ thông minh và hiểu biết như vậy, là ước mơ của tất cả đàn ông. Bỗng nhiên, điện thoại liền ù ù rung lên. Hạ Tưởng rút điện thoại ra thì thấy là một dãy số vô cùng la xạ, trong lòng nghĩ đến bức thư đe dọa ngày hôm nay, liền vô cùng do dự mà nghe máy. Phó bí thư Hạ, mạo muội gọi điện thoại tới, hy vọng không quấy rầy cậu. Một giọng nói vô cùng khách sáo truyền đến, tiếng phổ thông rất chuẩn, vừa nghe đã biết không phải người Dương Thành, mà là người phương Bắc. Anh là... Hạ Tưởng sửng sốt, lập tức chưa nhớ được đối phương là ai. Phó bí thư Hạ, không biết cậu có còn nhớ rõ không, tôi là Lý Dật Phong. Lý Dật Phong, Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, ý nghĩ bay về phía xa xôi ở Thiên Trạch. Lý Dật Phong lúc ấy là thư ký của bí thư thành ủy thành phố Thiên Trạch Trần Khiết Văn, sau đó trở thành chủ tịch huyện, trong nháy mắt, 4 năm đã qua đi. Dật Phong, xin chào, vẫn đang ở Thiên Trạch. Hạ Tưởng vẫn niềm nở đáp lại. Lý Dật Phong kích động, anh ta chỉ là gọi thử một cuộc điện thoại để thăm dò. Không ngờ Phó Bí Thư Hạ vẫn còn nhớ rõ mình, khiến anh ta được sủng ái mà lo sợ. Phó Bí Thư Hạ, tôi không còn ở Thiên Trạch nữa, cũng ở Dương Thành rồi. Sao Lý Dật Phong cũng đến Dương Thành rồi?